Đường Kinh Luân lợi dụng khởi công khánh điển phóng thích lợi tốt cử động mặc dù cũng không thành công, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến hắn thúc đẩy tổ kiến hoa niên lớn khỏe mạnh bộ pháp. Tại Trường Hưng thu hồi mấy trung tâm tâm về sau, Đường Kinh Luân lập tức làm ra chỉnh hợp mấy trung tâm tâm tổ kiến hoa niên lớn khỏe mạnh quyết định. Tại vốn có kiểm tra sức khỏe trung tâm, y mỹ trung tâm, khoang miệng trung tâm, nhãn khoa trung tâm, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện trên cơ sở thành lập hoa niên lớn khỏe mạnh, ở trong đó cũng không có bao quát trung y chẩn đoán điều trị trung tâm, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Đồng Trường Hạo kế hoạch trong sách từ đầu tới đuôi liền không có tướng trung y khoa xếp vào trong đó. Hội nghị từ Đường Kinh Luân tự mình chủ trì, hắn dẫn đầu phát biểu một phen kích tình rào rạt nói chuyện. Hoa niên lớn khỏe mạnh sản nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, tổng bộ thiết lập ở Nam Giang, trọng điểm bố cục phương hướng là dự phòng y học cùng dưỡng lão sản nghiệp, công ty cố gắng tại trong 3 năm hoàn thành trong nước sản nghiệp bố cục. Chế tạo dẫn trước quốc tế khỏe mạnh toàn cục theo bình đài, cùng trải rộng cả nước chuyển hóa chữa bệnh khỏe mạnh phục vụ hệ thống, hình thành bao hàm chuyên nghiệp kiểm tra, dưỡng lão phục vụ, phong hiểm ước định, khỏe mạnh quản lý, chữa bệnh bảo hộ PDCA phục vụ bế vòng. Hoa niên lớn khỏe mạnh tôn chỉ là mỗi tiến lên trước một bước đều gánh chịu lấy đối với xã hội, gia đình yêu cùng trách nhiệm, là chế tạo Đại Trung Hoa khu có trọng yếu ảnh hưởng lực khỏe mạnh dưỡng lão sản nghiệp vòng sinh thái, tiếp tục lãnh đạo trong nước chữa bệnh phục vụ sản nghiệp khỏe mạnh có thứ tự phát triển đem hết toàn lực. Triệu Phi Dương thân là hoa niên lớn khỏe mạnh phó tổng cũng được mời tham gia hội nghị, hắn phi thường rõ ràng định vị của mình, Đường Kinh Luân khiến cho cái này cái gọi là hoa niên lớn khỏe mạnh chính là tại công khai đào Trường Hưng góc tường, từ Trường Hưng đào đi mấy cái phong hiểm nhỏ ích lợi lớn phòng, khác cây cột cờ xảy ra khác đỉnh núi, trên thực tế là đang không ngừng suy yếu quyền lực trong tay mình. Triệu Phi Dương ôm nặng tại tham dự thái độ, lấy người đứng xem góc độ đến đối đãi lần này hội nghị. Hắn ngược lại muốn xem Đường Kinh Luân có thể dày vò ra bao lớn sóng gió. Hứa Thuần Lương hiện tại cũng là hoa niên lớn khỏe mạnh bên trong một viên, hắn phụ trách là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, đối tự thân định vị cũng phi thường rõ ràng. Đường Kinh Luân là cái bánh vẽ, mình phụ trách làm bánh, bánh làm nhiều ít, cuối cùng có đủ hay không phân còn không biết, dù sao hắn hiện đang phụ trách trước tiên đem hàng mẫu cho làm được. Hoa niên lớn khỏe mạnh thành công hay không cùng quan hệ của hắn cũng không lớn. Cùng lắm thì hắn phủi mông một cái về Trường Hưng, biên chế chính là hắn lực lượng. Đường Kinh Luân tuyên bố người trọng yếu sự tình an bài, hoa niên lớn khỏe mạnh gia tổng vẫn là chính hắn, thường vụ phó tổng là Đồng Trường Hạo, tiếp xuống hắn đẩy ra mình mới trợ lý, đồng thời cũng là hoa niên lớn khỏe mạnh phó tổng Dương Mộ Phong, dạng này nhân sự an bài mang ý nghĩa tướng Triệu Phi Dương triệt để lại lần nữa xây dựng hoa niên lớn khỏe mạnh đá ra khỏi cục. Đối Triệu Phi Dương mà nói quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ khi Đường Kinh Luân trở thành tập đoàn CEO, hắn liền bắt đầu yếu hóa quyền lực của mình, tại mình cự tuyệt đứng đội Đường Kinh Luân về sau, hắn đối với mình xa lánh đã không còn che giấu. Đường Kinh Luân nói, lại tuyên vài một tin tức tốt, chúng ta đã cùng Minh Long tập đoàn đạt thành hiệp nghị, thuê bọn hắn A tòa ký túc xá, coi đây là cơ sở chế tạo hoa niên lớn khỏe mạnh tập đoàn, trùng tu cải tạo sau khi hoàn thành, kiểm tra sức khỏe trung tâm, y mỹ trung tâm, khoang miệng trung tâm. Nhãn khoa trung tâm đều sẽ chỉnh thể di chuyển tới đó, cứ như vậy cũng có thể cho Trường Hưng bản bộ đưa ra càng nhiều không gian đến thiết kế thêm giường ngủ. Triệu Phi Dương khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, Đường Kinh Luân chiêu này kêu là đào tường đông bổ tây tường, trắng trợn đào Trường Hưng góc tường, dạng này bên trong hao tổn căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải. Đường Kinh Luân để Dương Mộ Phong nói vài lời. Dương Mộ Phong biểu hiện được phi thường điệu thấp khiêm tốn, dù sao mới đến. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Phi Dương, đây chính là Bùi Lâm trượng phu, nếu là hắn biết mình cùng Bùi Lâm đã từng quan hệ, chỉ sợ sẽ không tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này. Hội nghị kết thúc về sau, Đường Kinh Luân đề nghị ban đêm cùng nhau ăn cơm, Triệu Phi Dương khéo lời từ chối, lấy cớ đáp ứng thê tử về nhà sớm. Đường Kinh Luân biết hắn đối với mình khó chịu, cũng không có miễn cưỡng. Hứa Thuần Lương cũng không hứng thú cùng đám người này cùng nhau ăn cơm. Biểu thị hẹn bạn gái xem phim. Hứa Thuần Lương đi ra ngoài đón xe thời điểm, Triệu Phi Dương mở ra Audi A6 ở bên cạnh hắn dừng lại, quay cửa sổ xe xuống nói, lên xe. Hứa Thuần Lương nói, nha, Triệu Viện, không phiền toái, ta đón xe thuận tiện. Triệu Phi Dương nói, để ngươi lên xe ngươi liền lên xe. Hứa Thuần Lương đành phải mở cửa xe ngồi xuống, lãnh đạo lái xe, chỉ có thể lựa chọn phụ xe. Triệu Phi Dương nói, ban đêm không có an bài a. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Đường Tổng nói ban đêm bồi bạn gái xem phim. Ngươi cùng hắn cũng nói thật.
Hai người đồng thời nở nụ cười, nam nhân ở giữa ăn ý chính là trực tiếp như vậy. Triệu Phi Dương nói, theo giúp ta uống hai chén. Hứa Thuần Lương kỳ thật ban đêm căn bản không có chuyện gì, gật đầu nói, Thành, ngài tuyển chỗ ngồi, ta mời khách. Triệu Phi Dương nói, vẫn là ta mời ngươi đi. Hứa Thuần Lương nói, ta tuyên bố trước, ta ăn không quen Nhật Liêu. Triệu Phi Dương nói, nhà ta phụ cận có cái hoa sông thịt chó. Được. Triệu Phi Dương gọi điện thoại mua một cái bọc nhỏ ở giữa, hắn kỳ thật cân nhắc qua đem Cao Tân Hoa cũng gọi tới, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Đến lúc đó, hắn để Hứa Thuần Lương đi trước gian phòng, mình về nhà thả xe, thuận tiện cùng Bùi Lâm nói một tiếng, Bùi Lâm vốn là muốn đi cùng, nhưng nghe xong là thịt chó quán coi như xong, đều nói thịt chó trượt thai, có chút kiêng kỵ vẫn là nên. Bùi Lâm gần nhất đặc biệt sợ hãi một người ở lại, hết lần này tới lần khác Triệu Phi Dương mỗi ngày đều có việc, một người ngồi ở trên ghế salon xem TV, thỉnh thoảng hướng một bên điện thoại nhìn lại. Dương Mộ Phong xuất hiện đã làm rối loạn cuộc sống của nàng tiết tấu. Người này như là một viên bom hẹn giờ, không biết lúc nào liền sẽ bạo tạc. Bùi Lâm ý thức được mình là quan tâm Triệu Phi Dương, cũng trân quý trước mắt sinh hoạt, chính vì vậy nàng mới sợ mất đi. Dương Mộ Phong trở thành hoa niên lớn khỏe mạnh phó tổng sự tình nàng đã nghe nói, nàng phi thường rõ ràng, đây là Đường Kinh Luân dùng để kiềm chế mình một nước cờ. Nguyên bản Đường Kinh Luân là muốn cho mình đảm nhiệm chức vị này, dùng mình đến kiềm chế Triệu Phi Dương. Ngày đó điện thoại về sau. Đường Kinh Luân cũng không có tìm nàng, nhưng là Bùi Lâm nội tâm ngược lại càng phát ra thấp thỏm, lơ lửng trên đầu thanh kiếm này sớm tối đều sẽ rơi xuống. Nàng cũng nghĩ qua hướng Triệu Phi Dương thẳng thắn, nhưng là lấy Triệu Phi Dương tự phụ cá tính, nếu như nàng nói ra quá khứ hết thảy, giữa bọn hắn cũng liền xong rồi. Bùi Lâm nghĩ tới vô số cái rời đi Triệu Phi Dương lý do, nhưng là mỗi khi tay của nàng rơi vào trên bụng, cảm thụ được trong bụng tiểu sinh mệnh, nàng liền dao động, hài tử là vô tội. Cái này ấu tiểu sinh mệnh không nên là sai lầm của mình tính tiền, nàng cuối cùng làm ra quyết định, nàng nhất định phải sinh hạ đứa bé này, cho hắn một cái đường đường chính chính thân phận. Các loại thu xếp tốt đứa bé này, nàng liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hứa Thuần Lương mở ra sắt đóng mao đài, rượu mùi thơm khắp nơi, cảm thán nói, Triệu Viện, ngài cái này quá long trọng. Triệu Phi Dương cười nói, ta Thuận lão gia tử, hắn hiện tại rất uống ít rượu, bình thường liền lại yêu thích chụp ảnh. Hứa Thuần Lương nói, thích chụp ảnh có thể đi Nguy Sơn đảo A, chờ đầu xuân, bãi bên trên tất cả đều là chim nước. Triệu Phi Dương nói, ta cứ như vậy dự định, để hắn qua bên kia đập cái đủ. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, hai người điểm hai cân thịt chó, rau trộn chó vó, chó bụng, chó thận, rái chó cái gì cần có đều có. Triệu Phi Dương nói cho Hứa Thuần Lương hiện tại Đông Châu hoa sông thịt chó đã không nhiều lắm, đại khái mười mấy năm trước phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí rất có thay thế Hán huyện thịt chó chi thế, nhưng cỗ này gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hiện tại toàn bộ Đông Châu thì hắn biết đến hoa sông thịt chó còn chỉ có hai nhà. Có thể tại loại này tiếp địa khí tiệm ăn mời Hứa Thuần Lương, không phải Triệu Phi Dương hẹp hòi, mà là hắn chân chính đem Hứa Thuần Lương xem như bằng hữu. Hai người uống một chén rượu, Hứa Thuần Lương giúp hắn rót đầy. Triệu Phi Dương nói, lão Đường hôm nay xem như đem ta chính thức đá ra khỏi cục. Hứa Thuần Lương cười nói, ta phản lại cảm thấy cái này là một chuyện tốt, ta đối với hắn người này mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng ta cảm giác hắn là cái thích làm khái niệm người. Triệu Phi Dương dùng ngón tay điểm một cái bàn, mỉm cười nói, bánh vẽ. Hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, lãnh đạo nào sẽ không bánh vẽ? Triệu Phi Dương nói, ngươi thật giống như ở bên trong hàm ta. Hứa Thuần Lương nói, ngài nếu là nghĩ như vậy ta cũng không có cách, ta là luận sự. Liền nói lần này khởi công khánh điển, bỏ ra hơn 100 vạn liền cái vang đều không nghe thấy, lão Đường vốn là muốn mượn chuyện này làm văn chương. Triệu Phi Dương gật đầu nói, hắn là nghĩ thừa dịp năm báo trước đó thả ra lợi tốt, kéo lên hoa niên giá cổ phiếu, đáng tiếc cùng ngày đại hằng người tiêu dùng duy quyền đoạt đi danh tiếng. Hứa Thuần Lương nói, ngài có biết hay không những cái kia tỉnh lãnh đạo thành phố lúc đầu đều là muốn tới chúng ta bên này. Triệu Phi Dương nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không tin bọn hắn có thể đến, hoa niên tập đoàn gần nhất phiền phức không ngừng, tại tự thân phiền phức không có xử lý sạch sẽ trước đó, không có lãnh đạo sẽ công khai đứng đài. Hứa Thuần Lương ngẫm lại cái này Kiều Viễn Giang cũng đủ xui xẻo, vốn cho rằng né tránh là hoa niên tập đoàn đứng đài, lại cuối cùng không có né tránh đại hằng tập đoàn duy quyền sự kiện. Hứa Thuần Lương nói, hoa niên tập đoàn phiền phức có thể hay không rất lớn.
Triệu Phi Dương nói, hoàn cảnh lớn chính là như thế, gặp được phiền phức không chỉ là Hoa Niên một nhà. Hắn hiện tại có chút hối hận, Trường Hưng lựa chọn cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác, hiện tại xem ra là một bước sai cờ, vốn cho rằng Trường Hưng sẽ là từ đó thu hoạch càng nhiều một phương, nhưng trên thực tế, Trường Hưng lại trở thành Hoa Niên cây cỏ cứu mạng. Nhất là Đường Kinh Luân sau khi lên đài, lặp đi lặp lại quay chung quanh Trường Hưng làm khái niệm, Triệu Phi Dương đã nhìn ra, vô luận Đường Kinh Vĩ vẫn là Đường Kinh Luân, bọn hắn đều không phải thật tâm phát triển sự nghiệp y liệu người, bọn hắn cuối cùng đều là thương nhân, mục tiêu cuối cùng nhất chính là trục lợi, Hoa Niên tập đoàn phát triển đã tiến vào bình cảnh, mà vừa vặn lúc này Trường Hưng xuất hiện. Trường Hưng chẳng những trở thành Hoa Niên cây cỏ cứu mạng, cũng đã trở thành bọn hắn tấm màn che. Trước đây mấy năm Đường Kinh Vĩ điên cuồng tại hải ngoại bố cục, không để ý đến thế giới thế cục cải biến khả năng mang tới phong hiểm. Phong hiểm đột nhiên đến thời điểm, phản ứng của hắn lại quá mức chỉ đột, dẫn đến hải ngoại đầu tư mất cả chì lẫn chài, Hoa Niên tập đoàn hiện tại mắc nợ suất đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Theo thời gian trôi qua, nợ nần nguy cơ sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đừng nhìn Đường thị huynh đệ trong tay có được hai nhà đưa ra thị trường công ty, nhưng là Hoa Niên tập đoàn cùng Gia Niên Bách Hóa trước mắt vận doanh tình huống đều không lạc quan, cho nên Đường Kinh Luân mới như thế không kịp chờ đợi đẩy ra Hoa Niên lớn khỏe mạnh. Quay chung quanh lớn khỏe mạnh khái niệm không ngừng lẫn lộn, không ngừng đẩy đánh giá cao gặp, vận doanh đưa ra thị trường, bọn hắn cuối cùng mục đích vẫn là vì vòng tiền. Thấy rõ chân tướng, Triệu Phi Dương ý thức được, hắn cùng Hoa Niên cao tầng ở giữa đã sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, nếu như Hoa Niên tập đoàn không chịu đựng nổi, chúng ta Trường Hưng có thể hay không bị liên lụy. Triệu Phi Dương nở nụ cười, Hoa Niên sẽ không chịu đựng nổi, ta tin tưởng nguy cơ trước mắt chỉ là tạm thời. Trong tỉnh không sẽ thấy như thế lớn một cái tập đoàn dựa qua. Hứa Thuần Lương cảm khái nói, nợ tiền chính là đại gia, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Triệu Phi Dương thẳng thắn nói, Đường Kinh Luân người này không thiết thực, ta cũng không coi trọng hắn, người tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh phải nhiều cảnh giác. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Triệu Viện yên tâm, hắn nghĩ xáo lộ ta không dễ dàng như vậy. Triệu Phi Dương nói, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện mặc dù khởi công kiến thiết, nhưng là Trường Hưng hai kỳ công trình dừng lại, tập đoàn trước mắt có thể lấy ra tiền cứ như vậy nhiều, không có khả năng tất cả đều chiếu cố đến. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật có không ít người nghĩ đầu tư, ta cũng cùng lão Đường đề cập qua, kết quả bị hắn cự tuyệt. Triệu Phi Dương nói, Đường Kinh Luân có hắn ý nghĩ của mình, Hoa Niên tình huống mặc dù không tốt, nhưng là còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hứa Thuần Lương từ Triệu Phi Dương trong lời nói nghe ra hắn hẳn là đối Hoa Niên tình huống trước mắt rõ như lòng bàn tay, Triệu Phi Dương thái độ cho thấy hắn cùng Đường Kinh Luân đã ở vào mặt đối lập. Triệu Phi Dương mặc dù là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, nhưng là cũng không có đủ cùng Hoa Niên CEO vật tay thực lực, trừ phi sau lưng của hắn còn có điều ỷ vào. Hứa Thuần Lương nghĩ đến gần nhất bởi vì bê bối mà không thể không lựa chọn phai nhạt ra khỏi Đường Kinh Vĩ, Triệu Phi Dương nên là lựa chọn đứng ở hắn một bên. Quả nhiên nơi có người liền có đấu tranh, mỗi người đều sẽ làm ra phù hợp nhất tự thân lợi ích lựa chọn. Hứa Thuần Lương nói, hôn kỳ đã định chưa? Triệu Phi Dương gật đầu nói, định, tháng 2 phần, sau mùa xuân sự tình. Hứa Thuần Lương hỏi một chút cụ thể ngày, không nghĩ tới cùng lục kỳ tại một ngày, lần này có chút phân thân thiếu phương pháp. Triệu Phi Dương nói, ta cùng tẩu tử ngươi thương lượng một chút, chúng ta dự định lữ hành kết hôn, không định tổ chức lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được nàng lần trước nói muốn làm một trận nở mày nở mặt hôn lễ đâu. Triệu Phi Dương cảm khái nói, nàng gần nhất cải biến rất nhiều, vì ta làm ra không ít hy sinh cùng nhượng bộ. Có lẽ là bởi vì uống một chút rượu, hắn chủ động trò chuyện lên Dương Mộ Phong chức vị vốn là Đường Kinh Luân cho Bùi Lâm chuẩn bị. Hứa Thuần Lương thầm than Đường Kinh Luân đủ âm hiểm, nếu như Bùi Lâm tiếp nhận chức vị này, tương đương với bị Đường Kinh Luân cầm nhược điểm, từ nay về sau. Triệu Phi Dương liền phải thành thành thật thật nghe theo chỉ huy của hắn, khó trách Đường Kinh Luân hôm nay sẽ không chút lưu tình đem Triệu Phi Dương đá ra khỏi cục. Từ người đứng xem góc độ tới nói, Bùi Lâm hiện tại lựa chọn là sáng suốt, cùng Trường Hưng làm cắt chém, phòng ngừa Triệu Phi Dương đến tiếp sau không ít phiền phức. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, chúc ngài hạnh phúc. Triệu Phi Dương cùng hắn đụng đụng chén rượu, trong nội tâm lại phản hỏi mình, hiện tại hạnh phúc sao? Hắn không biết. Hắn thậm chí đã thật lâu không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Hai người cũng không có tiến hành xâm nhập quá sâu nghiên cứu thảo luận, Triệu Phi Dương mặc dù cố ý lôi kéo Hứa Thuần Lương,
nhưng là hắn lại rõ ràng Hứa Thuần Lương tiểu tử này cá tính 10 phần, đối với hắn sử dụng nhất định phải cẩn thận. Hứa Thuần Lương đã sớm rõ ràng mình cùng Triệu Phi Dương rất khó thành là bằng hữu chân chính, Triệu Phi Dương người này cảnh giác quá nặng. Uống xong một cân rượu, Triệu Phi Dương chủ động đưa ra lại mở một chai, Hứa Thuần Lương chủ động kêu dừng nói, không uống, ta sáng sớm ngày mai phải bồi ra ra đi viếng mộ. Triệu Phi Dương biết Tết xuân tới gần, mọi người sự tình đều thật nhiều, nhớ tới trong nhà chờ đợi Bùi Lâm, hắn cũng dự định về sớm một chút. Hai người sau khi ra cửa, nhìn thấy đi ra tản bộ Bùi Lâm, Hứa Thuần Lương chủ động kêu một tiếng tẩu tử. Bùi Lâm gật đầu cười, sớm như vậy liền kết thúc. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ uống đến đã khuya. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện nói ngươi ở nhà một mình bên trong hắn không yên lòng, cho nên về sớm một chút cùng ngươi. Bùi Lâm cười nói, có cái gì không yên lòng, ta vừa rồi xem TV đâu, lúc này ra tản bộ. Hứa Thuần Lương dự định thừa tàu điện ngầm trở về, Triệu Phi Dương đề nghị cùng Bùi Lâm cùng một chỗ cùng hắn đi đến tàu điện ngầm đứng. Đi không có mấy bước, Triệu Phi Dương điện thoại di động vang lên, hắn đi một bên nghe, để Hứa Thuần Lương cùng Bùi Lâm đi trước, hắn quay đầu đuổi theo. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Bùi Lâm đi ra một khoảng cách, nhìn thấy Triệu Phi Dương còn đứng tại chỗ gọi điện thoại, thế là dừng bước lại, Bùi Lâm nói, ta nghe nói hôm nay thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh rồi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chính là đổi cái danh tự thôi. Bùi Lâm nói, là Đồng Trường Hạo phụ trách sao? Đồng Trường Hạo là tổng phụ trách, còn có một vị mới thuê phó tổng gọi Dương Mộ Phong. Bùi Lâm nói, người này ta biết, đi qua ta làm y dược đại biểu thời điểm cùng hắn đã từng quen biết. Lúc nói chuyện hướng xa xa Triệu Phi Dương nhìn thoáng qua, Triệu Phi Dương xem ra cảm xúc không tệ, một bên dạo bước một bên nói chuyện phiếm, khóe môi treo cười. Bùi Lâm âm thầm thở dài, đã thật lâu không thấy được hắn dạng này tâm bình khí hòa dáng vẻ, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên nghĩ đến một người. Hứa Thuần Lương nói, cái này năng lực cá nhân như thế nào? Bùi Lâm nói, hắn quá khứ là Hải Châu thứ hai bệnh viện nhân dân trong lòng khoa chủ nhiệm, nghiệp vụ năng lực phi thường đột xuất, không biết tại sao từ chức. Hứa Thuần Lương nói, không phải ngươi giới thiệu hắn tiến đến a? Bùi Lâm nội tâm như là bị người đâm một cái, nàng dùng sức lắc đầu nói, không phải. Không phải ta. Nàng cho phủ nhận thái độ làm cho Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút dị thường, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lâm hai mắt, Bùi Lâm trước tiên né tránh ánh mắt của hắn. Có lẽ là lo lắng bị Hứa Thuần Lương nhìn ra cái gì, Bùi Lâm hướng xa xa Triệu Phi Dương phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh lên. Triệu Phi Dương cũng hướng nàng phất phất tay làm đáp lại, nhưng hắn vẫn không có nóng lòng đuổi đi lên, xem ra cú điện thoại này phi thường trọng yếu. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói Dương Mộ Phong chức vị vốn là cho ngươi giữ lưu. Ta cự tuyệt, ta hiện tại cùng Trường Hưng không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương nói, dạng này cũng tốt, tránh khỏi rất nhiều nhàn thoại. Điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn thoáng qua điện thoại lại là Chu thư ký đánh tới, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại, Chu thư ký. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu thư ký không nhanh không chậm thanh âm, tiểu Hứa A, tại Đông Châu sao? Hứa Thuần Lương nói, sớm liền trở lại. Chu thư ký nói, trở về cũng không biết gọi điện thoại cho ta. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Chu thư ký lời nói này đến rõ ràng có rút ngắn quan hệ ý tứ, ta cái gì cấp bậc, ngài cái gì cấp bậc, ta cho ngươi chủ động gọi điện thoại, ngươi khẳng định cảm thấy ta có chuyện tìm ngươi, muốn không liền cảm thấy đến ta nịnh bợ ngươi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, lúc đầu muốn đánh, có thể kiểm tra lo đến ngài công việc bận rộn như vậy, liền không có có ý tốt quấy rầy ngài. Chu thư ký nói, có chuyện cần làm phiền ngươi một chút. Ngài nói. Chu thư ký gọi cú điện thoại này là có chuyện muốn nhờ, mẫu thân hắn gần nhất bệnh nhức đầu phạm vào, đi qua đều là ăn mấy hạt mỗi ngày sản xuất thỏ trắng bài ít liền tốt, nhưng lần này liên tiếp ăn mấy ngày vẫn là không có hiệu quả. Đi bệnh viện làm đầu lâu CT kiểm tra cùng xuất huyết não tạo ảnh, cũng không có tra đến bất kỳ khí chất tính bệnh biến, bác sĩ mở chút thuốc để nàng về nhà tĩnh dưỡng, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì cải thiện, hiện đau đầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. Chu thư ký là cái hiếu tử. Nghĩ đến Hứa Thuần Lương, cho nên gọi cú điện thoại này. Hứa Thuần Lương không chút do dự đáp ứng xuống, Chu thư ký biểu thị nay ngày thời gian chập, lão nương thật vất vả mới ngủ, cùng Hứa Thuần Lương ước định sáng ngày thứ hai phái thư ký Trương Tùng tới đón hắn. Bùi Lâm một bên nghe, tại Đông Châu, công nhận Chu thư ký chỉ có một cái, trong nội tâm nàng suy nghĩ chẳng lẽ Hứa Thuần Lương nhận biết Chu thư ký. Triệu Phi Dương cuối cùng nói chuyện điện thoại xong chạy tới,
hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Hứa Thuần Lương chỉ cách đó không xa chạm xe lửa nói, ta đi về trước, các ngươi tiếp lấy tản bộ. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hắn cùng Bùi Lâm đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương tiến vào chạm xe lửa, Triệu Phi Dương đề nghị, trở về đi. Bùi Lâm nói, Hứa Thuần Lương nhận biết Chu thư ký sao? Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, Mai Như Tuyết là hắn bạn gái, trước đó mấy món sự tình đều là Mai Như Tuyết ra mặt giúp hắn giải quyết, nghe nói lúc trước hắn xông vào Ân Hằng tổng bộ đánh đau Thịnh Chiêu Huy liền kinh động đến Chu thư ký ra mặt. Sau khi nói xong, lại nói, người nghĩ như thế nào hỏi cái này? Bùi Lâm nói, không có gì, chính là nghe được hắn vừa rồi gọi điện thoại hô Chu thư ký, cho nên ta có chút hiếu kỳ. Triệu Phi Dương nói, hắn cùng Mai Như Tuyết nếu là kết hôn về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Bùi Lâm mân mê miệng nói, ngươi có phải hay không rất hâm mộ? Triệu Phi Dương ha ha cười nói, có cái gì tốt hâm mộ? Ta hiện tại liền rất hạnh phúc, dắt Bùi Lâm tay đi về phía nhà. Bùi Lâm cảm nhận được Triệu Phi Dương lòng bàn tay nhiệt độ, nàng phi thường quyến luyến loại tư vị này, hôm nay hạnh phúc không dễ có, càng là như thế, nàng càng là không muốn mất đi. Hứa Thuần Lương về đến nhà, Gia Gia đã ngủ, tiểu cô Hứa Gia Văn chính ở trên bàn sách sửa sang lấy luận văn, nhìn thấy hắn trở về, đứng lên nói, chuẩn bị cho ngươi canh giải rượu, ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi hâm nóng. Tiểu cô, không cần. Hứa Gia Văn nói, Gia Gia ngươi an bài, ta chỉ là phụng mệnh chấp hành. Hứa Thuần Lương đành phải thành thành thật thật ngồi, chờ nàng bưng tới canh giải rượu, tại nàng giám sát dưới, đem chén kia canh giải rượu uống xong. Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương a, người gần nhất rượu trận thật nhiều a. Hứa Thuần Lương nói, công việc tính chất quyết định, lại gặp phải ăn Tết, gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều có. Hứa Gia Văn ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi phải hiểu được chân quý thân thể, không cần thiết rượu trận cũng không cần tham gia. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Hứa Gia Văn thở dài nói, ta biết ngươi không cần ta quan tâm, mấy hài tử kia bên trong, luận đến cách đối nhân xử thế, ngươi là nhất làm cho ta yên tâm một cái. Hứa Thuần Lương cười nói, tiểu cô ngài quá khen, ta là tiểu thông minh, bọn hắn đều là đại trí tuệ. Hứa Gia Văn nói, ta giáo lâu như vậy sách, điểm ấy nhìn người bản sự vẫn phải có. Từ Hứa Thuần Lương trên thân, Hứa Gia Văn phát hiện những người trẻ tuổi khác không cụ bị tố chất cùng phẩm cách, cái này cũng lật đổ nàng đối truyền thống giáo dục nhận biết, người có phải hay không nhất định phải tiếp nhận giáo dục cao đẳng mới có thể thành tài. Giáo dục cao đẳng tại bồi dưỡng tri thức tinh anh đồng thời còn khiếm khuyết cái gì? Giáo dục chân chính ý nghĩa lại là cái gì? Trách nhiệm cùng đảm đương. Hứa Gia Văn chẳng những từ Hứa Thuần Lương trên thân nhìn ra đa số người tuổi trẻ không đủ, cũng nhìn thấy mình khiếm khuyết. Những năm gần đây nàng một mực tận sức tại học tập cùng phấn đấu, tại trình độ học vấn của nàng lên cao không ngừng, cái người sinh sống dần dần trở nên ưu việt đồng thời, nàng trong lúc vô tình đã không để ý đến phụ thân, không để ý đến cuộc đời mình qua địa phương. Nàng một mực quen thuộc tại tìm kiếm đủ loại lý do, vẫn cho là phụ thân không cần chiếu cố của mình, nếu như không phải lần này ly hôn, khả năng nàng còn sẽ không cảm nhận được nhà mẹ đẻ ấm áp, nơi này mới là mình vĩnh viễn không đổi cảng tránh gió. Cũng là lần này trở về, nàng mới ý thức tới phụ thân đã già, mới nhìn rõ mình hẳn là lưng chịu trách nhiệm. Mình vẫn muốn tại sự nghiệp có thành tựu về sau nhiều hiếu kính phụ thân, nhưng vẫn luôn không chút làm, lại nhiều tiền tài không thay thế được làm bạn. Hứa Gia Văn lần này quyết định trở về nội địa dạy học, cũng không phải là bởi vì ly hôn muốn rời khỏi cái kia thương tâm địa, mà là nàng ý thức được mình hẳn là nhiều bồi bồi phụ thân rồi, trở về sau, nàng có loại mệt mỏi chim về rừng cảm giác. Bắt đầu một lần nữa xem kỹ nhân sinh, xem kỹ thế giới này. Hứa Thuần Lương không thấy được Chân Thuần, hỏi qua tiểu cô về sau, mới biết được Chân Thuần cùng nàng Đông Châu hai cái đồng học hẹn lấy cùng một chỗ đi ăn cơm. Hứa Thuần Lương nhíu mày, lần trước Seven Star quầy rượu phiền phức vẫn là không có để cô nàng này đạt được khắc sâu giáo huấn, lại đi ra ngoài chơi, đã là 10 giờ rưỡi tối, Hứa Thuần Lương nói, có muốn hay không ta đi đón nàng. Hứa Gia Văn nở nụ cười, không có chuyện gì. Nàng là đi ăn cơm, sự tình lần trước về sau nàng đáp ứng ta về sau không đi quán bar, vừa rồi ta gọi điện thoại, nàng nói 11 giờ trước trở về, ta tin tưởng nàng. Cho con cái đầy đủ tôn trọng cùng tự do, là nàng đi qua nhất quán thừa hành lý niệm. Ngài là sợ nàng đi, Hứa Thuần Lương đã sớm nhìn ra tiểu cô đối nữ nhi quá yêu chiều, lúc này mới dưỡng thành Chân Thuần kiêu căng bốc đồng tính tình. Hứa Gia Văn có chút ngượng ngùng, thở dài nói, đứa nhỏ này để cho ta làm hư.
Thuần Lương, nàng nhất nghe lời ngươi, ngươi về sau giúp ta nhiều dạy bảo nàng. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có bản sự kia. Hứa Gia Văn nói tránh đi, đúng rồi, ngươi cùng Mai Tiểu Thư thế nào? Gần nhất không gặp nàng tới. Hứa Thuần Lương nói, hết thảy bình thường, nàng gần nhất đang bận điều động công việc sự tình. Hứa Gia Văn nói, tiểu cô bát quái một chút, ta nhìn ngươi cùng đài truyền hình cái kia Tô Tình quan hệ cũng rất tốt. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nàng có thể nhìn ra Tô Tình đối Hứa Thuần Lương phi thường đặc biệt, bởi vì tự thân tao ngộ nguyên nhân, Hứa Gia Văn đối với phương diện này trở nên đặc biệt mẫn cảm, nàng không muốn chất tử ở phương diện này phạm sai lầm. Hứa Thuần Lương cười nói, tiểu cô, vậy ngài cũng trả lời ta một vấn đề, ngài cùng chính thúc. Hứa Gia Văn đỏ mặt lên, không đợi hắn nói xong cũng đánh gãy hắn, đừng nói hưu nói vượt, chúng ta là bằng hữu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi coi hắn là thành bằng hữu, người ta lão Trịnh cũng không nghĩ như vậy, lúc này điện thoại di động vang lên, lại là Tô Tình gọi điện thoại tới. Tô Tình để hắn đi ra ngoài tiếp người. Hứa Thuần Lương đi vào ngoài cửa, nhìn thấy Tô Tình giáp xác trùng ngừng tại cửa ra vào, ngồi kế bên tài xế ngồi chân thuần, nhìn bộ dáng của nàng liền đã uống nhiều quá. Hứa Thuần Lương nói, cái này tình huống như thế nào a? Hai người các ngươi làm sao hỗn cùng đi? Tô Tình nói, quay lại giải thích với ngươi, trước tiên đem nàng làm đi vào. Hứa Thuần Lương mở cửa xe, giải khai chân thuần trên người dây an toàn, ôm nàng, nghe được trên người mùi rượu, cô nàng này tử lượng vốn là không ra sao. Hứa Gia Văn cũng đi theo ra, nhìn thấy nữ nhi uống xong cái dạng này, lại là lo lắng lại là tức giận, ai u, cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao uống xong cái dạng này a? Hứa Thuần Lương đem chân thuần đưa trở về phòng, sau khi đi ra Tô Tình tướng trải qua nói cho hắn. Đêm nay đài truyền hình tại ẩn Long Hồ biển bến tàu liên hoan, gặp chân thuần cùng nàng hai vị đồng học, chân thuần chủ động cùng với nàng chào hỏi. Tô Tình bên kia tụ hội kết thúc ra, nhìn thấy chân thuần đã uống nhiều quá, nàng hai vị đồng học mặc dù cũng nhiều nhưng là không có say, lúc đầu bạn học của nàng là muốn đưa nàng, nhìn thấy trong đó có vị nam đồng học, Tô Tình có thêm một cái tâm nhãn, chủ động đưa ra đưa chân thuần về nhà. Đừng nhìn Tô Tình so chân thuần không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là bởi vì gia đình xuất thân duyên cớ, nàng nhận gặp trắc trở muốn so người đồng lứa hơn rất nhiều, lịch duyệt xã hội tự nhiên phong phú, từ ta bảo vệ ý thức rất mạnh. Hứa Gia Văn đem nữ nhi thu xếp tốt, ra hướng Tô Tình biểu đạt cảm ơn. Tô Tình cười nói, không cần cảm ơn, ta cùng Thuần Lương là bạn tốt, cùng chân thuần cũng phi thường hợp ý, nếu đổi lại là ta uống say, nàng cũng nhất định sẽ hộ tiễn ta về nhà nhà. Hứa Gia Văn thầm than, nữ nhi chung quy là ra đời không sâu, tiếp tục như vậy sớm tối gặp nhiều thua thiệt, Tô Tình nữ hài tử này không đơn giản, vì để tránh cho mình xấu hổ cố ý nói như vậy, tuổi còn trẻ cứ như vậy khéo hiểu lòng người, thật đúng là khó được. Nếu không còn chuyện gì ta đi trước, Tô Tình nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương, giúp ta đưa tiễn Tô Tiểu Thư. Kỳ thật không cần nàng nói, Hứa Thuần Lương cũng phải đưa Tô Tình đi ra ngoài, hai người tới bên ngoài, Tô Tình nói, không cần đưa, ngươi trở về đi. Hứa Thuần Lương nói, ngày đó ngươi đi Nguy Sơn Đảo, ta công việc bận quá, đều không có quan tâm chiêu đãi ngươi, không trách ta thất lễ à. Tô Tình cười nói, không cần ngươi chiêu đãi, chúng ta quá khứ là có tiền đi lại. Hai người đều nở nụ cười. Tô Tình ngoài miệng để Hứa Thuần Lương trở về, nhưng là cũng không có lập tức lên xe ý tứ, nói khẽ, nghỉ sao? Hứa Thuần Lương nói, đêm 30 mới nghỉ đâu, bất quá ta hiện tại không có chuyện gì, mấy ngày gần đây nhất trên cơ bản đều tại Đông Châu, người đây. Tô Tình nói, mỗi đến ngày nghỉ lễ, đài truyền hình chúng ta là nhất thời điểm bận rộn, ta mùng 4 mới có thể nghỉ ngơi, trong đài cho 8 ngày ngày nghỉ, ta dự định ra ngoài du lịch giải sầu một chút. Hứa Thuần Lương nói, đủ vất vả, chợt nhớ tới Tô Thiên Vũ mất tích sự tình, năm nay Tết Xuân Tô Tình muốn một người vượt qua, hắn bản muốn mời Tô Tình tới cùng nhau ăn cơm, nhưng nói đến bên môi lại cảm thấy không ổn. Tô Tình nói, ngươi trở về đi, đã trễ thế như vậy, bên ngoài lại lạnh. Hứa Thuần Lương giúp nàng mở cửa xe, Tô Tình ngồi vào đi, nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, bạn học của nàng nơi đó ta sẽ gọi điện thoại nói một tiếng, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trên đường cẩn thận, tốt gọi điện thoại cho ta. Tô Tình cười nói, biết. Đưa mắt nhìn chiếc kia màu trắng giáp xác trùng biến mất ở trong màn đêm, Hứa Thuần Lương mới xoay người lại. Hứa Gia Văn nóng tốt canh giải rượu, phát hiện nữ nhi đã ngủ, thế là không có quấy rầy nàng, tại bên giường thả một chén nước,
lặng lẽ lui ra đến bên ngoài, đóng cửa thời điểm, lại nghe được nữ nhi nói, cha, cha. Hứa Gia Văn con mắt đỏ lên, hít một hơi thật sâu, lúc này mới tướng môn cài đóng. Hứa Thuần Lương lúc này đi tới. Hứa Gia Văn nói, tổ tiểu thư đi rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Gia Văn nói, người nàng thực là không tồi, dung mạo xinh đẹp, tâm địa lại tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, trọng yếu nhất là người ta hiểu được bảo vệ mình, hài hòa xã hội nhưng không có nghĩa là không có người xấu. Hứa Gia Văn tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, ngày mai đợi nàng tỉnh rượu, ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Hứa Thuần Lương nói, nàng chừng nào thì bắt đầu say rượu. Hứa Gia Văn thở dài nói, đi qua không dạng này, đều tại ta. Cái mũi chua chua, trong mắt lại nổi lên lệ quang. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của nàng, người lớn lên đều có cái quá trình, ta đi qua so với nàng kém xa, hiện tại không phải cũng đang từ từ biến tốt. Hứa Gia Văn nói, nàng có thể có người một nửa hiểu chuyện, ta liền thỏa mãn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này đoán chừng rất không có khả năng, ngoài miệng lại nói, nàng là đại học danh tiếng, ta chính là cái tốt nghiệp trung học. Hứa Gia Văn nói, cái gì đại học danh tiếng, người nếu là có Hương Giang ở lâu thân phận, đã sớm bên trên thủy mộc. Hứa Thuần Lương đối với cái này biểu thị tán đồng, có bên kia vĩnh cư thân phận, cao đẳng tuyến liền bên trên thủy mộc, giáo dục thật đúng là không công bằng. Sáng ngày thứ 28/30, một cỗ màu đen Audi dừng ở Hồi Xuân đường cổng, Chu thư ký Trương Tùng chuyên tới đón Hứa Thuần Lương. Hai người trước đó ở kinh thành liền đã gặp mặt, Trương Tùng nhìn thấy Hứa Thuần Lương phi thường nhiệt tình, hắn phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương năng lực. Hứa Thuần Lương sau khi lên xe hỏi, lão thái thái tình huống như thế nào a? Trương Tùng nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe Chu thư ký nói là đau nửa đầu, bệnh cũ phạm vào, lần này kéo dài thời gian tương đối lâu, đã ảnh hưởng đến lão nhân gia giấc ngủ. Chu thư ký là cái đại hiếu tử, lão thái thái ngủ không ngon, hắn liền ngủ không ngon. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký nếu là nghỉ ngơi không tốt, trong công tác khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng a. Kỳ thật hắn muốn nói là, lãnh đạo nếu là ngủ không ngon, các người đám này thuộc hạ tất cả đều ngủ không ngon. Trương Tùng cười cười, lời này hắn cũng không dám nói. Chu lão thái thái ở tại Phượng Hoàng Sơn Nam trong khu cư xá, cái này cư xá mặc dù có tuổi rồi, bất quá ở hơn phân nửa đều là Đông Châu lãnh đạo, cư xá lấy cỡ nào tầng làm chủ. Chu lão thái ở tại lầu 1, có cái tiểu viện tử. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, tóc trắng xóa lão thái thái chính ngồi ở trong sân phơi nắng, hai tay vịn đầu, mình cho mình xoa bóp, thông qua loại phương thức này làm dịu đau đầu. Hứa Thuần Lương đoán chừng lão thái thái tuổi tác so ra ra hắn đều lớn hơn, đi theo Trương Tùng kêu một tiếng đại nương. Chu lão thái thái quá khứ là nhân dân giáo sư, nàng chỉ có một đứa con trai, bạn già sau khi qua đời một mực đi theo nhi tử sinh hoạt. Trương Tùng giới thiệu nói, đại nương, vị này là Hứa bác sĩ, ngài chớ nhìn hắn tuổi trẻ, y thuật phi thường cao minh. Chu lão thái thái nhẹ gật đầu, hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu hòa tử, người bệnh viện nào? Hứa Thuần Lương nói, ta Trường Hưng bệnh viện. Chu lão thái thái nói, Trường Hưng, chưa nghe nói qua. Một bên Trương Tùng đều thay Hứa Thuần Lương cảm thấy xấu hổ, nhưng là Hứa Thuần Lương mình một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ. Trường Hưng tại Đông Châu liền trước ba còn không thể nào vào được, người ta lão thái thái chưa nghe nói qua không thể bình thường hơn được. Chu lão thái thái lại nói, Trung y vẫn là Tây y. Trương Tùng cướp đáp, Trung y. Chu lão thái thái nói, còn trẻ như vậy Trung y ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại nàng khái niệm bên trong, cao cấp Trung y đều là lão đầu râu bạc, Hứa Thuần Lương cũng quá trẻ tuổi. Chu lão thái thái biết lãnh đạo động động miệng, thủ hạ chạy chân gãy đạo lý, cũng không đành lòng bọn hắn bị phê bình bình, vì vậy nói, vậy liền ấn hai lần. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, tốt, liền theo hai lần, nếu không chúng ta đi vào. Chu lão thái thái cười nói, ngươi xem một chút, ta đều quên mời ngươi vào nhà ngồi, thất lễ. Bồi tiếp nàng về đi đến trong phòng, trong nhà chỉ có một cái bảo mẫu đang đánh quét vệ sinh, cũng là bọn hắn nhà nông thôn thân thích, cũng họ Chu, xưng hô Chu lão thái vi biểu cô. Chu lão thái để nàng đi pha trà, Hứa Thuần Lương thừa cơ quan sát một chút lão thái thái hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, nhìn tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm, nghe chính nàng nói. Bình thường thân thể cũng không có gì mau bệnh, chính là hàng năm mùa đông đều sẽ phạm một lần đau nửa đầu, đi qua nhiều nhất 3 ngày liền tốt, nhưng lần này đã gần một tuần lễ, ăn xong mấy loại thuốc, chính là không có hiệu quả gì.
lão thái thái để bảo mẫu lấy ra bệnh lịch cho Hứa Thuần Lương nhìn. Hứa Thuần Lương ngắm thêm vài lần bệnh lịch, lại cầm lấy CT phiến tử làm bộ nhìn trong chốc lát, hắn căn bản xem không hiểu cái đồ chơi này, dù sao liền biết làm một phen kiểm tra loại bỏ khí chất tính trong đầu bệnh biến. Chu lão thái thái có chút hay nói, bình thường cũng không ai theo nàng nói chuyện, mở rộng thoại hạp tử liền nói cái không xong, lúc này đau đầu đến lại lợi hại. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, đại nương, ngài chỗ nào đau a? Lão thái thái chỉ mình phải nhiếp, chỗ này, ai u, giật giật, tựa như có người dùng nhỏ búa một chút nện ta đầu. Bình thường đau nửa đầu nguyên nhân bệnh có khí đợi, giấc ngủ, tinh thần, ẩm thực, dược vật, cũng có bao nhiêu loại nhân tố hỗn hợp lại cùng nhau. Y học bên trên đối loại bệnh trạng này cũng không có thống nhất phương pháp trị liệu, tại bài trừ trong đầu khí chất tính bệnh biến về sau, thường dùng xử lý phương pháp chính là đối chứng trị liệu, lấy làm dịu đau đớn làm chủ. Cho người bệnh mở thuốc giảm đau vật, nhắc nhở người bệnh nghỉ ngơi thật nhiều, làm dịu áp lực, khổ nhàn kết hợp, chú ý giữ ấm, điều tiết ẩm thực, phòng ngừa nhiệt độ cao lượng cao protein đồ ăn, bỏ hẳn rượu thuốc lá. Lão thái thái không hút thuốc lá không uống rượu, lâu dài lấy thức ăn chay làm chủ, có thể nói sinh hoạt khỏe mạnh tự hạn chế, lui đừng, sinh hoạt an nhàn, con cháu cũng không cần nàng quan tâm, có thể nói không có áp lực gì, nàng cái này đau nửa đầu đuổi theo thuật quan hệ cũng không lớn, có chút tật bệnh chính là như vậy, căn bản cha không được nguyên nhân. Hứa Thuần Lương để Chu lão thái thái hai tay đỡ đầu gối ngồi xuống, hắn giơ hai tay lên, bốn ngón tay đầu ngón tay hướng lên trên, lòng bàn tay hướng vào phía trong, dán ở người bệnh đỉnh đầu, ngón cái lòng bàn tay hướng vào phía trong nén song mi bên ngoài bưng chỗ lõm xuống. Huyệt này tên là ti trúc không, chính là thủ thiếu dương tam tiêu kinh thường dùng huyệt một trong, ở vào đuôi lông mày chỗ lõm xuống, mắt vòng vòng cơ chỗ, chung quanh có bảy nhiếp cạn động, tĩnh mạch nhiếp chi có vành mắt thượng thần trải qua, nhiếp thần kinh mặt nhiếp chi cùng quyền chi phân bố. Ti trúc, cổ bát âm một trong, lấy tên này là chỉ khí huyết vận hành giống như đại âm hy thanh phiêu nhiên mà tới. Ti trúc huyệt trống là tam tiêu kinh điểm cuối cùng chi huyệt, bởi vì hòa lưu huyệt truyền đến bản huyệt khí huyết đã cực kỳ suy yếu mảnh nội khí máu là trống giống hình dạng, huyệt bên ngoài thiên bộ lạnh lẽo ẩm ướt thủy khí cho nên tụ hợp vào trong huyệt, huyệt bên ngoài hàn thủy khí như là trên bầu trời thanh âm phiêu nhiên mà tới, bởi vậy tụ hợp vào tam tiêu kinh lạnh hàng về địa. Nén huyệt này chỉ được liệu đau nửa đầu, choáng đầu, hoa mắt, thấy vật không rõ, mí mắt nhảy lên các loại phổ biến chứng bệnh. Hứa Thuần Lương lấy ngón cái lòng bàn tay nhào nặn ti trúc huyệt trống, nghĩ muốn đạt tới tuyệt hảo hiệu quả, tuyển huyệt, nhận huyệt, thủ pháp thiếu một thứ cũng không được. Nhất là thủ pháp, đồng dạng huyệt đạo, người khác nhau đến nén, đưa đến hiệu quả hoàn toàn khác biệt, có câu nói là hăng quá hóa dở, chỉ chính là đối lực lượng tiêu chuẩn nắm chắc. Hứa Thuần Lương chỉ xoa nhẹ ách mấy lần, Chu lão thái thái cũng cảm giác nhiếp bộ vừa chua lại trướng, bất quá thỉnh thoảng tính tấp nập đau đớn trở nên không phải rõ ràng như vậy. Hứa Thuần Lương đánh giá ra nàng là bởi vì theo tuổi tác gia tăng, tam tiêu kinh nội khí huyết nhật ích suy vi, tạo thành thiên bộ lạnh lẽo ẩm ướt thủy khí cùng huyệt bên ngoài hàn thủy khí quy mô xâm lấn, tam tiêu kinh bản thân khí huyết lại không đủ để triệt tiêu ngoại lai hàn khí, từ đó làm cho hàn khí xâm nhập sọ não. Nhào nặn ti trúc huyệt trống nhưng xúc tiến tam tiêu kinh bên trong khí huyết vận hành, từ đó trợ giúp hàn khí rơi xuống, phòng ngừa quá nhiều hàn khí đọng lại tại đây. Vì trợ giúp lão thái thái nhanh chóng giảm đau, Hứa Thuần Lương còn lặng yên đưa ra một cỗ nội lực, dùng nội lực hóa giải ti trúc huyệt trống bên trong hàn khí. Cứ như vậy làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Chu lão thái thái đầu tiên là cảm thấy ê ẩm sưng, tiếp theo cảm thấy song bên cạnh đuôi lông mày bị nén địa phương bắt đầu phát nhiệt. Xoa bóp tả hữu ti trúc huyệt trống 2 phút đồng hồ về sau, Hứa Thuần Lương lựa chọn huyệt thái dương. Huyệt thái dương chính là trải qua bên ngoài huyệt, xuất từ ngân hải tinh vi. Lại tên trước quan, đương dương, truyền thống kinh lạc trong điển tịch có trái là thái dương, phải là thái âm mà nói. Huyệt thái dương tại Trung Y kinh lạc học thượng được xưng là trải qua bên ngoài kỳ huyệt, cũng là sớm nhất bị các đại môn phái liệt vào bộ vị yếu hại tử huyệt một trong. Thiếu Lâm Quyền trải qua ghi chép, huyệt thái dương một khi điểm trúng nhẹ thì hôn mê, nặng thì chết. Hiện đại y học chứng minh, đả kích huyệt thái dương, có thể dùng người trí tử hoặc tạo thành não chấn động khiến người ý thức đánh mất. Đạt Ma Bí Phương Trung Tướng Ấn vào huyệt này liệt vào hồi xuân pháp, thường dùng phương pháp này có thể bảo vệ cầm đại não thanh xuân thường tại, phản lão hoàn đồng. Đương mọi người thời gian dài liên tục dùng sau đầu, huyệt thái dương thường thường sẽ xuất hiện trọng áp hoặc căng đau cảm giác, đây chính là đại não mệt nhọc tín hiệu. Lúc này làm xoa bóp hiệu quả sẽ phi thường rõ rệt.
Xoa bóp huyệt thái dương có thể cho đại não lấy tốt kích thích, có thể giải trừ mệt nhọc, phấn chấn tinh thần, giảm đau tỉnh não. Còn có thể trị mạch máu hệ thần kinh đau đầu, đau nửa đầu. Huyệt thái dương ở vào bên ngoài khóe mắt bên ngoài phía trên đại khái khoảng một tấc, dùng tay nhưng chạm đến một cái rõ ràng lõm. Lấy huyệt này thời điểm bình thường để người bệnh áp dụng đang ngồi hoặc nằm ngửa, ngửa dựa vào là tư thế, để tại người thi hành có thể chuẩn xác lấy huyệt và thuận lợi áp dụng tương ứng thủ pháp đấm bóp. Tại Hứa Thuần Lương vừa đúng nén dưới, lão thái quá nguyên bản mê man đầu não rõ ràng cảm thấy dễ dàng hơn, đại não có thể buông lỏng, quanh thân thần kinh cũng theo đó buông lỏng, loại cảm giác này phi thường dễ chịu. Hứa Thuần Lương từ lão thái thái biểu lộ liền biết mình xoa bóp làm ra hiệu quả, cố ý nói, đại nương, còn tiếp lấy ấn sao? Chu lão thái nói, thật thoải mái, tiếp tục ấn, thật sự là kỳ quái a, người cái này nhấn một cái, ta cảm giác không đau, Hứa bác sĩ, ta đến cùng bị bệnh gì? Hứa Thuần Lương nói, ngài cái này không tính là bệnh, chủ yếu là lớn tuổi, thể nội khí huyết suy vi, lại thêm hai ngày này nhiệt độ không khí biến hóa tương đối lớn, hàn khí xâm lấn tam tiêu kinh. Ta thông qua xoa bóp huyệt đạo, xúc tiến ngài khí huyết vận hành tăng tốc, kinh lạc bên trong hàn khí bị kịp thời chuyển chuyên trở ra ngoài, phòng ngừa không ngừng tích lũy, dạng này ngài bệnh nhức đầu liền tốt. Vẫn là Hứa bác sĩ nói được rõ ràng, ta xem mấy nhà bệnh viện, bọn hắn nói đến ta cũng đều không hiểu. Hứa Thuần Lương buông hai tay ra nói, ngài hiện tại còn cảm giác đau không? Chu lão thái lay động một cái cổ, sau đó đứng dậy đi vài bước, không đau, không có chút nào đau. Trương Tùng một bên nhìn xem, trong lòng ngầm thầm bội phục, khó trách Chu thư ký tìm hắn tới, tiểu tử này vừa ra tay tùy tiện ấn hai lần liền tốt, đây quả thực là trong truyền thuyết thần y a. Hứa Thuần Lương nói, hai ngày nữa, ta đưa cho ngài chút bát chân đan tới, giúp ngài bổ bổ khí huyết. Chu lão thái nói, những cái kia thuốc tây ta còn cần ăn sao? Hứa Thuần Lương nói, không cần, hắn vừa rồi dùng nội lực trợ giúp Chu lão thái khơi thông tam tiêu kinh. Đau nửa đầu trong ngắn hạn sẽ không lại phạm, trên đời này có thể nắm giữ xoa bóp thủ pháp rất nhiều người, nhưng là có thể dùng nội lực trợ giúp người khác khơi thông kinh lạc người ít càng thêm ít, đây chính là Hứa Thuần Lương cùng cái khác trung y điểm khác biệt lớn nhất. Hứa Thuần Lương hoàn thành nhiệm vụ hướng Chu lão thái đưa ra cáo từ. Chu lão thái giữ lại nói, chớ đi a, cái này đều giữa trưa, lưu lại ăn cơm. Hứa Thuần Lương biểu thị mình trở về còn có việc. Chu lão thái kiên trì bận rộn nữa cũng phải ăn cơm, nàng vừa vặn còn có mấy vấn đề nghĩ trưng cầu ý kiến một chút, chủ yếu là lão thái thái cảm thấy băn khoăn, nghĩ cảm tạ một chút Hứa Thuần Lương. Vừa vặn lúc này Chu thư ký đến đây, hắn cũng giữ lại Hứa Thuần Lương ăn cơm, thịnh tình không thể chối từ, Hứa Thuần Lương liền lưu lại, Trương Tùng nhà liền ở tại cùng một cư xá, hắn về nhà ăn cơm, để Hứa Thuần Lương thời điểm ra đi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Bảo mẫu làm được một tay địa đạo huy đồ ăn. Hứa Thuần Lương thế mới biết Chu thư ký là Huy Châu người. Bình thường Chu thư ký giữa trưa chỉ cần một có thời gian liền sẽ tới bồi mẫu thân ăn cơm, hắn vốn là muốn cùng mẫu thân ở chung, nhưng lão thái thái không thích vợ hắn, tình nguyện một người ở, đừng nhìn Chu thư ký có thể quản lý tốt một tòa thành thị, nhưng là thanh quan khó gãy việc nhà. Chu thư ký bình thường rất ít lưu người trong nhà ăn cơm, mẹ già trong nhà lưu khách nhân ăn cơm càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù giữa trưa chỉ là đốt đi bốn cái đồ ăn, nhưng cái này tại Đông Châu tuyệt đối được cho nhất cao cấp bậc mở tiệc chiêu đãi. Chu thư ký nói, ta không uống rượu, ngươi nếu là muốn uống rượu, mình uống chút. Hắn chỉ thủ rượu. Hứa Thuần Lương cười nói, ta giữa trưa chưa hề đều không uống rượu. Chu lão thái nói, ngươi ở chỗ này, người ta tiểu Hứa không thả ra, tuyệt đối đừng khách khí, coi như nhà mình đồng dạng. Hứa Thuần Lương nói, đại nương, ta sẽ không khách khí. Bưng lên cơm bắt đầu ăn cơm. Chu thư ký nói, mẹ, ta cho ngài mời bác sĩ lợi hại a. Chu lão thái cười tủm tỉm nói, ta vừa gặp tiểu Hứa thời điểm còn hoài nghi hắn đâu, ta luôn cảm thấy trung y đều là càng già càng lợi hại. Chu thư ký cười nói, ngài cái này quan niệm nên sửa lại, người ta tiểu Hứa gia học uyên thâm, là hồi Xuân Đường truyền nhân chính tông, tổ bên trên làm qua cung đình ngự y. Chu lão thái nói, tiểu Hứa, ngươi lớn bao nhiêu? Hứa Thuần Lương nói, 23. Chu lão thái nói, cùng Đức Minh đồng niên, trong miệng nàng Đức Minh là nàng cháu trai, bây giờ còn ở kinh thành học nghiên. Chu thư ký nói, tiểu Hứa so Đức Minh thành thục nhiều. Chu lão thái cảm khái nói, khoan hãy nói, hai người bọn hắn còn có chút giống đâu. Chu thư ký không nhìn ra, lão thái thái đây là nghĩ cháu.
Chu lão thái hỏi thăm Hứa Thuần Lương có hay không tìm người yêu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Chu lão thái nói, nhìn xem người ta, đều có đối tượng, chúng ta Đức Minh liền biết học tập. Chu thư ký cười nói, không vội a, hiện tại người trẻ tuổi kết hôn phổ biến lệch muộn. Chu lão thái nói, ngươi không muốn cả ngày nghe thư giao, nàng nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, 23 tuổi còn nhỏ a. Ngươi 23 tuổi đều kết hôn, từ trong giọng nói của nàng không khó nghe ra nàng đối con dâu vẫn là rất nhiều lời oán giận. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký nói không sai, hiện tại giống ta sớm như vậy nói yêu thương không nhiều. Chu lão thái nói, ta đi qua thế nhưng là làm lão sư, sơ trung thời điểm cũng bắt đầu yêu đương. Chu thư ký nói, ngài là nhân dân giáo sư, cũng không thể cổ vũ học sinh yêu sớm. Chu lão thái nói, ngươi cùng thư giao không phải cao trung liền đàm bên trên. Chu thư ký bị lão nương ngay trước Hứa Thuần Lương bột vạch khuyết điểm, mặt mo cũng là nóng lên. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian giúp đỡ giải vây, ta sơ trung nói qua, cho nên ảnh hưởng học tập. Chu lão thái nói, học tập kỳ thật không có trọng yếu như vậy, ta hiện tại xem như nghĩ thoáng, hai từ học tập càng tốt cách ngươi liền càng xa, bồi thời gian của ngươi cũng lại càng ít, người a, nếu là tự tư điểm, tình nguyện hài tử bình thường, ta cảm thấy tiểu Hứa liền rất tốt. Chu thư ký nói, người ta tiểu Hứa cũng không phải cái hài tử bình thường. Chu lão thái hỏi Hứa Thuần Lương gia đình tình huống, Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần, Chu lão thái nghe nói hắn khi còn bé liền phụ mẫu ly dị, đi theo gia gia bên người lớn lên, đánh đáy lòng sinh ra một cỗ thương yêu. Cho Hứa Thuần Lương kẹp cái đùi gà. Hứa Thuần Lương một bên ăn một bên khen, các ngài cơm ăn ngon thật. Chu lão thái cười nói, thích ăn liền thường xuyên tới, ta sớm đem thức ăn làm tốt, lần sau mang ngươi đối tượng cùng một chỗ tới. Sau bữa cơm trưa, Hứa Thuần Lương lại bồi tiếp lão thái thái trò chuyện trong chốc lát, lúc 1:30, lão nhân ra mới đi ngủ. Chu thư ký đem lão nương hầu hạ tốt, trở về hướng Hứa Thuần Lương cười nói, lão nhân gia lớn tuổi, nói đến liền nói rông dài cái không xong, người bị liên lụy. Hứa Thuần Lương nói, ta thích bồi lão nhân gia nói chuyện phiếm, ta từ nhỏ đã cùng gia gia lớn lên. Chu thư ký gật đầu nói, người tuổi trẻ bây giờ nguyện ý bồi lão nhân gia trò chuyện cũng không nhiều. Nghĩ khởi con của mình, mặc dù nho nhã lễ độ, nhưng là hắn cùng chính mình cũng không có lời nào tốt trò chuyện, lại càng không cần phải nói cùng lão thái thái. Cùng hiếu thuận hay không không quan hệ, mà là khoảng cách thế hệ. Chu thư ký có đôi khi cảm giác mình cùng Hứa Thuần Lương ngược lại chủ đề càng nhiều hơn một chút, vẻ mặt ôn hòa nói, ta nghe nói các ngươi Trường Hưng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đã bắt đầu xây dựng. Hứa Thuần Lương nói, bên kia ta phụ trách, bất quá đã được duyệt danh xưng gọi Hoa Niên tập đoàn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, là gần đây thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh một bộ phận. Chu thư ký nhạy cảm giác được cái gì, nhíu mày một cái nói, dân doanh vốn liếng tiến vào bệnh viện cũng nên lấy bệnh viện bản thể là chủ, khó trách có người hướng ta phản ứng, hiện tại Hoa Niên tập đoàn ngay tại đi Trường Hưng hóa. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, có người phản ứng. Người này khẳng định là Trường Hưng lão nhân, Trường Hưng bệnh viện nội bộ, lấy Cao Tân Hoa cầm đầu lão nhân đối Hoa Niên tập đoàn gần nhất một hệ liệt cử động có chút bất mãn, bọn hắn một mực tại yên lặng chống lại, ý đồ cùng vốn liếng một lần nữa phân rõ giới hạn, xem ra chuyện này đã phản ứng đến Chu thư ký nơi này. Hứa Thuần Lương nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là biết Hoa Niên lớn khỏe mạnh là chia tách tới Trường Hưng mấy cái phòng, tỉ như kiểm tra sức khỏe trung tâm, y mỹ trung tâm, nhãn khoa trung tâm các loại, lại thêm chúng ta Nguy Sơn đảo Trường Hưng phân viện gây dựng lại hoàn thành. Chu thư ký nói, hồ nháo. Lúc này Trương Tùng tới đón bọn hắn, Chu thư ký để Trương Tùng trước tiên đem mình đưa đến thị chính trung tâm, sau đó lại đưa Hứa Thuần Lương trở về. Sau khi lên xe, Chu thư ký hướng Trương Tùng nói, Trương Tùng, người tìm hiểu một chút Hoa Niên lớn khỏe mạnh tình huống, hiện tại quốc gia ba khiến năm thân, nhất định phải ngăn chặn quốc hữu tài sản sói mòn hiện tượng, cùng những này dân doanh vốn liếng liên hệ nhất định phải đấu trí đấu dũng, có chút tê liệt, liền sẽ bị bọn hắn chui chỗ trống. Trương Tùng nói, Chu thư ký, Hoa Niên tập đoàn sự tình ta từng có hiểu rõ, bọn hắn hiện tại liên quan đến nhiều khởi nợ nần quá hạn, đã kinh động đến trong tỉnh. Trong tỉnh yêu cầu làm tốt Nam Giang thị ra mặt giải quyết chuyện này. Chu thư ký nói, vấn đề như vậy xí nghiệp là ai đưa vào Đông Châu? Trương Tùng nói, Hoa Niên tập đoàn nhập cổ phần Trường Hưng bệnh viện sự tình tại nợ nần quá hạn trước đó, bố cục lớn khỏe mạnh sản nghiệp cũng là bọn hắn ý đồ chuyển hình trọng yếu một bước. Chu thư ký nói, biết đại bảo sự tình sao? Ta nhớ được 08 năm, Cường Sinh công ty hoa 2.3 tỷ nguyên thu mua đại bảo,
lại tướng đại bảo biên giới hóa xử lý. Một không làm nghiên cứu phát minh, hai không làm quảng cáo đưa lên. Trên thực tế, Cường Sinh thu mua đại bảo, coi trọng nhất chính là đại bảo đường dây tiêu thụ tài nguyên, sau đó thông qua sản phẩm của mình bao trùm rơi đại bảo thị trường số định mức. Chu Thư Ký thấm thía Cường điệu, có chút đầu tư bên ngoài thu mua dân tộc nhãn hiệu, cũng không phải là muốn đem nó làm lớn làm mạnh, mà là vì cho sản phẩm của mình trải đường. Rất nhiều dân tộc nhãn hiệu từ bị thu mua một khắc kia trở đi, liền bị đánh vào lãnh cung. Đây chính là cái gọi là, người làm giỏi hơn ta, vậy ta liền mua xuống ngươi, đem ngươi biên giới hóa, để ngươi chậm rãi chết mất. Đầu tư bên ngoài như thế, bên trong tư cũng là như thế, Trường Hưng Bệnh viện là Đông Châu bản thổ chứ danh chữa bệnh nhãn hiệu một trong, hiện tại Hoa Niên tập đoàn tại làm sự tình, chính là lợi dụng Trường Hưng tiến vào chữa bệnh thị trường, tiến hành lớn khỏe mạnh bố cục, mà đồng thời bọn hắn cũng tại thành lập mình nhãn hiệu. Chu Thư Ký sau khi xuống xe, Trương Tùng không có lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới, mà là tướng Hứa Thuần Lương mang đến Trường Hưng Bệnh viện. Trên đường hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, Trường Hưng sự tình ngươi tương đối quen thuộc, ngươi giúp ta tìm hiểu một chút, quay đầu ta tốt hướng Chu Thư Ký làm kỹ càng báo cáo. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Trương Tùng một mực đem Hứa Thuần Lương đưa đến Trường Hưng Bệnh viện hành chính dưới lầu, cũng không có lập tức rời đi. Không bao lâu, Triệu Phi Dương liền được tin tức, vội vàng chạy xuống dưới, bãi đỗ xe bảo an điểm ấy nhãn lực kinh là có, bình C00001 bảng số xe ý vị như thế nào, bọn hắn ở trên cương vị trước chuyên môn tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, từ chiếc xe này vào sân, hắn liền trước tiên báo lên bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông. Vu Hướng Đông lại lập tức hướng Triệu Phi Dương báo cáo. Triệu Phi Dương lấy tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu dưới, không chờ hắn tới gần, liền thấy Hứa Thuần Lương từ trên xe bước xuống, sau đó chiếc xe kia hướng lối ra chạy tới. Triệu Phi Dương không để ý tới người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, lấy 100 mét bắn vào tốc độ hướng lối ra chạy tới, một bên chạy một bên phất tay, hắn không phải đón xe, mà là ra hiệu bãi đỗ xe bảo an mở cống cho đi, hắn không biết bên trong ngồi chính là không phải Chu Thư Ký, nhưng là có một chút hắn phi thường minh bạch. Trường Hưng Bệnh viện đại môn vĩnh viễn đối Chu Thư Ký mở ra. Hứa Thuần Lương nhìn qua Triệu Phi Dương một đường phi nước đại bóng lưng, trong lòng có chút cảm khái, con hàng này cũng không dễ dàng, đồng thời cũng nhìn ra, đối quyền lực sùng bái đã thật sâu cắm vào Triệu Phi Dương nội tâm, một người như vậy vì sao muốn lựa chọn từ đi công chức. Triệu Phi Dương nhìn thấy số 00001 xe nhỏ phi tốc nhanh chóng cách rời bệnh viện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng tại chỗ điều chỉnh một chút khí tức, xoay người. Một lần nữa nện bước tứ bình bát ổn nhanh chân hướng hành chính lâu đi đến, hắn không có cảm thấy chút nào xấu hổ, nhận là tất cả đều là đương nhiên. Hứa Thuần Lương đã đi phòng làm việc của viện trưởng cổng chờ lấy hắn, chủ yếu là phòng ngừa Triệu Phi Dương tại trường hợp công khai bột đối với mình có khả năng sinh ra xấu hổ, nhưng là Hứa Thuần Lương đánh giá thấp Triệu Phi Dương căn bản không có ý nghĩ như vậy, tại Đông Châu thị người đứng đầu trước mặt cúi đầu, không mất mặt. Nhìn thấy cửa phòng làm việc Hứa Thuần Lương, Triệu Phi Dương ngầm hiểu, đẩy cửa ra Hứa Thuần Lương liền đi vào theo. Triệu Phi Dương kỳ thật rất muốn hỏi hắn, vì cái gì không nói trước cho ta biết một tiếng. Nhưng nói ra lại trở thành, Chu Thư Ký sao? Hứa Thuần Lương nói, thư ký của hắn Trương Tùng. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, trong lòng thư thản một chút, hắn tại chủ ghế dựa ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một hộp chưa hủy đi phong thuốc lá, chậm rãi rút ra một chi. Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp hắn đốt. Hắn nhìn ra Triệu Phi Dương điểm này chút mưu kế, đây là tại nhắc nhở mình đâu, tại Trường Hưng hắn mới là một thanh tay. Triệu Phi Dương hít một hơi thuốc lá nói, ngươi chừng nào thì cùng hắn có liên lạc. Hứa Thuần Lương cười nói, còn không phải thông qua ngài. Triệu Phi Dương có chút hồ đồ rồi, mình cùng Trương Tùng đều chưa quen thuộc, làm sao có thể giới thiệu bọn hắn nhận biết. Hứa Thuần Lương tướng mình tại Đông Châu chú kinh bạn bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp gỡ bất ngờ Chu Thư Ký sự tình nói. Đương nhiên hắn sẽ không đem Chu Thư Ký tìm hắn giúp Diệp Sương Nguyên chữa bệnh sự tình nói ra, bất quá hắn cũng tiết lộ một chút tin tức cho Triệu Phi Dương, hôm nay không phải Trương Tùng tìm mình mà là Chu Thư Ký. Triệu Phi Dương nghe đến đó đã ý thức được tiểu tử này đã thành công dựng vào Chu Thư Ký đường dây này, đứng lên nói, vào xem lấy nói chuyện phiếm, quên rót trà cho ngươi, ngươi uống gì? Hồng trà vẫn là trà xanh. Hứa Thuần Lương yên tâm thoải mái ngồi ở trên ghế salon, không quan trọng. Triệu Phi Dương cho hắn rót một chén chính sơn nhỏ loại, đi vào trên ghế salon sát bên Hứa Thuần Lương ngồi xuống, Chu Thư Ký có nói gì hay không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nhấp một ngụm trà, không có lập tức mở miệng nói chuyện,
người Triệu Phi Dương để cho ta đốt thuốc, ta cũng phải làm hao mòn một chút sự chịu đựng của ngươi. Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương tính bền dẻo nhận biết đến càng ngày càng rõ ràng, hắn ý thức được mình rất khó khống chế Hứa Thuần Lương, nhưng là có đôi khi lại ức chế không nổi muốn theo hắn tách ra một vật tay xúc động, kỳ thật từ sinh ra vật tay ý nghĩ bắt đầu, hắn liền đã nhận đồng Hứa Thuần Lương năng lực. Hứa Thuần Lương nói, trà này coi như không tệ. Triệu Phi Dương nói, quay lại lấy cho ngươi hai hộp. Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử trà nhà máy xuất phẩm. Triệu Phi Dương cười ha hả, nàng cái nào biết cái gì trà, chơi đùa lung tung. Hứa Thuần Lương nói, chủ thư ký hỏi ta một vấn đề, vì cái gì gọi Hoa Niên lớn khỏe mạnh, mà không phải Trường Hưng lớn khỏe mạnh. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ Hoa Niên tập đoàn vì cái gì làm như vậy, phân mỏng quyền lực của mình, biên giới hóa Trường Hưng, cũng vì ngày sau Hoa Niên lớn khỏe mạnh đưa ra thị trường làm chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, chủ thư ký còn giảng một cái liên quan tới đại bảo thu mua cố sự. Triệu Phi Dương đã hoàn toàn minh bạch, nếu như bên trong cũng nghĩ như vậy hắn có thể lợi dụng chuyện này chế tạo một chút văn chương. Hứa Thuần Lương cũng không có dọc theo cái đề tài này nói tiếp, ý tứ đã truyền tới, để Triệu Phi Dương mình đi thể hội. Hắn phi thường rõ ràng, Triệu Phi Dương cùng Đường Kinh Luân sản sinh chia rẽ hạch tâm là quyền lực, Triệu Phi Dương người này vẫn luôn vô cùng bản thân, hắn có dã tâm. Muốn sáng tạo một phen sự nghiệp, vì đạt thành mục đích này, hắn mình có thể làm ra nhất định hy sinh, từ đi công chức chính là một loại thể hiện, hắn đồng dạng có thể hy sinh người khác lợi ích. Đại lực mở rộng Trường Hưng cải chế quá trình bên trong, tổn thương tập thể lợi ích, đưa tới không nhỏ gợn sóng, Triệu Phi Dương tuyệt không phải một cái tướng nhân viên lợi ích bày ở thủ vị người. Thay lời khác tới nói, Triệu Phi Dương quan tâm nhất là trong cuộc sống sau này hắn có thể hay không trưởng khống toàn cục. Về phần tương lai bệnh viện gọi Trường Hưng vẫn là gọi Hoa Niên hắn cũng không đáng kể, hắn chỉ để ý mình có phải hay không người cầm lái. Hứa Thuần Lương không phải một cái đại công vô tư người, nhưng là hắn thực chất bên trong xem thường quá người ích kỷ. Trên thế giới này lợi mình người quá nhiều, nhưng là lợi mình không nên lấy hy sinh người khác lợi ích làm đại giá. Triệu Phi Dương đã thân là Trường Hưng viện trưởng, liền nên đem nhân viên lợi ích xem làm nhiệm vụ của mình. Trên một điểm này, hắn hiển nhiên so ra kém hắn tiền nhiệm Cố Hậu Nghĩa. Đương nhiên Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương cũng không tệ lắm, Hứa Thuần Lương thời điểm ra đi, hắn cho Hứa Thuần Lương cầm hai hộp lá trà, coi như Hứa Thuần Lương không cách nào để cho hắn sử dụng, hắn cũng không muốn thêm một cái địch nhân như vậy. Hắn cũng ý thức được, mình hẳn là điều chỉnh tâm tính, cùng Hứa Thuần Lương chung đụng thời điểm tận lực từ bỏ cư cao lâm hạ thái độ, muốn lấy mình đợi hợp tác tâm thái đi đối diện, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hứa Thuần Lương ai đến cũng không có cự tuyệt, mang theo lá trà rời đi hành chính ký túc xá. Dưới lầu gặp một đám người quen, có kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thủy Anh, khoang miệng khoa chủ nhiệm Phương Kiến Quốc, nhãn khoa chủ nhiệm Đường Tuyển Đông, còn có Hoa Niên lớn khỏe mạnh tân nhiệm phó tổng Dương Mộ Phong, chung quanh còn đi theo một đám y tá trưởng làm việc, chiến trận lộ ra không nhỏ, bình thường chỉ có bệnh viện lớn kiểm tra phòng thời điểm mới có thể nhìn thấy. Bất quá nhân vật chính của hôm nay không phải viện trưởng Triệu Phi Dương, mà là lớn khỏe mạnh mới tới phó chủ nhiệm Dương Mộ Phong. Hứa Thuần Lương hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Dương Mộ Phong gọi lại hắn, tiểu Hứa, người tới được vừa vặn, cùng theo đi đối diện xem một chút đi. Bọn hắn muốn đi đối diện Minh Long tập đoàn A Tòa, kia tòa nhà là Hoa Niên tập đoàn vừa mới mướn tới, đã bắt đầu cải tạo, không bao lâu, mấy trung tâm đều sẽ di chuyển tới đó. Thân là Hoa Niên lớn khỏe mạnh cấp lãnh đạo một viên, Hứa Thuần Lương ở nơi đó cũng sẽ có làm việc địa điểm. Hứa Thuần Lương lúc này cũng không có việc gì, dù sao cũng không có đi qua, tại là đi theo đám bọn hắn cùng đi xem nhìn. Minh Long tập đoàn ngay tại Trường Hưng bệnh viện đối diện, hiện tại tập đoàn đã chỉnh thể di chuyển đi Đông Châu thị khu công nghệ cao, địa chỉ ban đầu nghe nói muốn nhà đầu tư nghiệp địa sản, A Tòa là Minh Long tập đoàn ký túc xá, tạm thời còn không có phá dỡ kế hoạch. Hoa Niên tập đoàn mướn nơi này lâm thời làm Hoa Niên lớn khỏe mạnh tổng bộ chỗ. Ký túc xá bảo an đã đổi thành Hoa Niên hệ, bảo vệ khoa trưởng tại vệ đông đang ở nơi đó cho mấy tên bảo an phát biểu, nhìn thấy bọn họ chạy tới, tại vệ đông nghênh đón cười nói, Dương Tổng đến rồi. Dương Mộ Phong trước đây đã tới qua mấy lần, chớ nhìn hắn quá khứ là làm nghiệp vụ, bây giờ làm tới lãnh đạo lập tức liền nắm ra lãnh đạo phong phạm, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay đút túi, áo khoác trắng cố ý rộng mở. Tăng thêm bản thân hắn dáng dấp cũng không tệ, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sắc anh hùng bên trong tiểu mã ca phong phạm. Đối diện tại vệ đông ân cần thăm hỏi,
hắn chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lão Vu, bảo an phương diện đã làm theo a. Vu Hướng Đông nói, toàn bộ an bài thỏa đáng. Dương Mộ Phong hài lòng gật gật đầu, chuyển hướng mọi người chung quanh nói, lão Vu công việc hiệu suất đáng giá khen ngợi, mọi người về sau phải hướng lão Vu nhiều hơn học tập. Vu Hướng Đông nghe có chút không lọt vào tai, những người khác cảm thấy cái này mới tới phó tổng cũng có chút cuồng vọng, nhưng là lúc sau Hoa Niên lớn khỏe mạnh là từ hắn cụ thể phụ trách, ai cũng không tiện nói gì. 3-4-5-3 tầng đã bắt đầu trùng tu, nơi này tương lai sẽ làm kiểm tra sức khỏe trung tâm sử dụng, Ngô Thụy Anh làm kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm, hướng mọi người giới thiệu một chút kiểm tra sức khỏe trung tâm bố cục, đồng thời cũng nói một lần nơi này tương lai quy hoạch. Hứa Thuần Lương nhìn thấy loạn thất bát tao liền không có đi vào trong, đi vào ngay tại phía trước cửa sổ hút thuốc Vu Hướng Đông bên người, cười nói, nhanh như vậy liền chuyển đổi trận doanh rồi. Vu Hướng Đông tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi liền lấy ta trêu đùa đi, Triệu Viện để chúng ta phối hợp lớn khỏe mạnh công việc, lãnh đạo hướng chỗ nào chỉ chúng ta đương nhiên hướng chỗ nào đánh, ta có thể có lựa chọn gì quyền. Hứa Thuần Lương nói, cái này Dương Mộ Phong lai lịch gì? Vu Hướng Đông nói, đi qua Hải Châu thứ hai bệnh viện nhân dân tâm nội khoa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái nói, tam giáp bệnh viện tâm nội khoa chủ nhiệm thu nhập không thấp a. Làm sao đem nghề cũ cho ném đi? Vu Hướng Đông một mặt khinh bỉ nói, nghe nói là xảy ra chuyện, nơi đó kiểm tra bộ môn để hắn ngày quy định giao nộp không ít tiền. Hạ giọng duỗi ra ba ngón tay. Hứa Thuần Lương nói, 30 vạn. Vu Hướng Đông nói, ngươi quá coi thường tâm nội khoa. Hứa Thuần Lương nói, làm sao không có đem con hàng này cho làm đi vào. Vu Hướng Đông nói, phạt không đánh, nếu thật là bắt lại, chữa bệnh hệ thống bên trong loại này quá nhiều người. Cũng là đặc thù thời kỳ một loại ứng đối phương pháp, đối với chữa bệnh hệ thống bên trong một chút vi quy nhân viên y tế, khai thác ngày quy định giao nạp tiền phạt xử phạt biện pháp. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên làm sao lại dùng loại người này. Dương Mộ Phong hiển nhiên nhận lấy Đường Kinh Luân trọng dụng. Lương một năm 200 vạn, đãi ngộ này đã làm chuẩn Đồng Trường Hạo cùng Triệu Phi Dương. Vu Hướng Đông nói, ai đều không phải người ngu, người ta có thể cầm cao như vậy lương một năm liền chứng minh có giá trị. Thị sát đoàn đội lúc này lại từ bên trong ra, Dương Mộ Phong phái đoàn 10 phần hướng Hứa Thuần Lương ngoắc nói, tiểu Hứa. Tới, Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, con hàng này như thế thích sĩ diện, hắn chỉ coi không nghe thấy. Dương Mộ Phong lại kêu một tiếng, tiểu Hứa. Vu Hướng Đông nhắc nhở, gọi ngươi đâu, hắn cũng kìm nén xấu, vừa còn trò cười ta đây, ta cũng phải nhìn ngươi ứng đối ra sao. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, uy, hắn chỉ điện thoại của mình, biểu thị mình vội vàng đâu. Dương Mộ Phong tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, người này diễn trò cũng quá rõ ràng đi, ai cũng có thể nhìn ra hắn không muốn phản ứng chính mình. Dương Mộ Phong cũng không hiểu rõ Hứa Thuần Lương, hắn thấy... Hứa Thuần Lương chỉ là Hoa Niên lớn khỏe mạnh cờ kế tiếp tiểu cán bộ mà thôi, cùng Vu Hướng Đông, Ngô Thụy Anh bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, lại dám tại trước mặt nhiều người như vậy để cho mình xuống đài không được. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Dương Mộ Phong cho rằng đến thời điểm lập uy, súng bắn chim đầu đàn, người Hứa Thuần Lương dám đứng ra, liền trách không được ta đối với ngươi không khách khí. Dương Mộ Phong từng bước một đi hướng Hứa Thuần Lương, tất cả mọi người ý thức được hôm nay có trò hay để nhìn. Đi theo Dương Mộ Phong sau lưng, xem hắn muốn thế nào sửa chữa Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương vẫn không nhanh không chậm gọi điện thoại, chờ đám người kia đi đến nửa đường thời điểm, hắn bấm ngón tay gảy một cái, một sợi chỉ phong cách không bắn ra, chính giữa Dương Mộ Phong cong gối. Hứa Thuần Lương động tác này cực kỳ ẩn nấp, mà lại hắn cùng Dương Mộ Phong ở giữa gặp nhau khoảng 3 mét, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn đối Dương Mộ Phong hạ hắc thủ. Dương Mộ Phong đầu gối trái đột nhiên mềm nhũn. Đầu gối hướng xuống bộ phận trong nháy mắt tê liệt, thân thể của hắn nghiêng một cái, phù phù một tiếng vậy mà một chân quỳ xuống. Người chung quanh căn bản không biết rõ tình trạng, coi là Dương Mộ Phong là một cước giẫm trượt, chỉ là cái này tư thế có chút chật vật. Hứa Thuần Lương phản ứng so những người khác phải nhanh, một cái bước xa liền đến Dương Mộ Phong trước mặt, đưa tay nâng hắn nói, Dương Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Dương Mộ Phong tức giận đến hất tay của hắn ra, lăn đi. Lúc đầu nghĩ ở trước mặt mọi người đùa giỡn một chút uy phong đâu, kết quả không như mong muốn, mình nháo cái khó xử, trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận không lựa lời nói. Hứa Thuần Lương trong nháy mắt trở mặt, Dương Mộ Phong, ta hảo tâm dìu ngươi ngươi có ý tứ gì a? Dương Mộ Phong ngây ngẩn cả người, hắn là thật không nghĩ tới Hứa Thuần Lương dám trước mặt mọi người hướng hắn bão nổi.
Ngô Thụy Anh qua đến giúp đỡ hòa giải, Hứa chủ nhiệm, người đừng nóng giận, Dương Tổng có thể là hiểu lầm rồi. Hứa Thuần Lương không buông tha nói, lầm biết cái gì. Ta dìu ngươi còn có sai rồi, ngươi quỳ xuống đất cùng ta có quan hệ sao, ngươi để ai lăn đi đâu, ngươi cái gì tố chất a? Dương Mộ Phong tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đi. Ta nói sai được thôi, vô luận như thế nào hắn không nên trước mặt nhiều người như vậy để Hứa Thuần Lương lăn đi. Hứa Thuần Lương nói sai liền không cần nhận gánh trách nhiệm. Ngươi không biết xin lỗi a? Hôm nay hắn liền muốn Dương Mộ Phong trước mặt nhiều người như vậy cúi đầu, nghĩ diệt ta uy phong, ta trước áp chế ngươi nhuệ khí. Dương Mộ Phong nói, Hứa Thuần Lương ngươi không muốn quá phận a? Hứa Thuần Lương nói, ta quá phận, ngươi lối ra đả thương người còn nói ta quá phận, các ngươi mọi người phân xử thử. Không ai dám vào lúc này nói chuyện, Vu Hướng Đông thầm vui, Dương Mộ Phong thật là một cái ngu xuẩn, liền tình trạng đều không làm rõ ràng được liền muốn đùa nghịch uy phong. Lần này tốt, đá trên miếng sắt, thức thời vội vàng nói lời xin lỗi chứ sao. Ngô Thụy Anh tiếp tục mạo xưng làm người hòa giải, đều là hiểu lầm, tất cả mọi người là người một nhà, Hứa chủ nhiệm, Dương Tổng không phải mới vừa cho ngươi chịu tội sao. Hứa Thuần Lương nói, ta không nghe thấy. Dương Mộ Phong cả giận nói, không thể nói lý, để lãnh đạo cho một cái thuộc hạ xin lỗi, hắn không sĩ diện. Dương Mộ Phong ngẩng đầu ưỡn ngực từ Hứa Thuần Lương bên người đi qua. Ý là ta không để ý ngươi, kỳ thật hắn hiện tại cũng ý thức được con hàng này không dễ chọc, không thể trêu vào ta không trốn thoát sao. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, Dương Phó Tổng, con mắt Tổng nhìn xem phía trên là muốn thất bại. Một sợi chỉ phong lại bắn ra ngoài, lần này nhắm ngay Dương Mộ Phong cong gối. Dương Mộ Phong trái chân mềm nhũn, bịch một tiếng lại quỳ xuống, lần này rơi thảm hại hơn, hắn cũng không làm rõ ràng được hôm nay là thế nào. Động một chút lại run chân, mất một lúc liên tục quỳ hai lần. Người chung quanh phản ứng đầu tiên không phải lên trước nâng, mà là tất cả đều vô ý thức lui về phía sau một bước, ý là không quan hệ với ta, vừa rồi Hứa Thuần Lương tao ngộ mọi người đều thấy được, tiến lên dìu hắn còn bị hắn mắng câu lăn đi. Ai cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, Hứa Thuần Lương không tim không phổi nở nụ cười. Dương Mộ Phong từ dưới đất đứng lên, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, có tin ta hay không khai trừ ngươi. Không ai tin tưởng, người ta Hứa Thuần Lương là có biên chế, Dương Mộ Phong khẳng định không biết trước mắt là đánh qua chủ tịch nhà nhi tử bảo bối nam nhân, Dương Mộ Phong nếu như đối Hứa Thuần Lương hung hãn quá khứ có chút hiểu rõ, liền không sẽ nói ra những lời này. Vu Hướng Đông một bên thở dài, nhìn qua thẹn quá thành giận Dương Mộ Phong thầm mắng câu ngu xuẩn, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan. Dương Mộ Phong cùng Hứa Thuần Lương nhìn nhau, kỳ vọng nhìn thấy hắn mềm hóa ánh mắt. Nhưng Hứa Thuần Lương căn bản không có vẻ sợ hãi chút nào, cười tủm tỉm nhìn qua Dương Mộ Phong nói, như thế đại lãnh đạo không thể nói không giữ lời a. Ngươi ngược lại là bắt chút gấp khai trừ ta à? Dương Mộ Phong chỉ vào Hứa Thuần Lương, chúng ta hoan niên lớn khỏe mạnh không cần ngươi dạng này con sâu làm dầu nồi canh. Dương Mộ Phong biết mình không có khai trừ Hứa Thuần Lương quyền lực, nhưng là thân là hoan niên tập đoàn phó tổng, hắn có thể để Hứa Thuần Lương tạm thời cách chức kiểm tra. Trước mặt nhiều người như vậy, Dương Mộ Phong tuyên bố đối Hứa Thuần Lương xử phạt quyết định, hắn nhất định phải có hành động, thông qua chuyện này cấp tốc dựng nên khởi uy tín, nếu như đối với chuyện này nhượng bộ, hắn sẽ quyền uy quét rác, về sau công tác hội khó mà khai triển. Hứa Thuần Lương cũng không có cái gì quá kích cử động, toàn bộ hành trình bình tĩnh, cười tủm tỉm quay người rời đi, cái này khiến hiện trường không ít chờ mong một trận sao hỏa đụng phải trái đất người vây xem cảm thấy có chút thất vọng, bất quá không có người cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ như vậy nhận sợ. Giải thích hợp lý nhất chính là người này đang nổi lên đại chiêu. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Dương Mộ Phong cách không may không xa. Có người trước tiên tướng trong chuyện này báo cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương nghe xong liền vui vẻ, Đường Kinh Luân từ nơi nào dẫn vào như thế ưu tú quản lý nhân tài. Lập uy không sai, nhưng là người cũng muốn chọn tốt đối tượng, đối hoàn cảnh còn chưa quen thuộc liền nóng lòng lập uy, rất dễ dàng tự rước lấy họa. Triệu Phi Dương chưa từng có hỏi chuyện này dự định. Liền để đạn trước bay một hồi, hắn cũng tin tưởng Hứa Thuần Lương hoàn toàn có năng lực xử lý tốt. So với Hứa Thuần Lương bị tạm thời cách chức, Đồng Trường Hạo từ trước tới càng thêm đột nhiên, tại Đường Kinh Luân tuyên bố thành lập hoa niên lớn khỏe mạnh hội nghị ngày thứ hai, Đồng Trường Hạo liền đưa một phong đơn xin từ chức, lý do là thân thể khó chịu, không cách nào tiếp tục đảm nhiệm hoa niên lớn khỏe mạnh quản lý công việc. Trước mắt tin tức này còn chưa công khai tuyên bố, nhưng là cao tầng nội bộ đã đều biết. Dương Mộ Phong hẳn là sớm đạt được tin tức, cho là hắn tiếp nhận Đồng Trường Hạo công việc đã trở thành tất nhiên,
cho nên mới sẽ không chút do dự đối Hứa Thuần Lương làm ra tạm thời cách chức xử phạt, dùng cái này tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh lập uy. Triệu Phi Dương đặc địa đi tìm Cao Tân Hoa, đem Hứa Thuần Lương bị tạm thời cách chức tin tức nói cho hắn biết. Cao Tân Hoa kỳ thật cũng nghe nói, bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông hướng hắn hồi báo, mà lại đem bên trong chi tiết miêu tả đến rõ ràng. Cao Tân Hoa không cho rằng là cái đại sự gì, coi như Hứa Thuần Lương bị Hoa Niên lớn khỏe mạnh tạm thời cách chức, hắn đồng dạng có thể trở về Trường Hưng, một dạng không chậm trễ hắn tại Trường Hưng công việc, Dương Mộ Phong quyền hạn chỉ có thể ngừng hắn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chức vụ, mà không cách nào liên quan đến Trường Hưng, nói cách khác Hứa Thuần Lương phân viện viện trưởng sẽ không nhận ảnh hưởng, bị dừng hết chỉ là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Chu Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm. Dương Mộ Phong vẫn là lưu lại mấy phần lượn vòng chỗ trống, là tạm thời cách chức không phải miễn chức, chỉ cần Hứa Thuần Lương chịu thua, hướng hắn làm ra thành khẩn kiểm điểm, vẫn là có thể rút về đối người này xử phạt. Triệu Phi Dương nói, Cao Bí Thư, người tốt nhất trấn an một chút tiểu Hứa, tiểu tử này nếu là phát hỏa cũng đừng trêu ra chuyện gì tới. Cao Tân Hoa ý vị thâm trường nói, sợ hắn gây chuyện, người trấn an hắn a. Triệu Phi Dương nở nụ cười, ta nói hắn không nhất định nghe. Cao Tân Hoa nói, người a, chuyện tốt chưa hề nghĩ không ra ta. Hắn phi thường minh bạch, Triệu Phi Dương hiện tại khả năng so với ai khác đều cao hứng, ước gì Hứa Thuần Lương cùng Dương Mộ Phong đánh nhau, khiến cho Hoa Niên lớn khỏe mạnh đầy đất lông gà tốt nhất, còn tốt cho đến trước mắt Hứa Thuần Lương biểu hiện được phi thường khắc chế. Cao Tân Hoa đối Hứa Thuần Lương hay là vô cùng hiểu rõ, tiểu tử này phát tác tại chỗ ra tay đánh nhau phản cũng không phải cái đại sự gì, một khi tiểu tử này lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, đó chính là tại nghẹn đại chiêu, lần này 89/10 muốn đem Dương Mộ Phong đá ra Hoa Niên mới bằng lòng bỏ qua. Triệu Phi Dương nói, Tân Hoa ca, người cái này oan uổng ta. Cao Tân Hoa nói, tiểu Hứa không cần an ủi, Trường Hưng chính là hậu thuẫn của hắn, người chính là hậu thuẫn của hắn. Hắn đem nói được mức này, Triệu Phi Dương cũng không thể không biểu lộ thái độ, cười nói, ta khẳng định là đứng tại tiểu Hứa bên này, liền muốn nhìn một chút cái này Dương Mộ Phong cuối cùng kết cuộc như thế nào. Tất cả mọi người biết Dương Mộ Phong là Đường Kinh Luân làm tiến đến, nhưng Hứa Thuần Lương cũng là Đường Kinh Luân một tay nâng lên tới, Dương Mộ Phong ngừng Hứa Thuần Lương chức, chuyện này Đường Kinh Luân sẽ xử lý như thế nào? Hiện đau đầu người hẳn là hắn. Cao Tân Hoa càng ngày càng khó chịu Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương người này quá mức lợi mình, Hứa Thuần Lương là Trường Hưng người, loại thời điểm này hắn không nên đứng ra là Hứa Thuần Lương nói một câu sao. Mặc dù Hứa Thuần Lương không cần, nhưng là người Triệu Phi Dương nhiều ít cũng hẳn là công khai biểu đạt một chút thái độ, mà không phải hiện tại cái dạng này không đếm xỉa đến sống chết mặc bây. Dương Mộ Phong cũng tìm được Triệu Phi Dương, tướng Hứa Thuần Lương chống đối lãnh đạo cấp trên, không phối hợp hắn chuyện công việc nói. Cáo chi Triệu Phi Dương mới khỏe mạnh cấp lãnh đạo đối Hứa Thuần Lương tạm thời cách chức quyết định, phải nói người này cũng không phải một điểm lãnh đạo trí tuệ đều không có, chí ít tại ngoài mặt vẫn là đối Triệu Phi Dương biểu hiện ra nhất định tôn trọng. Kỳ thật tại Dương Mộ Phong cú điện thoại này trước đó, Triệu Phi Dương đã cùng Hứa Thuần Lương làm một chút câu thông, Hứa Thuần Lương hy vọng Triệu Phi Dương phối hợp Dương Mộ Phong đối với mình tạm thời cách chức xử phạt. Triệu Phi Dương hơi chút suy nghĩ liền hiểu Hứa Thuần Lương ý tứ. Tiểu tử này là muốn đem sự tình hướng lớn gây tiết tấu, hắn vui sướng đồng ý Dương Mộ Phong yêu cầu, tạm dừng Hứa Thuần Lương trước mắt hết thảy chức vụ, để hắn hảo hảo tỉnh lại. Triệu Phi Dương phi thường phối hợp, chẳng những ủng hộ Dương Mộ Phong quyết định, mà lại Trường Hưng bên này cũng phối hợp Dương Mộ Phong, tạm dừng Hứa Thuần Lương hết thảy chức vụ. Đường Kinh Luân có trận không tới gặp đại ca, hôm nay ban giám đốc kết thúc về sau, đặc địa ôm quà tặng trong ngày lễ tới tiếp Đường Kinh Vĩ. Hai huynh đệ mặc dù nhưng đã thành thù, có thể bày tỏ bột công phu vẫn phải làm. Đường Kinh Vĩ từ khi bê bối sự kiện về sau trên cơ bản đều ở lại nhà, bất quá những này Đường Viền tin tức tới cũng nhanh đi được nhanh, bản thân hắn tại ngành giải trí cũng không có tồn tại gì cảm giác, hiện tại đã có rất ít người nhớ kỹ chuyện này. Đường Kinh Vĩ dự định xuất ngoại nghỉ lễ, Đường Kinh Luân tới thời điểm, hắn chính đang chuẩn bị hành lý. Đường Kinh Luân cười nói, đại ca, ngài đây là muốn đi ra ngoài à? Đường Kinh Vĩ nói, gần nhất vẫn luôn ở lại nhà, buồn bực đến hoảng, muốn đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay ban giám đốc ngài làm sao không đến? Ta hiện tại cũng đã lui ra tới, công ty bên kia có người phụ trách, ta yên tâm. Đường Kinh Luân nói, Thiên Nhất cũng không đến. Đường Kinh Vĩ thở dài nói, tiểu tử này đuôi ngựa sách đậu hũ để không nổi a. Đây cũng không phải là tại Đường Kinh Luân trước mặt ngụy trang, phàm là hắn đứa con trai này có thể có chút tiền đồ.
công ty quyền quản lý cũng sẽ không rơi vào Đường Kinh Luân trong tay. Đồng Trường Hạo từ chức. Đường Kinh Vĩ sửng sốt một chút, hắn là thủ hạ ngươi tướng tài đắc lực a, có trình độ, có năng lực, ngươi hẳn là đem hắn lưu lại. Ta giữ lại, hắn nói thân thể không thoải mái. Lấy cớ thôi, có phải hay không đối lương bổng không hài lòng? Đường Kinh Luân lắc đầu, hắn đã quyết định đi. Đường Kinh Vĩ cố ý nói, Hoa Niên lớn khỏe mạnh vừa mới thành lập, nhân vật thủ lĩnh liền từ chức, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Đồng Trường Hạo là Đường Kinh Luân người, Đường Kinh Vĩ vui với nhìn thấy hắn rời chức. Đường Kinh Luân tướng chủ đề chuyển đến gần nhất nguy cơ bên trên, gần nhất nhiều nhà cơ quan tài chính đối với chúng ta khai thác khởi tố, niêm phong đông kết một chút tài khoản, tài sản, căn cứ chúng ta ước định, hết hạn trước mắt bị rút ra tài chính đã vượt qua 30 ức, nếu như chúng ta không thể kịp thời tìm tới đối sách, chỉ sợ loại hiện tượng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mới nhất thôi diễn cho thấy, bọn hắn có khả năng đông kết càng nhiều tài sản, đối với chúng ta tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ cùng tài chính ép buộc. Đường Kinh Vĩ nói, quốc gia gần nhất cường điệu gia tăng cung cấp bên cạnh kết cấu tính cải cách, đại lực thúc đẩy đi đòn bẩy, gặp được phiền phức không chỉ là chúng ta Hoa Niên một nhà. Đại ca, phía chính phủ đối thái độ của chúng ta cũng không rõ ràng, từ lần này khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục khởi công điển lễ liền có thể nhìn ra, có chút lãnh đạo tại cùng chúng ta phân rõ giới hạn, hẳn là nhận gần nhất mặt trái tin tức ảnh hưởng. Đường Kinh Vĩ trong lòng phi thường không hẹn, đây là tại ám chỉ mình bê bối sao? Cuối cùng còn không phải ngươi làm ra. Hắn lạnh lùng nói, loại này mẫn cảm thời điểm, người điểm xuất phát liền là sai lầm, ta cũng không cho rằng mời mấy vị lãnh đạo đứng đài liền có thể đề chấn công ty giá cổ phiếu. Đường Kinh Luân nói, đại ca, ta chỉ là muốn thông qua loại phương thức này hướng công chúng cho thấy, chúng ta Hoa Niên tập đoàn là đạt được chính phủ ủng hộ. Ai đều không phải người ngu, chỉ bằng mấy lần hoạt động mấy tấm hình, liền muốn lấy được công chúng tín nhiệm. Khả năng sao? Đường Kinh Vĩ một mực kìm nén bực bội. Cái này thân đệ đệ vì lấy được Hoa Niên nói quyền nói chuyện đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng Hoa Niên tập đoàn bây giờ chính là nguy cơ liên tiếp phát sinh thời điểm, coi như ta tướng công ty quyền quản lý cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể chơi đến chuyển, hôm nay đến nhà tìm chính mình là chứng cứ rõ ràng. Đường Kinh Luân nói, Hoa Niên hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tiền mặt lưu không đủ, ngân hàng không những không chịu cho chúng ta cho vay, ngược lại liên hợp đối với chúng ta tiến hành khởi tố, bọn hắn đang không ngừng nắm chặt cổ của chúng ta. Đường Kinh Vĩ nói, nếu biết vấn đề, vậy ngươi đi giải quyết vấn đề a, nói với ta những này làm gì? Đường Kinh Luân mím môi, thấp giọng nói, đại ca, ngài cùng phía chính phủ quan hệ một mực rất tốt, hiện ngay tại lúc này, cũng chỉ có ngài ra mặt mời tương quan lãnh đạo cân đối. Cân đối cái gì? Cân đối chúng ta cùng ngân hàng quan hệ, để bọn hắn chưa ép đến như thế gấp, cho chúng ta một chút thời gian xử lý nợ nần vấn đề. Nếu như không phải là không có biện pháp, Đường Kinh Luân cũng sẽ không tới cầu đại ca, tại chính thương quan hệ phương diện, đại ca là một tay hảo thủ, muốn cho ngân hàng đối bọn hắn thủ hạ lưu tình, nhất định phải cấp trên lên tiếng. Hai người huynh đệ ở giữa mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là bọn hắn cũng có cộng đồng lợi ích, Đường Kinh Luân tin tưởng đại ca sẽ không trơ mắt nhìn xem Hoa Niên như vậy rửa qua. Đường Kinh Vĩ nói, người muốn làm gì? Đường Kinh Luân nói, để phía chính phủ ra mặt, thuyết phục ngân hàng cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta sẽ mau chóng đưa ra gây dựng lại phương án, bán trao tay bộ phận tài sản, đổi lấy vốn lưu động. Đường Kinh Vĩ nở nụ cười, người cân nhắc vấn đề luôn luôn quá lý tưởng hóa, người cho rằng cân đối chuyện này đơn giản như vậy. Đường Kinh Luân nói, ta mặc dù làm không được, nhưng là ngài nhất định không có vấn đề, chúng ta dù sao cũng là một cái trăm tỷ cấp bậc dân doanh xí nghiệp, nếu như chúng ta vứt sạch, những cái kia không có kịp thời trao công trái cũng sẽ cùng tại giấy lộn một chương. Ngài coi là ngân hàng sẽ gánh chịu cái này tổn thất sao? Ngân hàng nếu như không chịu gánh chịu, như vậy cuối cùng không may phải là dân chúng. Chính phủ có thể không quan tâm chúng ta Hoa Niên chết sống, nhưng là bọn hắn không có khả năng không quan tâm dân chúng tố cầu, sự tình một khi làm lớn chuyện, đối bọn hắn cũng là có ảnh hưởng. Đường Kinh Vĩ nói, loại lời này ngươi cũng chính là ở trước mặt ta nói một chút, truyền đi, người khác sẽ cho rằng chúng ta áp chế người ta. Đường Kinh Luân nói, trong khoảng thời gian này chúng ta nhằm vào tập đoàn hiện trạng làm ước định cùng đo lường tính toán, chỉ cần có thể thắng đến một năm giảm sóc thời gian, ta có lòng tin thông qua bán tài sản cố định cùng chuyển nhượng cổ quyền hấp lại một chục tỷ tiền mặt. Đường Kinh Vĩ đốt lên một điếu thuốc, một chục tỷ tiền mặt, nếu quả thật có thể hấp lại số tiền kia, như vậy Hoa Niên nguy cơ trước mắt khẳng định có thể đạt được giải trừ. Đường Kinh Luân nói, trong quá trình này chính phủ ủng hộ là cực kỳ trọng yếu.
sở dĩ trọng yếu, là bởi vì bọn hắn Hoa Niên Tín Dự đã tiếp cận phá sản. Dương Mộ Phong tin tức mặc dù lạc hậu, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có tin tức nơi phát ra, khi hắn biết Hứa Thuần Lương đi qua hành động vĩ đại về sau lập tức có chút luống cuống. Liên chủ tịch nhi tử bảo bối cũng dám đánh, mấu chốt là đánh xong sau người ta còn có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Dương Mộ Phong hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác, hắn đã ngay trước mặt của nhiều người như vậy tuyên bố đối Hứa Thuần Lương tạm thời cách chức kiểm tra xử phạt quyết định, này bằng với công khai hướng Hứa Thuần Lương tuyên chiến, nhưng tuyên chiến chính là hắn, khi nào kết thúc chiến đấu lại không phải hắn có thể chi phối. Trường Hưng bên kia Triệu Phi Dương cũng hết sức phối hợp, hiệp đồng hắn cùng một chỗ làm ra tạm dừng Hứa Thuần Lương trước mắt hết thảy chức vụ quyết định, Dương Mộ Phong vừa mới bắt đầu cũng bởi vì Triệu Phi Dương phối hợp cảm thấy cao hứng. Hiện tại mới ý thức tới con hàng này căn bản là lửa cháy đổ thêm dầu, cho mình đào hố thiết sáo. Lúc đầu loại chuyện này hắn không đến mức hướng Đường Kinh Luân báo cáo, thế nhưng là Đường Kinh Luân vừa vặn gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Đồng Trường Hạo đã xác định chuyện từ chức. Dương Mộ Phong do dự một chút, vẫn là đem tự mình xử lý Hứa Thuần Lương sự tình nói cho Đường Kinh Luân. Dương Mộ Phong mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng là hắn không ngốc, hắn chưa hề nói là bởi vì Hứa Thuần Lương chống đối mình. Mà là tìm cái Hứa Thuần Lương là Triệu Phi Dương chôn ở Hoa Niên lớn khỏe mạnh cọc ngầm, tại Triệu Phi Dương thụ ý hạ không ngừng chế tạo sự cố lý do. Cho nên chính mình mới ngừng chức của hắn, mục đích là sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ, mình là vì Hoa Niên lớn khỏe mạnh toàn cục chiến lược cân nhắc, cho nên mới không tiếc đắc tội những người này. Đường Kinh Luân thở dài nói, Mộ Phong A, người cho rằng ta không biết hắn cùng Triệu Phi Dương quan hệ. Người đối Hứa Thuần Lương người này không hiểu rõ. Đối đãi hắn nhất định phải dỗ dành, người mục đích là tốt, nhưng là chưa hẳn có thể đạt tới người muốn hiệu quả. Dương Mộ Phong nói, Đường Tổng, xem ra là ta đối với chuyện này cân nhắc không đủ tất cả bột. Đường Kinh Luân nói, như vậy đi, người đem kia phần tạm thời cách chức kiểm tra cho triệt tiêu. Đúng, giúp ta mời một chút Bùi Lâm, để nàng qua đến giúp đỡ chủ trì một chút Hoa Niên lớn khỏe mạnh công việc. Cái gì? Đường Kinh Luân ý vị thâm trường nói. Muốn đem lão hổ nhốt ở trong lồng nhất định phải tìm tới nhân tuyển thích hợp, Bùi Lâm hẳn là sẽ không cự tuyệt lời mời của ngươi. Dương Mộ Phong vốn cho rằng Đồng Trường Hạo sau khi đi, mình chủ trì Hoa Niên lớn khỏe mạnh là chuyện đương nhiên, lại nghĩ không ra Đường Kinh Luân chân chính hướng vào nhân tuyển là Bùi Lâm. Hắn có thể lý giải Đường Kinh Luân an bài, nhưng trong lòng lại có chút không công bằng, nguyên lai Đường Kinh Luân từ đầu tới đuôi nhìn chúng đều không phải là của mình năng lực, càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là... Tại Đường Kinh Luân trong lòng mình thậm chí còn so ra kém Hứa Thuần Lương trọng yếu. Bùi Lâm đẩy cửa đi vào Dương Mộ Phong văn phòng, nhìn qua ngồi tại chủ trên ghế dạng chó hình người Dương Mộ Phong, nàng đánh đáy lòng cảm thấy chán ghét. Dương Mộ Phong lại người không việc gì một dạng cười nói, tới, mời ngồi. Bùi Lâm hờ hững nói, có chuyện mau nói, ta còn có việc. Dương Mộ Phong nói, là như thế này, Đồng Trường Hạo từ chức, ta hướng Đường Tổng đề cử ngươi tới thay thế hắn vị trí. Bùi Lâm lạnh lùng nhìn qua hắn, Dương Mộ Phong, người có hết hay không? Chuyện của ngươi có thể hay không đừng đem ta liên lụy vào. Dương Mộ Phong nói, là lâm thời hỗ trợ tính chất, Đường Tổng cũng là bây giờ không có biện pháp, hắn cũng đã nói, chờ tìm tới nhân tuyển thích hợp, người có thể tùy thời rời chức. Bùi Lâm có thể nào không rõ ràng bọn hắn xáo lộ, đây là muốn tướng mình dẫn vào trong cục, khóa lại tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh trên chiếc thuyền này, dùng cái này để ước thúc Triệu Phi Dương. Bùi Lâm thầm mắng những nhân thủ này đoạn ti tiện cùng bị ổi, Dương Mộ Phong chỉ là một cái đồng lõa, chân chính hắc thủ là Đường Kinh Luân. Bùi Lâm hít sâu một hơi, Dương Tổng, người hẳn là rõ ràng ta tình huống hiện tại, trưởng phu ta là Trường Hưng Bệnh viện người phụ trách, ta cũng không thích hợp tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh nhậm chức. Dương Mộ Phong cười nói, băn khoăn của ngươi nhiều lắm, Hoa Niên lớn khỏe mạnh cùng Trường Hưng Bệnh viện mặc dù lệ thuộc vào cùng một cái tập đoàn, nhưng tính chất bên trên là riêng phần mình độc lập cá thể. Về sau Hoa Niên lớn khỏe mạnh sẽ đơn độc đưa ra thị trường, Đường Tổng phi thường tán thành năng lực của ngươi. Dừng lại một chút, biểu lộ mập mờ nói, ta cũng tán thành. Bùi Lâm nội tâm như là bị người dùng roi ngoan quất một cái, nàng cắn môi một cái, Dương Mộ Phong đứng dậy hướng nàng đi tới, thấp giọng nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bùi Lâm bỗng nhiên nâng tay lên hung hăng tại trên mặt hắn quất một cái tát, muốn đánh thứ hai bàn tay thời điểm bị Dương Mộ Phong bắt lại cổ tay. Dương Mộ Phong hạ giọng nói, ta hiện tại cái gì cũng bị mất, cho nên ta không sợ hãi, ngươi có cuộc sống của ngươi, ta cũng có tương lai của ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, người ta ở giữa nước giếng không phạm nước sông.
Bùi Lâm giận dữ, hướng trên mặt hắn xì ngụm nước bọt. Dương Mộ Phong nở nụ cười, buông ra Bùi Lâm tay, nói khẽ, con người của ta khuyết thiếu kiên nhẫn, duy nhất có thể để cho ta nhìn hạ tính tình sự tình chính là chụp ảnh, muốn hay không thưởng thức một chút. Bùi Lâm hô hấp trở nên dồn dập lên. Dương Mộ Phong nói, là ôm cùng một chỗ hủy diệt, vẫn là tương hỗ thành tựu, người tự mình lựa chọn, ta không có vấn đề, dù sao ta hiện tại đã không có gì có thể mất đi. Bùi Lâm vành mắt đỏ lên, từ lúc chào đời tới nay nàng chưa hề tuyệt vọng như vậy qua. Ba tháng về sau, vô luận các ngươi có thể hay không tìm tới nhân tuyển thích hợp, ta đều phải rời Hoa Niên. Một lời đã định. Đường Kinh Luân tự mình cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, Hứa Thuần Lương tiếp vào điện thoại thời điểm, ngay tại viếng mồ mả tế tổ trên đường, vốn là còn mấy ngày nghỉ ăn Tết, Dương Mộ Phong để hắn tạm thời cách chức kiểm tra vừa vặn đem ngày nghỉ trước thời hạn. Đường Kinh Luân nói, tiểu Hứa A, ta nghe nói người cùng Dương Mộ Phong phát sinh một chút hiểu lầm. Hứa Thuần Lương cười nói, chuyện nhỏ, Đường Tổng làm sao còn tự thân gọi điện thoại đâu. Hắn phi thường rõ ràng Đường Kinh Luân là lo lắng cho mình chế tạo sự cố. Nhưng lo lắng thì có ích lợi gì? Dương Mộ Phong đã thành công leo lên hắn sổ đen. Đường Kinh Luân ngữ trọng tâm trường nói, cũng là vì công việc, tiểu Dương người kia làm việc quá gàn bướng, mà lại hắn còn không hiểu rõ tình huống, ta đã phê bình hắn. Liền Đường Kinh Luân chính mình cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, thân vì một cái đưa ra thị trường công ty CEO, thế mà muốn thả hạ thân đoạn cùng một tiểu nhân vật gọi điện thoại chịu tội. Đường Kinh Luân đối Hứa Thuần Lương làm người là rõ ràng, tiểu tử này 89/10 sẽ trả thù Dương Mộ Phong, hắn không quan tâm Dương Mộ Phong chết sống, nhưng là Hứa Thuần Lương hành động trả thù rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn toàn bộ kế hoạch, hắn không thể không tự mình dập lửa, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hứa Thuần Lương nói, cùng Dương Tổng không quan hệ, ta tỉnh táo suy nghĩ một chút, là thái độ của ta có vấn đề. Đường Kinh Luân nói, cũng là vì công việc nha, không người nào sai, tiểu Hứa A, về sớm một chút đi làm đi. Hứa Thuần Lương nói, ta năm sau nhất định đi qua. Đường Kinh Luân cũng không tiện nói gì, năm sau liền năm sau, người này ở nhà nghỉ ngơi tỉnh táo một chút cũng tốt, chỉ ít năm trước sẽ không lại phát sinh xung đột. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, rất nhanh nhận được một cái xin thêm hảo hữu tin tức, lại là Dương Mộ Phong, xin tin tức là, lão đệ, là ta, Dương Mộ Phong. Hứa Thuần Lương cười thầm người này ngược lại là co được giãn được, hắn thông qua được Dương Mộ Phong hảo hữu xin. Dương Mộ Phong ra tay trước một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó lại phát cái nắm tay biểu lộ. Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn, Dương Mộ Phong cũng liền không có đoạn dưới, hai cái này biểu lộ dụng ý chính là thăm dò, nếu như Hứa Thuần Lương đáp lại, hắn khẳng định nói tiếp đi vài câu mềm lời nói, nhưng Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn, hắn quyết định vẫn là đừng tại đây ngay miệng nếm mùi thất bại, nhất là WeChat ghi chép, vạn nhất nhận sợ ghi chép bị bắt lại kia nhiều mất mặt. Ngồi ghế cạnh tài xế Hứa Trường Thiện nhắc nhở, phía trước rẽ phải. Hứa Gia Văn bắt đầu giảm tốc, Hứa Thuần Lương bên người chân thuần không chịu được phàn nàn nói, ông ngoại, Hứa Gia mộ tổ cũng quá xa. Hứa Trường Thiện nói, cũng không xa lắm, khoảng cách trung tâm thành phố cũng chính là hơn 20 dặm. Hứa Thuần Lương hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hắn đối với nơi này cũng không có gì ấn tượng, phía trước nói đường chật hẹp, rõ ràng là hướng trên núi đi. Nơi này gọi Dương Sơn. Trên núi có rất nhiều mồ, cũng không phải là thống nhất quy hoạch nghĩa địa công cộng. Theo Hứa Trường Thiện nói, đi qua đều là ở trên núi mua cánh rừng, Hứa Trường Thiện phụ mẫu, tỷ tỷ, thê tử đều chôn ở chỗ này. Trên núi có xe tăng đạo, bình thường có xe tăng bộ đội ở chỗ này huấn luyện, bất quá từ năm trước bắt đầu, nơi này bị trong thành phố quy hoạch đến thành thị rừng rậm công viên phạm vi bên trong, trên núi mồ đều đứng trước di chuyển. Lần này cả nhà cùng một chỗ tới, một là vì tiết trước tế tổ. Hai là vì nhìn xem tình huống. Hứa Gia Văn tướng xe ngừng tốt, bọn hắn còn muốn dọc theo đường núi leo đến giữa sườn núi, bởi vì là đồi núi, cũng không có nhiều độ khó. Trên đường nhìn thấy hai chiếc rừng ở đất chống xe tăng, chân thuần đại kinh tiểu quái chạy tới chụp ảnh chung. Hứa Thuần Lương đưa cho Gia Gia một bình nước, Hứa Trường Thiện uống một hớp nói, có người nói rõ năm vùng này liền phải hoàn thành toàn diện di chuyển. Hứa Thuần Lương nói, muốn hay không tìm xem quan hệ. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, thành thị phát triển tất yếu, chúng ta không cản trở, hiện tại có hai cái phương án, một là ngay tại chỗ chôn sâu, còn có một cái chính là sớm rời mộ phần, chính phủ sẽ cho bồi thường thỏa đáng. Hứa Gia Văn nói, cha, có muốn hay không tốt rời ở đâu? Thứ nhất nghĩa địa công cộng đi, ta đi xem qua, hoàn cảnh nơi đây cũng không tệ lắm.
Hứa Gia Văn nói, ta nhớ được Gia Gia nãi nãi mộ phần đã rời qua một lần. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, Đông Châu phát triển thực sự quá nhanh, đi qua nhị hoàn bên ngoài tất cả đều là đồng ruộng, hiện tại tam hoàn tứ hoàn đều dựng lên, thành thị diện tích so với quá khứ lớn gấp 5 lần cũng không chỉ, trung tâm thành phố đâu còn gặp được mộ phần. Lúc ấy ta cảm thấy núi này bên trên không có vấn đề, vừa mới qua đi hơn 20 năm, bắt đầu kiến thiết công viên. Hứa Gia Văn nói, ta nghe nói nghĩa địa công cộng cũng là 20 năm quyền sử dụng, qua 20 năm còn muốn tục phí. Hứa Trường Thiện cười nói, người sao có thể cân nhắc như vậy lâu dài đâu, tóm lại, chỉ cần ta sống, trưởng bối sự tình không cần các ngươi quan tâm, chờ ngày nào ta đi, các ngươi liền đem ta vung đến trong biển, cát bụi trở về với cát bụi, để cho ta dung nhập tự nhiên là tốt. Chân Thuần lúc này chạy tới, vừa vặn nghe được câu này, ông ngoại, hiện tại cho cốt cũng không thể tùy tiện vậy, giống như muốn nhìn cấp bậc, người bình thường đều là muốn làm thủ tục. Hứa Gia Văn trách mắng, người nhà đầu này nói bậy bạ gì đó. Hứa Trường Thiện ha ha cười nói, đúng vậy à, ta cái này cấp bậc thật đúng là không đủ. Đến người nhà trước mộ phần, bọn hắn cùng một chỗ động thủ ra cố một chút nghĩa địa chung quanh hòn đá, diệt trừ cỏ dại, dọn dẹp một chút trên bia mộ phù sám. Oa, thật xinh đẹp hoa, Chân Thuần nhất kinh nhất xạ thanh âm tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Hứa Thuần Lương đi tới, cô nãi nãi Hứa Trường Anh trước mộ phần chất đầy hoa tươi, từ hoa tươi tính chất đến xem, hẳn là để ở chỗ này không lâu. Cùng cái khác vài tòa mộ phần khác biệt, Hứa Trường Anh mộ bị thanh lý đến sạch sẽ, mộ bia cũng là không nhuốm bụi trần. Chân Thuần nhìn qua Hứa Trường Anh ảnh chụp, sợ hãi than nói, thật sự là mỹ nhân ai. Hứa Trường Thiện nhìn qua trước mộ phần hoa tươi, biểu lộ có vẻ hơi không vui, hướng Hứa Thuần Lương nói, có thể là người khác đưa sai, Thuần Lương, đem những cái kia hoa vứt bỏ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, mơ hồ đoán được tặng hoa người thân phận. Tặng hoa người 89/10 là Chu Nhân Hòa, cô nãi nãi cũng là bởi vì hắn mà tìm cái chết, nhìn thấy trước mắt chỉ ít có thể chứng minh, Chu Nhân Hòa cũng là người si tình, sự tình qua đi lâu như vậy vẫn không có đưa nàng quên mất. Năm đó cái này bi kịch cụ thể chi tiết hắn cũng không rõ ràng, bất quá Hứa Gia cho rằng Hứa Trường Anh là bởi vì Chu Nhân Hòa mà chết, Chu Nhân Hòa lại cho rằng là Hứa Gia nhân bức tử người yêu của hắn, cho nên hai nhà mới có thể kết xuống không thể hóa giải thù hận. Chân Thuần nói, ông ngoại, bao nhiêu xinh đẹp tặng hoa làm gì vứt bỏ a? Bà bác khẳng định thích những này hoa. Hứa Trường Thiện mím môi, nhẹ giọng thở dài nói, giữ đi. Bởi vì cái này nhạc đệm, Hứa Trường Thiện trở nên bắt đầu trầm mặc. Trên đường trở về không nói một lời, Hứa Thuần Lương đề nghị giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Hứa Trường Thiện biểu thị mình mệt mỏi nghĩ đi về nghỉ. Chân Thuần là cái không tim không phổi tính tình, nàng nhất định phải kéo lấy Hứa Thuần Lương xem phim, Hứa Gia Văn tại trung tâm thành phố dừng lại, để hai người bọn họ đi chơi. Hứa Thuần Lương cũng không muốn bồi cô nàng này đi lung tung, hôm nay đơn thuần bị bắt cóc. Chân Thuần nói hôm nay phim như thế nào đẹp mắt, trước lôi kéo Hứa Thuần Lương đi ăn cơm. Nàng chọn địa phương là Gia Niên Quảng Trường, nơi này cũng là Hoa Niên Tập đoàn vật nghiệp, đừng nhìn Hoa Niên Tập đoàn chỉnh thể kinh doanh cũng kinh tế đình trệ, nhưng là nhà này thương nghiệp tổng hợp thể lại là Đông Châu lớn nhất nhân khí thương trường một trong. Nhân khí cũng là so ra mà nói, hiện tại bách hóa khu trên cơ bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người bán hàng so khách hàng còn nhiều, người tiêu dùng phần lớn tập trung ở ăn uống khu giải trí, đây cũng là trong nước các đại thương nghiệp tổng hợp thể phổ biến hiện tượng. Hai người tới vừa mới khai trương Nam Giang quán bán hàng, chờ đến lúc đó Hứa Thuần Lương mới phát hiện Chân Thuần còn hẹn Tô Tình, Chân Thuần cũng là hiểu được cảm ơn người, hôm nay mời Tô Tình tới chủ yếu là cảm tạ nàng ngày đó đưa mình về nhà. Tô Tình cũng không biết Hứa Thuần Lương sẽ tới, hai người nhìn nhau, lẫn nhau đều hơi kinh ngạc, sau đó lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, trùng hợp như vậy à? Tô Tình nói, đúng vậy à, ta cách nơi này tương đối gần. Cho nên tới số sắp xếp. Chân Thuần khanh khách nở nụ cười, hai người các ngươi thật là dối trá, xảo cái gì? Đều là ta mời tới, điểm, cứ việc gọi, hôm nay ta mời khách. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng thật hào phóng, món ăn ở đây ta toàn điểm một lần cũng không có nhiều tiền a. Chân Thuần nói, biểu ca, ngươi sự tình thật nhiều, ta hôm nay chủ yếu là mời Tô Tình tỷ, ngươi chính là một ba bồi. Tô Tình nhịn không được bật cười. Chân Thuần lúc nói chuyện thường không trải qua đại não, không tim không phổi tầng tầng lớp lớp. Hứa Thuần Lương cố ý nói, cụ thể phục vụ nội dung bao quát cái gì? Bồi ăn bồi uống bồi xem phim. Tô Tình nói, ngươi không cần đi làm a. Hứa Thuần Lương nói,
ta sớm xin nghỉ mấy ngày. Chân Thuần làm chủ điểm đồ ăn, Hứa Thuần Lương muốn chai bia, Tô Tình nhắc nhở Chân Thuần không thể lại uống rượu, nhất là đoạt mệnh lớn ô tô, ngày đó nàng chính là uống lớn ô tô uống nhiều. Chân Thuần hôm nay chủ yếu là vì cảm tạ Tô Tình đưa nàng về nhà, bất quá nàng cũng cường điệu mình hai vị đồng học đều không phải là người xấu, ngày đó mình uống nhiều là bởi vì tửu lượng không được, không có người cố ý rót nàng rượu. Hứa Thuần Lương nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng người một tiểu nha đầu phiến tử muốn bao nhiêu điểm từ ta bảo vệ ý tứ, lần trước tại Seven Star sự tình còn không có để ngươi nhớ lâu một chút. Tô Tình cũng không biết sự kiện kia, nàng nhìn ra Chân Thuần có chút xấu hổ, giúp đỡ giải vây nói, Chân Thuần không ở bên trong sinh hoạt qua, cho nên không rõ ràng bên này tình trạng. Hứa Thuần Lương nói, Hương Giang bên kia không có người xấu sao. Liền nàng cái này đồ ngốc tính tình, sớm tối đạt được sự tình. Chân Thuần nói, biểu ca, ta gọi ngươi ra cũng không phải nghe ngươi giáo huấn ta, ta làm sao đổ ngốc rồi. Ngươi đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi đang mắng ta. Mắng ngươi là vì để ngươi nhớ lâu một chút. Chân Thuần nói, Tô Tình tỷ, ngươi phân xử thử, hai chúng ta ai là đổ ngốc. Tô Tình nói, hai ngươi là huynh muội, có gì hay đâu mà tranh giành. Chân Thuần nói, biểu ca, ngươi xem một chút Tô Tình tỷ ý chí bao lớn. Hứa Thuần Lương thuận thế hướng Tô Tình trước ngực liếc một cái, Tô Tình gương mặt xinh đẹp nóng lên, người ta để ngươi nhìn ý chí không có để ngươi nhìn ta chỗ này, lúc này ý thức được hôm nay áo giống như có chút gấp. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nghe không ra nàng ý tứ, nói ta hai huynh muội đều là đồ ngốc. Chân Thuần sửng sốt, trở về chỗ một chút, giống như Tô Tình vừa rồi trong lời nói thật có ý tứ này, mở chừng hai mắt nói, Tô Tình tỷ, ta nhưng một mực đem ngươi trở thành ta bằng hữu tốt nhất ha. Tô Tình nói, đừng nghe ca của ngươi lắc lư, hắn đang ly gián quan hệ giữa chúng ta. Chân Thuần nói, có lầm, biểu ca, ta cùng Tô Tình tỷ như thế thích ngươi, ngươi xứng đáng chúng ta sao? Tô Tình thật sự là phục nàng, hai huynh muội các ngươi đấu võ mồm đừng nhắc lên ta. Thích hắn là thật, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Chân Thuần nói, Tô Tình tỷ, ngươi là tên miệng, ngươi phải giúp ta, ngươi miệng lợi hại hơn nhiều so với ta, ngươi đối phó hắn. Hứa Thuần Lương nhìn Tô Tình một chút, Tô Tình mặt đỏ dần. Tô Tình thật sự là chịu không được Chân Thuần cái này khó chịu tiếng phổ thông, lấy cớ đi rửa tay, đứng dậy tạm thời rời đi. Hứa Thuần Lương đợi nàng sau khi đi, nhắc nhở Chân Thuần, ngươi đừng nói lung tung, làm đến người ta Tô Tình cũng không được tự nhiên. Ta nơi nào có nói sai, nàng là người chủ trì, miệng là nàng cường hạng, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. Hứa Thuần Lương thầm than. Cô nàng này tuyệt đối là cái đồ ngốc. Tô Tình bữa cơm này ăn đến có chút xấu hổ, sợ Chân Thuần miệng đầy chạy xe lửa. Ăn cơm xong, Hứa Thuần Lương sớm đem chứng cho kết, nói đùa về nói đùa, căn bản không có ý định để biểu muội mời khách. Chân Thuần lần này không có ý tứ, kéo lấy hai người bọn họ đi xem phim, phiếu là sớm đặt trước tốt, Hứa Thuần Lương cũng bắt đầu hoài nghi nàng cố ý tác hợp mình cùng Tô Tình. Chân Thuần đi lấy phiếu thời điểm, Tô Tình tìm cái cơ sẽ nói cho hắn biết mình không biết hắn sẽ đến. Hứa Thuần Lương không có nói mình không biết, nữ hài tử ra đều sĩ diện. Cho Tô Tình cảm giác, hắn vẫn là rất vui vẻ nhìn thấy mình. Chờ đợi thời điểm, Hứa Thuần Lương nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Ân Hằng chế dược chủ tịch Lương Văn Tĩnh. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, Lương Văn Tĩnh làm sao lại tới đây xem phim. Bên cạnh không nhìn thấy Thịnh Chiêu Huy tương bồi, mà lại Lương Văn Tĩnh đeo kính đen. Rõ ràng là lo lắng người khác nhận ra nàng ý tứ. Hứa Thuần Lương cũng không có đi qua cùng với nàng chào hỏi, ra trận về sau, nhìn thấy Lương Văn Tĩnh ngồi tại hắn bên trái đằng trước, chung quanh không có người, xem ra là một người qua đến xem phim, có Thịnh Chiêu Huy cái này không an phận trưởng phu đoán chừng Lương Văn Tĩnh cũng đủ buồn bực. Bây giờ nhìn phim không có mấy cái, trong đại sảnh thưa thớt ngồi mấy người, Chân Thuần đặt trước vé vị trí lệch về sau, Hứa Thuần Lương nhìn chung toàn trường không tốn sức chút nào. Tô Tình cố ý cùng Hứa Thuần Lương giữ một khoảng cách, ở giữa vị trí để lại cho Chân Thuần, nhưng Chân Thuần để Hứa Thuần Lương ngồi ở giữa. Hứa Thuần Lương thỉnh thoảng hướng Lương Văn Tĩnh nhìn lại, Chân Thuần đập hắn một chút, kháng nghị nói, lão bà có cái gì tốt nhìn, bên cạnh ngươi liền đã có sẵn hai cái mỹ nhân. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, thấp giọng hướng Tô Tình nói, ngươi nhìn kia nữ chính là không phải Ân Hằng chế dược chủ tịch Lương Văn Tĩnh. Tô Tình đối Lương Văn Tĩnh cũng chưa quen thuộc. Nhỏ giọng nói, ta không có phỏng vấn qua. Hứa Thuần Lương nói, Thịnh Chiêu Huy lão bà, nàng có phải hay không hẹn người? Tô Tình nói,
người ta một người xem phim rất bình thường a. Bởi vì Hứa Thuần Lương nhắc nhở nàng cũng chú ý một chút Lương Văn Tĩnh. Mãi cho đến phim bắt đầu diễn, Lương Văn Tĩnh đều là một người ngồi ở chỗ đó, Tô Tình cho rằng Hứa Thuần Lương có chút ngạc nhiên, phim bắt đầu diễn không lâu về sau, nhìn thấy một nam tử đi vào Lương Văn Tĩnh ngồi xuống bên người. Hứa Thuần Lương cũng trước tiên phát hiện biến hóa này, hướng Tô Tình đáp lại đắc ý cười một tiếng, ý là bị ta đoán trúng đi. Tô Tình nhỏ giọng nói, bát quái. Hứa Thuần Lương cũng không phải bát quái, Thịnh Chiêu Huy ở bên ngoài không thành thật, đoán chừng lão bà hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn muốn nhìn một chút tên nam tử kia đến tột cùng là ai. Bởi vì rạp chiếu phim quá tối, khoảng cách lại nhìn từ xa không rõ lắm, bất quá nam tử kia hình dáng có chút quen thuộc. Trần Thuần rất nhanh liền bị kịch bản hấp dẫn, căn bản không có lưu ý đến chuyện này, Hứa Thuần Lương một mực không có làm sao hảo hảo xem phim. Đợi đến phim tan cuộc, Lương Văn Tĩnh trước đứng dậy rời đi, một lát sau, nam tử kia mới đứng dậy. Rạp chiếu phim bên trong ánh đèn sáng rõ, Hứa Thuần Lương lần này thấy rất rõ ràng, cũng xác nhận hắn cho tới nay suy đoán, tên nam tử kia lại là Trần Kiến Tân, Triệu Hiểu Tuệ bạn trai cũ Trần Kiến Tân. Hứa Thuần Lương cảm giác mình tam quan vỡ vụn. Cái này mẹ nó cái nào cùng cái nào a, bọn hắn đám người này là thực biết chơi. Thịnh Chiêu Huy Minh tu sạn đạo, Trần Kiến Tân ám độ Trần Thương, ai đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thịnh Chiêu Huy đoạt Trần Kiến Tân bạn gái, Trần Kiến Tân câu dẫn Thịnh Chiêu Huy lão bà, trả thù sao? Tô Tình cũng nhận ra Trần Kiến Tân, dù sao Triệu Hiểu Tuệ rời trước trước đó, Trần Kiến Tân là vị hôn phu của nàng, Tô Tình nhỏ giọng nói, tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương cười nói, còn nói ta bát quái. Tô Tình nói, hắn không phải Hiểu Tuệ tỷ vị hôn phu sao? Hứa Thuần Lương cảm khái nói, chuyện này nói rất dài dòng. Rời đi rạp chiếu phim về sau, ba người lại về phía sau Đông Châu số 1 đi dạo, bên trong một nhà mới mở nghiệp quán ba ngay tại làm tuyên truyền hoạt động, cái này quán rượu trên biển hiệu to lớn OMMIA hấp dẫn Hứa Thuần Lương lực chú ý. Hứa Thuần Lương muốn một chương tuyên truyền đơn, nhìn thấy phía trên in Hà Đông tập đoàn dưới cờ. Quả nhiên cái này quán rượu cùng kinh thành OMMIA cùng thuộc một nhà. Hứa Thuần Lương sinh ra ý niệm đầu tiên chính là lớn oan loại chủ động đưa tới cửa, kỳ thật hắn cùng Hà Đông tập đoàn cũng không có trực tiếp mâu thuẫn, ngược dòng tìm hiểu khởi đến hay là bởi vì Cao Hiểu Bạch nguyên nhân. Lần trước ở kinh thành tập trung học tập thời điểm, Cao Hiểu Bạch tại OMMIA quán ba bị người hạ thuốc, phía sau người chủ sự là Vương Tắc Cường, về sau Hứa Thuần Lương điều tra ra, OMMIA quán ba cũng có vấn đề rất lớn. Bọn hắn chẳng những hướng cảnh sát cung cấp không thật màn hình giám sát, dùng tới đối phó Cao Hiểu Bạch dược vật chính là Hà Đông lão bản Phan Thiên Hóa nhi tử Phan Vệ Đông cung cấp. Vương Tắc Cường đã được đến giáo huấn, nhưng là đồng lõa Phan Vệ Đông còn không có đạt được vốn có trừng phạt. Trướng muốn một bút tính, Hứa Thuần Lương mặc dù về tới Đông Châu, nhưng là hắn không có chuyện cũ sẽ bỏ qua dự định, lấy ơn báo oán, rộng mà đối đãi người chưa hề đều không phải là hắn chuẩn tắc. Trần Thuần từ trong tay hắn đoạt lấy tấm kia tuyên truyền đơn, nghiên cứu một chút, cảm giác rất không tệ bộ dáng. Hứa Thuần Lương sớm cho nàng đánh dự phòng châm, người nhất thật là thành thật điểm, loại này chướng khí mù mịt địa phương ít đến. Ta là người trưởng thành rồi, đi nơi nào là tự do của ta. Tô Tình nhìn thấy hai người bọn họ lại muốn phát sinh tranh chấp, chỉ phía trước bãi đỗ xe nói, các ngươi đi nơi nào. Ta đưa các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không cần, đi hai bước đã đến. Trên đường cho Gia Gia mua chút đầu heo thịt. Tô Tình cười nói, ngươi thật là hiếu thuận. Hứa Thuần Lương nói, chính ta muốn ăn, đánh lấy Gia Gia cờ hiệu, lập tức qua Tết, nhiều mua một chút, không phải người ta thương hộ cũng muốn không tiếp tục kinh doanh. Tô Tình nhẹ gật đầu, nàng có mấy lời nghĩ đối Hứa Thuần Lương nói, nhìn thấy Trần Thuần ở đây muốn nói lại thôi. Hứa Thuần Lương nói, có việc. Tô Tình lắc đầu nói, không có việc gì. Nàng hướng Trần Thuần nói, Trần Thuần. Ngày nào có rảnh sẽ cùng nhau dạo phố. Trần Thuần nói, tốt, ta qua năm lại trở về, đúng, năm nay ngươi tới nhà của ta ăn Tết đi, một người có ý gì? Tô Tình nhìn Hứa Thuần Lương một chút, sau đó cấp tốc lắc đầu nói, không được, ta tăng ca, chỉ sợ không thể phân thân. Hướng bọn hắn khoát tay áo, bước nhanh hướng bãi đỗ xe đi đến. Trần Thuần cảm khái nói, thật xinh đẹp, biểu ca, người diễm phúc không cạn a. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Thuần kéo lại cánh tay của hắn, thành thật khai báo, Mai Như Tuyết cùng Tô Tình ngươi càng ưa thích cái nào. Ta cự tuyệt trả lời ngươi nhàm chán như vậy vấn đề. Đó chính là đều thích,
Biểu ca, đàn ông các ngươi có phải hay không tất cả đều một cái dạng, gặp một cái yêu một cái, hận không thể trong thiên hạ mỹ nữ đều thuộc về một mình ngươi đâu. Ngươi cái đầu ngốc, ngươi mới đầu ngốc. Huynh muội hai người một bên đấu võ mồm một bên đi lên phía trước, nhanh đến Mao Ký đầu heo thịt thời điểm, Hứa Thuần Lương nhận được Bùi Lâm gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương để Chân Thuần đi trước xếp hàng, đứng tại ven đường nhận nghe điện thoại, nha, viện trưởng phu nhân có gì chỉ thị? Bùi Lâm nói, ta nào dám chỉ thị ngươi a, ngươi chừng nào thì về đi làm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không có nghe Triệu Viện nói, ta bây giờ bị ngưng chức, Dương Mộ Phong để cho ta tạm thời cách chức tỉnh lại, khắc sâu kiểm tra. Bùi Lâm nói, hắn thật là lớn quan uy, ngươi như thế nghe lời a, để ngươi tạm thời cách chức ngươi liền tạm thời cách chức. Ta nhìn ngươi là thuận nước đẩy thuyền, mượn cơ hội này nghỉ ngơi ăn Tết. Hứa Thuần Lương nói, ta không có lừa ngươi, ngươi nếu là không tin trực tiếp đến hỏi Triệu Việt, hắn cũng phối hợp Dương Mộ Phong, đem ta Trường Hưng công việc cũng cho ngừng. Bùi Lâm có chút kỳ quái, lấy Triệu Phi Dương cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, hắn không có lý do làm như vậy, trừ phi hắn còn có càng sâu tầng cân nhắc. Ta có chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi, có thời gian không? Hứa Thuần Lương nói, hôm nào đi, ta tại Mao Ký xếp hàng mua heo đầu thịt đâu. Bùi Lâm nói, ta đi tìm ngươi. Không đợi Hứa Thuần Lương nói chuyện, nàng liền đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương cái này phiền muộn a, gần nhất cái này Bùi Lâm tình huống như thế nào, vừa có việc tìm mình, ta mẹ nó lại không nợ ngươi, ta cùng Triệu Phi Dương cũng không tính được cái gì bằng hữu chân chính, liền xem như bằng hữu, vợ của bạn không thể lừa gạt, ngươi cũng không thể cả ngày không có việc gì tìm ta nói chuyện phiếm giải buồn, vạn nhất để Triệu Phi Dương biết, kia hàng cũng không biết hướng chỗ nào muốn. Hứa Thuần Lương cũng không cho nàng đánh lại, thích tới hay không đi, phản chính tự mình xếp hàng cũng phải nửa ngày. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Bùi Lâm đã lái xe tới đến phụ cận, nàng đem xe dừng ở ven đường, đi vào Mao Ký đầu heo thịt đội ngũ bên cạnh, thấy được ở nơi đó xếp hàng Hứa Thuần Lương, bên cạnh còn đi theo một vị xinh đẹp tiểu cô nương, nàng gặp qua Chân Thuần, hướng nàng cười cười, Chân Thuần cũng hướng nàng vất vất tay. Hứa Thuần Lương rời đi đội ngũ nghênh đón tiếp lấy, làm sao thật đúng là tới. Bùi Lâm nói, ngươi Triệu ca thích ăn nhà hắn kho đại tràng, vừa vặn tới mua một điểm. Ngươi cái này là công nhiên tác hối a. Bùi Lâm nở nụ cười. Hứa Thuần Lương lên tiếng hỏi nàng muốn cái gì, lại đi Chân Thuần nơi đó bàn giao một tiếng. Bùi Lâm chỉ xe của mình, trên xe nói đi. Hứa Thuần Lương gặp nàng đến đều tới tổng không tiện cự tuyệt, đi theo Bùi Lâm lên xe. Bùi Lâm nói, Đồng Trường Hạo từ chức. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, hắn còn không biết Đồng Trường Hạo chuyện từ chức, liên hệ đến Dương Mộ Phong cản rỡ, hiện khi tìm thấy nguyên nhân, Dương Mộ Phong coi là muốn trở thành hoa niên lớn khỏe mạnh tổng giám đốc, cho nên hắn mới tuyển mình khai đao. Hứa Thuần Lương nói, Dương Mộ Phong muốn phủ chính. Bùi Lâm lắc đầu, Đường Tổng có ý tứ là, để cho ta ra tạm thời phụ trách hoa niên lớn khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương nhìn qua Bùi Lâm, chuyện tốt a, chúc mừng ngươi a. Lần trước Triệu Phi Dương nói Bùi Lâm triệt để cùng Trường Hưng bệnh viện làm cắt chém, Hứa Thuần Lương liền có chút kỳ quái, lấy hắn đối Bùi Lâm hiểu rõ, nàng hẳn là không bỏ được, Triệu Phi Dương khẳng định ở sau lưng đã làm nhiều lần công việc mới vừa nói phục nàng từ bỏ. Lúc này mới mấy ngày a, nàng vừa mới cùng Trường Hưng làm cắt chém, cái này muốn trở thành hoa niên lớn khỏe mạnh người phụ trách, đơn giản chính là không có khe hở kết nối, không biết Triệu Phi Dương có phải hay không cảm kích. Bùi Lâm nói, Phi Dương còn không biết. Hứa Thuần Lương nói, chuyện lớn như vậy ngươi hẳn là nói cho hắn biết. Bùi Lâm cắn môi một cái nói, ta không muốn, thế nhưng là. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không muốn. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, Đường Kinh Luân để cho ta đảm nhiệm hoa niên lớn khỏe mạnh giám đốc, mục đích thực sự là phải dùng ta đến kiềm chế ngươi Triệu ca. Ngươi như là đã nhìn thấu hắn mục đích, lớn có thể trực tiếp cự tuyệt a. Bùi Lâm thở dài nói, ta. Ai? Hắn uy hiếp ngươi, Hứa Thuần Lương từ Bùi Lâm quẫn bách biểu lộ đã đoán được nguyên nhân. Bùi Lâm cúi đầu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thu hắn đổ vật, bị hắn bắt được cái chuôi. Bùi Lâm à Bùi Lâm, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi liền thiếu tiền như vậy. Không phải vấn đề tiền. Bùi Lâm ngẩng đầu tội nghiệp nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu Hứa, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta nhưng không chịu nổi. Lời này ngươi cũng liền nói một chút, đoán chừng liền chính ngươi cũng không tin. Bùi Lâm nói, lần trước Chu Nghĩa Sinh nhiều chuyện uổng cho ngươi giúp ta, ta một mực đều ghi tạc trong lòng. Hứa Thuần Lương nói,
có việc nói sự tình. Bùi Lâm lấy hết dũng khí nói, Đường Kinh Luân người này phi thường hèn hạ, hắn uy hiếp ta. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ta cũng không phải nam nhân của ngươi, người khác uy hiếp ngươi ngươi hẳn là tìm ngươi nhà mình nam nhân ra mặt, chuyện này ngươi càng hẳn là nói cho Triệu Viện. Bùi Lâm vành mắt đỏ lên, tướng mặt xoay qua một bên, dưng dưng nói, ta không dám nói, ta lo lắng hắn hiểu lầm ta. Hứa Thuần Lương nhìn một chút cửa xe, bên trong khống đều đã khóa, thật mẹ nó đen đủi, ta tại sao phải bên trên xe của nàng, đây rõ ràng là lên phải thuyền giặc, giới nương môn tám thành có cái gì hắc liệu bị Đường Kinh Luân bắt được, cho nên nàng mới sẽ như thế xoắn suýt. Hứa Thuần Lương cố ý nói tránh đi, nhanh xếp tới a. Bùi Lâm nói, chờ đi, tiểu Hứa, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, trong bằng hữu ta chỉ tín nhiệm ngươi. Hứa Thuần Lương vẻ mặt đau khổ nhìn qua Bùi Lâm, ta mẹ nó cùng ngươi lúc nào thành bằng hữu? Ngươi đây không phải tín nhiệm, ngươi là lừa bịp bên trên ta. Bùi Lâm nói, Dương Mộ Phong quá khứ là bạn trai ta. Hứa Thuần Lương là thật không muốn nghe bí mật của nàng, nhưng hắn cũng không thể che Bùi Lâm miệng, hiện tại coi như che miệng lại đã trễ rồi. Bùi Lâm nói, Đường Kinh Luân sở dĩ dùng hắn, chính là muốn lợi dụng hắn đến uy hiếp ta, nếu như ta không tiếp thụ hắn mời, Dương Mộ Phong liền sẽ đem chúng ta đi qua kia đoạn tình cảm nói ra. Nàng thở dài nói, người biết, Phi Dương người này tâm nhãn nhỏ, nếu là hắn biết ta cùng Dương Mộ Phong chung đụng, còn không biết sẽ làm ra chuyện như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện lòng dạ không có nhỏ như vậy đi, mà lại ngươi cùng Dương Mộ Phong cũng là tại cùng Triệu Viện chuyện lúc trước, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không để ý. Lời tuy nói như vậy, nam nhân kia có thể không ngại, Bùi Lâm vẫn là có mấy phần tư sắc, nhìn cũng không phải cái bảo thủ nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết nàng có cái gì nhược điểm rơi vào tay người ta bên trong. Bùi Lâm nói, hắn khẳng định sẽ ngại. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, chỉ Bùi Lâm bụng, ý của ngươi là. Nếu như đứa bé trong bụng của nàng là Dương Mộ Phong, chỉ sợ Triệu Phi Dương muốn hóa thân thành một gốc bạo tẩu lục rau hẹ, làm sao bỗng nhiên đồng tình khởi lão Triệu tới. Bùi Lâm lắc đầu nói, ngươi đừng hiểu lầm, hài tử là Phi Dương. Nói xong mới cảm giác đến giải thích của mình có chút dư thừa. Hứa Thuần Lương như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là Triệu Phi Dương may mắn một chút. Bùi Lâm nói, bí mật này người thế nào của ta đều không có nói cho. Hứa Thuần Lương cũng không muốn nghe, đều là nàng ép. Bùi Lâm nói, ta cam đoan, ta không có làm qua có lỗi với Phi Dương sự tình, ta yêu hắn, vì hắn ta hy sinh rất nhiều, ta là thật tâm muốn làm sau lưng của hắn nữ nhân, nếu như chúng ta không có đứa bé này, ta chắc chắn sẽ không có bất kỳ lo lắng, vì bảo toàn Phi Dương, ta có thể hy sinh chính mình, nhưng hài tử là vô tội a. Hứa Thuần Lương triệt để im lặng, mình so đứa bé này vô tội nhiều, các ngươi điểm này phá sự cùng ta có cái lông chim quan hệ, không phải đem bí mật nói cho ta, ta cũng không phải chúa cứu thế. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy a, ngươi cùng Triệu Viện tốt nhất thẳng thắn nói chuyện. Bùi Lâm nước mắt xoát liền chảy xuống. Hứa Thuần Lương chỉ muốn mau sớm trốn cách chiếc xe này, nữ nhân này không đơn giản, Triệu Phi Dương cưới nàng cũng là khổ tám đời. Ngươi đừng khóc a, đây là tại trên đường cái. Người khác nhìn ngươi khóc còn không biết ta đem ngươi làm gì. Bùi Lâm thút tha thút thít nói, Thuần Lương, ngươi lần này cần là không giúp ta, nhà của chúng ta liền tản, Phi Dương cũng sẽ thân bại danh liệt, con của chúng ta là vô tội. Con của các ngươi, Hứa Thuần Lương chăm chú cải chính. Bùi Lâm nói, ngươi giúp ta một lần có được hay không, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Hứa Thuần Lương nói, Bùi Lâm, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng cái này dính đến các ngươi việc nhà. Ta tùy tiện cắm vào giống như không thích hợp a. Bùi Lâm nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không bởi vì việc này xem thường ta, thế nhưng là năm đó ta mới vừa tiến vào xã hội, làm thuốc phẩm trào hàng khắp nơi vấp phải trắc trở, Dương Mộ Phong là Hải Châu hai viện tâm nội khoa chủ nhiệm, ta kinh nghiệm sống chưa nhiều, hắn lại đối ta như thế nhiệt tâm. Hứa Thuần Lương càng không muốn nghe bí mật của nàng, nàng càng đi bên ngoài nói, dù sao hôm nay nàng là không thèm đếm xỉa. Hứa Thuần Lương nói, tỷ, tỷ, coi như ta cầu ngài, ngài đừng nói nữa, nói nhiều rồi về sau, ngài còn phải giết người diệt khẩu, Dương Mộ Phong chuyện này ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Dù sao hắn vốn là không tha cho Dương Mộ Phong, hiện khi biết con hàng này thế mà cho Triệu Phi Dương đỉnh đầu trồng cỏ, kia lại giúp lão Triệu hả giận, thật làm chúng ta Trường Hưng Viện bộ dạng như thế tốt lục. Nhưng là lời không thể nói quá vẹn toàn, liền Bùi Lâm nhân phẩm này, chưa chừng ai là chân chính người bị hại. Mặc dù Bùi Lâm này nương môn cũng không phải kẻ tốt lành gì,
nhưng Đường Kinh Luân cùng Dương Mộ Phong cái này hai hàng càng hèn hạ, lợi dụng tư ẩn uy hiếp một nữ nhân có gì tài ba. Bùi Lâm gặp Hứa Thuần Lương rốt cục đáp ứng, dùng khăn giấy lau đi nước mắt nói, người yên tâm, người đối ân tình của ta ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hứa Thuần Lương nói, ngài vẫn là đương chuyện này chưa hề cũng chưa từng xảy ra, ta tận lực giúp ngươi để Dương Mộ Phong ngậm miệng. Hứa Thuần Lương nhưng không có vì nàng đối kháng toàn bộ Hoa Niên dự định, lần này là sinh ra mang kèm theo thu thập một chút Dương Mộ Phong suy nghĩ, dù sao hắn lúc đầu cũng không có ý định buông tha người này. Bùi Lâm nói, chỉ cần Dương Mộ Phong không tiếp tục bôi đen chửi bới ta, Đường Kinh Luân bên kia vấn đề ta tự mình xử lý. Bùi Lâm cầu Hứa Thuần Lương hỗ trợ, cuối cùng Hứa Thuần Lương còn góp đi vào hơn 200 đồng tiền kho đại tràng đầu heo thịt, qua Tết, cho viện trưởng đưa chút lễ cũng là nên, có chút đáng thương Triệu Phi Dương, mắt thấy kết hôn, cũng không biết chân tướng, Bùi Lâm xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Bùi Lâm sau khi đi, Trần Thuần hảo tâm nhắc nhở hắn, biểu ca, đã kết hôn thiếu phụ không thể đụng vào. Hứa Thuần Lương chừng nàng một chút, người biết cái gì? Ta cái gì không hiểu a? Tuổi nhỏ không biết a gì tốt, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo. Tuổi còn nhỏ, người cái này đầu bên trong đều trang cái gì đồ chơi. Dương Mộ Phong hai ngày này biểu hiện được tận chức tận trách, nhưng là trong lòng cũng không thoải mái. Đồng Trường Hạo từ chức về sau, vốn cho là mình chuyện đương nhiên có thể tiếp nhận vị trí của hắn, thật không nghĩ đến Đường Kinh Luân để Bùi Lâm tới bổ sung. Thông qua chuyện này, Dương Mộ Phong càng phát ra nhận rõ mình tại Đường Kinh Vĩ trong lòng căn bản không trọng yếu. Chẳng qua là trong tay hắn một chương bài thôi, mà lại lá bài này là dùng đến kiềm chế Bùi Lâm. Bài một khi đánh đi ra liền đã mất đi giá trị, Dương Mộ Phong minh bạch nơi này tuyệt không phải mình nơi ở lâu, mặc dù hắn dám uy hiếp Bùi Lâm, nhưng là hắn cũng không định tướng giữa bọn hắn bí mật hướng ra phía ngoài công khai bí mật liền mang ý nghĩa đã mất đi bị giá trị lợi dụng, Đường Kinh Vĩ chắc chắn sẽ không tiếp tục trên người mình đầu tư. Hắn cũng không phải là như chính mình tuyên bố như thế không sợ hãi. Hắn nhận là tất cả đều chỉ là tạm thời, chờ hắn lợi dụng chuyện này đạt được một bút khả quan thù lao về sau, hắn liền rời đi nơi này, đi một cái không có người nhận biết hắn địa phương một lần nữa phát triển sự nghiệp của hắn, dựa vào kỹ thuật của mình trình độ, hắn tin tưởng mình có thể đứng lên lần nữa. Dương Mộ Phong quyết định cùng Bùi Lâm hảo hảo nói chuyện, hắn cùng Bùi Lâm gọi điện thoại. Bùi Lâm mang theo mao ký kho đồ ăn vừa về đến nhà, đang chuẩn bị ban đêm xuống bếp khao khao Triệu Phi Dương. Nhìn thấy Dương Mộ Phong lại gọi điện thoại tới, không khỏi sầu chạy lên não, người này thật sự là âm hồn bất tán, hy vọng Hứa Thuần Lương có thể sớm một chút xuất thủ đối phó hắn. Bùi Lâm đối Hứa Thuần Lương vẫn là ký thác kỳ vọng, lần trước Chu Nghĩa sinh phiền toái như vậy còn không phải bị Hứa Thuần Lương chỉnh ngoan ngoãn. Nhưng là Hứa Thuần Lương không có xuất thủ trước đó, Bùi Lâm chỉ có thể tạm thời ổn định Dương Mộ Phong. Chịu đựng trong lòng chán ghét nhận nghe điện thoại. Dương Mộ Phong gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn gặp ngươi. Bùi Lâm nói, ta không rảnh. Nhớ kỹ Seven Star sao? Lần trước vị trí, 8 giờ tối. Ta sẽ không đi. Dương Mộ Phong uy hiếp nói, ngươi có thể không đến, nếu như 8:05 phần ta còn không gặp được ngươi, ta sẽ cùng Triệu Phi Dương hảo hảo nói chuyện chúng ta đi qua. Ngươi đi chết đi. Bùi Lâm cúp điện thoại, tức giận đến gương mặt trắng bệch, nàng đối Dương Mộ Phong vừa hận vừa sợ, dạng này sợ hãi thời gian thật sự là quá đau khổ. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 6 giờ rưỡi, từ khi Dương Mộ Phong xuất hiện về sau, nàng không có một khắc an ổn qua, quả thực là một ngày bằng một năm, tiếp tục như vậy, không bao lâu nàng liền muốn điên rồi. Dương Mộ Phong sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì đi qua hắn đến Đông Châu cùng Bùi Lâm yêu đương vụng trộm thời điểm, Bùi Lâm dẫn hắn tới qua cái này quán rượu, từ một điểm này đi lên nói, hắn cũng coi là một cái nhớ tình bạn cũ người. 8 giờ tối. Dương Mộ Phong đúng giờ đi vào 7SATA, quầy rượu hoàn cảnh nhiệt liệt ồn ào, nhưng càng là chỗ như vậy, càng là không người chú ý đến ngươi, hơn phân nửa người đều đắm chìm ở trong thế giới của mình, tại dưới ánh đèn lờ mờ, tại cồn kích thích hạ vong tình múa. Dương Mộ Phong trực tiếp đi hướng góc hẻo lánh, đi qua bọn hắn đến lúc đó đều chọn ngồi ở chỗ đó số 17 ghế dài, Dương Mộ Phong sớm đã đặt xong vị trí, nơi này tương đối vắng vẻ. Mà lại chung quanh không có giám sát, Dương Mộ Phong cũng không muốn gây nên người khác chú ý. Hắn chưa ngồi được bao lâu, đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương khí đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một vị nữ lang tóc vàng đứng trước mặt mình. Dương Mộ Phong sửng sốt một chút, cái này mới nhận ra trước mắt nùng trang diễm mạt nữ lang tóc vàng là Bùi Lâm, hắn nở nụ cười. Bùi Lâm hẳn là sợ bị người nhận ra,
cho nên mới cách ăn mặc thành cái dạng này, nàng còn đeo kính mắt. Dương Mộ Phong lưu ý một chút Bùi Lâm giày, gót giày rất cao, chỉ ít có 7cm, không phải nói nàng mang thai, làm sao còn như thế không chú ý. Bùi Lâm đối diện với hắn ngồi xuống. Dương Mộ Phong nói, ta kém chút không nhận ra được ngươi. Bùi Lâm nói, có chuyện mau nói, ta thời gian đang gấp. Dương Mộ Phong nói, cũng không có chuyện khẩn cấp gì, chính là muốn theo ngươi tự ôn chuyện. Bùi Lâm nói, giữa chúng ta không có gì để nói, Dương Mộ Phong, coi như ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không đừng có lại quấy rối ta, rời đi cuộc sống của ta. Dương Mộ Phong nói, ngươi liền chán ghét như vậy ta. Bùi Lâm nói, ta thừa nhận, năm đó ta thích qua ngươi, nhưng kia toàn đều đi qua, ta biết ngươi gần nhất kinh lịch không ít ngăn trở, nhưng là ngươi kinh lịch hết thảy cũng không phải là ta tạo thành, ngươi tại sao muốn dây dưa ta. Dương Mộ Phong uống một hớp rượu nói, nếu như không là thích ngươi, ta làm sao lại ly hôn. Ta vẫn cho là ngươi là ưa thích ta, bây giờ mới biết ngươi đi qua cùng lời ta từng nói tất cả đều là hoang ngôn. Đủ rồi, chúng ta đều rõ ràng lẫn nhau là ai, ngươi đến cùng muốn cái gì. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dương Mộ Phong, ngươi căn bản không biết bên này nước sâu bao nhiêu, Đường Kinh Luân căn bản không phải nhìn chúng ngươi năng lực, hắn chính là đang lợi dụng ngươi đến áp chế ta, đạt tới khống chế Triệu Phi Dương mục đích, ngươi chỉ là một con cờ thôi. Chờ ngươi đã mất đi giá trị, hắn sẽ không chút do dự đem ngươi đá một cái bay ra ngoài. Dương Mộ Phong nội tâm bị đau nhói, kiêu ngạo như hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận bị người xem như quân cờ hiện thực. Bùi Lâm nói, nể tình chúng ta quá khứ có một đoạn tình phân thượng, ngươi thả qua ta có được hay không? Dương Mộ Phong nói, trừ phi ngươi cho ta 1.000 vạn. Bùi Lâm giật mình nhìn qua Dương Mộ Phong, 1.000 vạn đối với nàng mà nói cũng là một cái thiên văn sổ tự. Nàng đơn giản không tin loại lời này có thể từ Dương Mộ Phong miệng bên trong nói ra, lúc trước hắn ra sao kiêu ngạo, sao mà yêu quý Lông Vũ, nhưng bây giờ lại biến thành một cái chẳng biết xấu hổ vô lại, lợi dụng giữa bọn hắn tình cũ đến dọa dẫm mình đồ vô sỉ. Dương Mộ Phong cho là nàng không nghe rõ ràng, cho ta 1.000 vạn, ta liền sẽ rời đi, về sau cũng không đề cập tới nữa giữa chúng ta phát sinh sự tình. Ta không có nhiều tiền như vậy, ta cho ngươi tối đa là 300 vạn. Không có thương lượng, người gả cho Triệu Phi Dương là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, 1.000 vạn đối với ngươi mà nói căn bản không tính là cái gì, thiếu một phân tiền đều không được. Dương Mộ Phong Dương lên điện thoại di động của hắn, Dương Dương đắc ý nói, ngươi lời nói mới rồi ta tất cả đều quay xuống. Hèn hạ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế hèn hạ, Bùi Lâm nhiệt huyết dâng lên, nàng chưa từng như này thống hận qua một người. Dương Mộ Phong nói, ta đổi chủ ý. Ngươi chẳng những phải cho ta 1.000 vạn, đêm nay còn muốn theo giúp ta. Dương Mộ Phong ngươi không phải người. Dương Mộ Phong một mặt vô sỉ tiếu dung, thật đúng là hoài niệm ép ở trên thân thể ngươi cảm giác đâu. Bùi Lâm đứng dậy, Dương Mộ Phong cho là nàng muốn đi, thế nhưng là Bùi Lâm lại đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, bắt lấy vạt áo của hắn. Dương Mộ Phong có chút bận tâm nàng sẽ đánh mình một bạt tai, lại nghĩ không ra Bùi Lâm chủ động dâng lên môi anh đào. Dương Mộ Phong hôn nàng mềm mại môi, thời gian trong nháy mắt giống như trở về quá khứ, cái này sầu triền miên nụ hôn dài để hắn tâm trở nên mềm mại, có lẽ mình đối nàng có chút quá mức. Bùi Lâm buông hắn ra, trong hai con ngươi tràn ngập ôn nhu. Dương Mộ Phong nói, được rồi, 900 vạn, ngươi cho ta 900 vạn, giữa chúng ta xong hết mọi chuyện. Bùi Lâm nói, ngươi có thể bảo chứng về sau không tiếp tục tìm ta gây sự nữa. Ta cam đoan. Ngươi có hay không tướng bí mật của chúng ta nói cho Đường Kinh Luân? Dương Mộ Phong nở nụ cười, ngươi làm ta thật có ngốc như vậy. Đem át chủ bài cho hắn, ta liền không có giá trị. Ta có thể cho ngươi tiền, nhưng là ngươi có thể hay không tướng tất cả ảnh chụp cùng video tất cả đều tiêu hủy. Dương Mộ Phong cầm lấy trước mặt điện thoại nói, ngươi yên tâm, tất cả đều ở bên trong, ta cam đoan trong này bí mật vĩnh viễn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bùi Lâm bưng lên trước mặt chén nước. Vậy liền một lời đã định, trong 3 ngày, ta xoay sở đủ 900 vạn. Ta có kiên nhẫn, Dương Mộ Phong một cái tay rơi vào Bùi Lâm trên đùi, từ một nơi bí mật gần đó hướng lên tìm tòi. Bùi Lâm cố nén oán hận trong lòng, gạt ra một tia nụ cười mê người, cạn ly. Dương Mộ Phong bưng lên ly rượu trước mặt cùng với nàng đụng đụng chén, sau đó uống vào, nữ nhân này cuối cùng hiểu được cúi đầu, chỉ cần đánh tốt trong tay lá bài này, hoàn toàn có thể cả người cả của đều chiếm được. Hắn thô bạo vuốt ve đã từng chiến đấu qua địa phương. Bùi Lâm lại lần nữa nhào vào trong ngực của hắn,
Mộ Phong, ôm ta một cái. Dương Mộ Phong ôm Bùi Lâm, nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác cổ họng phát khô, một loại dị dạng bị bỏng làm cho nội tâm của hắn trở nên trống rỗng vô cùng. Hắn ý thức được không ổn, muốn giãy giụa, nhưng Bùi Lâm một mực đem hắn ôm lấy, che miệng của hắn, hắn trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới một nữ nhân vậy mà ủng có như thế lực lượng cường đại. Nhiều năm theo nghề thuốc kinh nghiệm để hắn ý thức được vừa rồi uống xong chén rượu kia có vấn đề, hắn trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện nghiêm trọng trúng độc hiện tượng, độc tố cấp tốc cắt đứt thần kinh của hắn truyền lại cùng tư duy vận chuyển, não hải trở nên trống rỗng. Dương Mộ Phong rất nhanh liền không giãy giụa nữa, độc tính phát tác rất nhanh, Bùi Lâm để hắn dựa vào trong góc, cảnh giác nhìn qua chung quanh, không có người phát hiện nơi này hết thảy. Bùi Lâm không chút hoang mang đeo lên thủ sáo, từ sắc tay của mình bên trong xuất ra sớm đã chuẩn bị xong điện thoại mới, lấy ra Dương Mộ Phong thẻ điện thoại đặt đi vào, sau đó tướng Dương Mộ Phong điện thoại thu hồi. Nàng cực kỳ tỉnh táo, tướng vừa rồi sử dụng hai con chén rượu thu nhập sắc tay, sau đó lại lấy ra hai con một dạng chén rượu, bắt lấy Dương Mộ Phong tay, tại nghe hương chén bên trên in lên hắn vân tay, lại ở trong đó rót whisky, một cái khác cái chén trống không đặt ở đối diện. Cầm lấy trên bàn điện thoại mới, không chút hoang mang bấm mấy điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động nhét về Dương Mộ Phong trong tay. Dọn dẹp xong hết thảy khả năng giấu vết lưu lại về sau, đeo lên kính đen, đứng dậy xuyên qua khiêu vũ đám người, tiến vào toilet, đi vào trong phòng kế, lấy tốc độ nhanh nhất gỡ xuống tóc giả, cởi giày cao gót, đổi sớm đã chuẩn bị xong quần áo, móc ra trang điểm kính bổ trang, cái này mới một lần nữa về đến đại sảnh. Không ai có thể đưa nàng cùng vừa rồi cái kia tóc vàng cao nữ nhân quan liền cùng một chỗ. Rời đi quầy rượu thời điểm, hướng số 17 ghế dài nhìn thoáng qua, Dương Mộ Phong vẫn nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn tựa như là ngủ say. Trong quán rượu cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy say mềm khách nhân, một số thời khắc, bọn hắn thẳng đến nửa đêm mới có thể bị người đánh thức. Gia niên quảng trường lớn cá nhật liêu, Bùi Ngọc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ rưỡi đêm. Bùi Lâm từ bên ngoài đi vào. Làm sao đi lâu như vậy? Bùi Lâm cười nói, bụng có chút không thoải mái, cũng không bao lâu à, ta 8 điểm 14 điểm đi ra, lúc này mới 8 điểm 27. Tại sao ta cảm giác thật lâu rồi? Chờ đợi sẽ để cho thời gian lộ ra dài rằng rặc. Bùi Lâm điện thoại di động vang lên, nàng tiếp thông điện thoại, uy. Uy, Dương Tổng, ngươi nói chuyện à? Bùi Lâm lắc đầu, hướng Bùi Ngọc nói. Dương Mộ Phong thật sự là kỳ quái, đánh tới lại không nói lời nào. Bùi Ngọc nói, cố gắng hắn phát sai. Dương Mộ Phong thi thể tại trời vừa rạng sáng bị người phát hiện, phục vụ viên đối tình huống như vậy không cảm thấy kinh ngạc, coi là lại là một vị uống nhiều khách nhân, ý đồ đánh thức hắn thời điểm mới phát hiện không đúng đầu. Dương Mộ Phong tứ chi đã cứng rắn, nhiệt độ cơ thể cũng thay đổi lạnh. Dọa đến phục vụ viên tranh thủ thời gian thông báo cho trực ban quản lý. Trực ban quản lý lại trước tiên hướng giám đốc Tạ Xuân Lôi tiến hành báo cáo. Tạ Xuân Lôi từ trong nhà vội vàng đuổi lúc trở về, cảnh sát đã đi tới hiện trường, khách nhân đã tất cả đều sơ tán hoàn tất, cảnh sát ngay tại hiện trường lấy chứng chụp ảnh. Đêm nay dẫn đội xuất cảnh chính là Lục Kỳ. Tạ Xuân Lôi xe tới, không đợi hắn tới gần liền bị Lục Kỳ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đừng tới đây. Tạ Xuân Lôi lúc này mới lưu ý đến hiện trường vành đai cách ly, lúng túng dừng bước lại. Lục Kỳ cầm lấy người chết điện thoại, ý đồ dùng người chết vân tay giải tỏa, nhưng là không thành công. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Kỳ nhìn xuống phía trên dãy số, sau đó để tránh sách phương thức nhận nghe điện thoại. Đối diện truyền tới một thanh âm trầm thấp, đã ngủ chưa? Lục Kỳ nói, vị kia à? Đối phương nghe xuất ra thanh âm có chút không đúng, kinh ngạc nói, Dương Mộ Phong. Lục Kỳ nói, ngươi là bạn hắn. Ngươi là ai? Vì cái gì có hắn điện thoại? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ta là phụ trách Dương Mộ Phong bản án cảnh sát. Hắn thế nào? Nói cho ta biết trước thân phận của ngươi. Ta là Hoa Niên tập đoàn CEO Đường Kinh Luân, hắn là công ty của ta nhân viên. Đường Kinh Luân bắt đầu ý thức được có chút không ổn. Đường tiên sinh, ta chính thức thông chi ngươi, Dương Mộ Phong đã xác nhận tử vong. Trầm mặc hơn 10 giây về sau. Đường Kinh Luân mới hoàn toàn tiêu hóa cái này đột nhiên tin tức, người xác định là Dương Mộ Phong. Lục Kỳ nói, ở trên người hắn phát hiện chứng minh thân phận, nếu như ngươi có thời gian, hiện tại có thể chạy tới hỗ trợ chứng thực một chút. Không có ý tứ, ta tại Nam Giang, ta sẽ an bài công ty pháp phụ nhân viên mau chóng chạy tới Đông Châu. Lục Kỳ đưa điện thoại di động giao cho nhân viên kỹ thuật,
nhân viên kỹ thuật hiện trường liền rất nhanh giải tỏa thủ thế mật mã. Không khó coi ra đây là một bộ vừa mua điện thoại, trên điện thoại di động Phương Vân Tay đã thu thập qua, trò chuyện ghi chép còn không có chiếm hết một tờ. Lục Kỳ xem một chút số điện thoại, ánh mắt dừng lại tại trong đó một cái dãy số bên trên, đây là Hứa Thuần Lương số điện thoại di động. Lục Kỳ nhíu mày, bất quá hắn lập tức liên tưởng đến Đường Kinh Luân mới vừa nói qua, người chết thuộc về Hoa Niên tập đoàn, hắn hẳn là nhận biết Hứa Thuần Lương. Lục Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là cho Hứa Thuần Lương gọi tới. Điện thoại vang lên mấy âm thanh về sau, Hứa Thuần Lương mới nhận nghe điện thoại. Lục Kỳ không nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại Hứa Thuần Lương hơi không kiên nhẫn, Dương Mộ Phong, người mẹ nó có phải là có tật xấu hay không, đánh tới lại không nói lời nào. Hơn nửa đêm còn có để hay không cho người đi ngủ. Lục Kỳ nội tâm an tâm một chút, tất cả phát đánh đi ra điện thoại đều là để tránh thể hình thức tiến hành, bên cạnh có đồng sự ghi âm, từ Hứa Thuần Lương phản ứng đến xem, hắn cùng vụ án này hẳn không có quan hệ. Lục Kỳ đã cúp điện thoại, đưa điện thoại di động giao cho đồng sự, để hắn dần dần đi nghiệm chứng. Lại bàn giao giám chứng khoa đồng sự, mau chóng kiểm tra chén rượu bên trong còn thừa chất lỏng, thẩm tra đối chiếu song song tra chén rượu bên trên còn sót lại vân tay. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Kỳ đi ra vành đai cách ly, hướng Tạ Xuân Lôi vẫy vẫy tay. Tạ Xuân Lôi đi nhanh lên đi qua, Lục đội, hắn nhân thể móc ra một hộp khói, muốn cho Lục Kỳ bên trên khói. Lục Kỳ khoát tay áo, biểu thị mình không cần, tướng người chết thẻ căn cước đưa cho Tạ Xuân Lôi, người biết người chết sao? Tạ Xuân Lôi tiếp sang xem nhìn, lắc đầu phủ nhận nói, không biết, ta căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Lục Kỳ nói, các ngươi muốn tạm thời ngừng kinh doanh. Lục đội, chúng ta khi nào có thể một lần nữa khai trương? Chờ đợi thông chi đi. Tạ Xuân Lôi vẻ mặt đưa đám nói, Lục đội, chúng ta mỗi ngừng kinh doanh một ngày đều tổn thất rất nhiều tiền. Tiền nặng lại còn là nhân mạng trọng yếu. Đều trọng yếu. Lục Kỳ gật đầu nói, ở trong ấn tượng của ta, các ngươi không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện, đầy đủ chứng minh các ngươi trong kinh doanh tồn tại quá nhiều an toàn tai họa ngầm, thừa dịp lần này hảo hảo chỉnh đốn và cải cách một chút. Tạ Xuân Lôi trong lòng tự nhủ ngươi một cái lính cảnh sát thế mà lên cho ta khóa, nhưng bây giờ trong tiệm phát sinh án mạng, hắn cũng chỉ có thể nghe. Lục Kỳ nói, người đi đem tối nay ban tất cả nhân viên danh sách chỉnh lý một phần, còn có gần một tuần phòng quan sát video thu hình lại muốn phong tồn, chúng ta sẽ mang đi. Tạ Xuân Lôi liên tục gật đầu, biểu thị mình sẽ dốc toàn lực phối hợp cảnh sát hành động. Nghe Lục Kỳ phát biểu xong, Tạ Xuân Lôi an bài đang trực quản lý đi phối hợp cảnh sát công việc, trở lại phòng làm việc của mình, suy nghĩ một chút, vẫn là bốc lên bị chửi phong hiểm cho Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại. Nghĩ không đả trễ như vậy Hoa Trục Nguyệt còn chưa ngủ, cũng không có đổ ập xuống đem hắn mắng một trận, hơi kinh ngạc nói, người chết. Chết như thế nào? Tạ Xuân Lôi nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, cảnh sát ngay tại hiện trường điều tra. Chết bao lâu? Nghe nói có chừng 3, 4 tiếng. Hoa Trục Nguyệt cả giận nói, lâu như vậy các ngươi mới phát hiện. Công ty có quy định, nhân viên phục vụ muốn định thời gian tuần đài, các ngươi không có nghiêm ngặt chấp hành sao? Phục vụ viên coi là khách nhân uống nhiều ngủ thiếp đi, cho nên không dám đánh nhiễu. Sự tình qua đi mở rơi phục vụ viên kia, trực ban quản lý cũng muốn mở rơi. Tạ Xuân Lôi trong lòng thầm than, Hoa Trục Nguyệt chưa chừng còn muốn giận chó đánh mèo đến trên người mình, kỳ thật Hoa Trục Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ như vậy làm, trong tiệm người chết, trong ngắn hạn ảnh hưởng sẽ không tiêu tán, khẳng định sẽ tạo thành rất lớn tổn thất kinh tế. Hoa Trục Nguyệt tiếp tục nói, người chết là ai? Nếu như người chết là nào đó cái nhân vật trọng yếu, lần này phiền phức chỉ sợ lớn hơn. Tạ Xuân Lôi nói, nghe nói là Hoa Niên lớn khỏe mạnh mới mời phó tổng quản lý. Hoa Niên tập đoàn. Phải. Hoa Trục Nguyệt nói, thực sẽ tuyển thời điểm A, Hà Đông OMMIA ngày mai khai trương, hôm nay các ngươi liền xảy ra chuyện lớn như vậy, đây không phải đem khách nhân tất cả đều đã chạy tới sao? Tạ Xuân Lôi nói, Hoa tỷ, ta cũng không muốn A. Đây quả thực là tai họa bất ngờ. Hoa Trục Nguyệt nói, ngày mai ta đi Đông Châu. Triệu Phi Dương bị Bùi Lâm rời giường động tĩnh đánh thức, mở ra hai mắt, thế nào? Bùi Lâm áy náy nói, không có việc gì, đi một chuyến toilet, không có ý tứ nhao nhao đến ngươi. Triệu Phi Dương biết nàng sẽ xuất hiện nước tiểu nhiều lần thời gian mang thai phản ứng, chờ nàng lên giường, đưa nàng ôm vào trong ngực. Bùi Lâm nói, Phi Dương, có chuyện ta không có nói cho ngươi biết. Triệu Phi Dương vuốt ve nàng có chút hở ra bụng dưới,
ngày mai lại nói, người bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Bùi Lâm ừ một tiếng, ôm chặt lấy Triệu Phi Dương cảm giác thân thể nàng lạnh lợi hại. Hứa Thuần Lương sáng sớm liền nhận được cảnh sát điện thoại, để hắn đi phối hợp điều tra. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc, mình gần nhất giống như không làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, chính đang suy tư điều gì chuyện thời điểm, bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Dương Mộ Phong tin chết, để hắn có chút chuẩn bị. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta chuẩn bị cái rắm, nhưng lập tức hắn liền hiểu, hắn tại trường hợp công khai cùng Dương Mộ Phong phát sinh xung đột, Dương Mộ Phong chết rồi, nếu như là bình thường tử vong coi như bỏ qua, nếu như là bị giết, như vậy mình cũng bị khóa chặt tại hiểm nghi phạm vi bên trong. Phủ lên Vu Hướng Đông điện thoại, Hứa Thuần Lương lập tức tiến về cục cảnh sát, trên đường nhận được Bùi Lâm điện thoại. Bùi Lâm mở miệng nói, tiểu Hứa, người biết Dương Mộ Phong sự tình sao? Hứa Thuần Lương nói, vừa nghe nói. Bùi Lâm nói, người sẽ không phải, nàng chỉ mới nói nửa câu, nhưng lại ý tứ biểu đạt đến mức rất hoàn chỉnh. Hứa Thuần Lương nói, người đừng nói hưu nói vượn a, không quan hệ với ta. Bùi Lâm thở phào nhẹ nhõm nói, vậy ta an tâm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi yên tâm cái rắm, còn thật sự cho rằng ta thay ngươi đi giết người diệt khẩu a. Ta mẹ nó ăn nhiều chết no, thật sự là thần phiền nữ nhân này, ngươi còn có chuyện khác sao? Bùi Lâm nói, không có. Không có chuyện gì, đúng, hôm qua nói sự tình tính toán a, ta không muốn để cho người hiểu lầm, vẫn là phải cảm ơn ngươi a. Hứa Thuần Lương đưa điện thoại cho Phủ Lên, này nương môn thật sự là có mau bệnh, cảm ơn ta cái gì? Cũng không phải ta làm, hiện tại cao hứng nhất người kia là ngươi đi. Hứa Thuần Lương dựa theo cảnh sát thông chi đến tới chỗ, mới biết được phụ trách vụ án này là Lục Kỳ, hai người phi thường ăn ý giả dạng làm lẫn nhau vốn không quen biết dáng vẻ. Lục Kỳ mặt không thay đổi đem hắn dẫn tới trong phòng điều tra, bên cạnh còn mang theo cái mắt to nữ đồ đệ, phụ trách cho Hứa Thuần Lương làm cái ghi chép. 3. Lục Kỳ giải quyết việc chung, thông lệ hỏi thăm một chút tư liệu về sau triển khai chính thức điều tra. Hứa Thuần Lương, ngươi tối hôm qua 7 điểm cho tới hôm nay trời vừa rạng sáng trong lúc đó đi địa phương nào, gặp người nào? Hứa Thuần Lương kỳ thật trên đường tới đều chuẩn bị xong, hắn tối hôm qua bồi lão gia tử ăn cơm, sau đó một mực tại nhà không có ra ngoài có hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng cứ. Trưng cầu Hứa Thuần Lương sau khi đồng ý, Lục Kỳ nhìn một chút hắn trò chuyện ghi chép, đại khái tại 8 điểm 15 phân tả hữu, Dương Mộ Phong cho hắn gọi một cú điện thoại, thế là hỏi thăm bọn họ trò chuyện nội dung. Hứa Thuần Lương nói, đúng, lúc ấy ta kết nối về sau không nghe thấy hắn nói chuyện, bối cảnh huyên náo ầm ĩ, ta nghe không ai lên tiếng liền cúp, ta còn tưởng rằng là lầm phát. Lục Kỳ nói, theo chúng ta biết, người chết khi còn sống cùng người phát sinh một chút xung đột, hắn để ngươi tạm thời cách chức kiểm tra đúng không? Hứa Thuần Lương nói, các ngươi nên không phải hoài nghi ta a. Một bên tiểu nữ cảnh nghiêm túc nói, hiện tại là chúng ta tại đặt câu hỏi, người tốt nhất phối hợp một điểm. Thành thật trả lời vấn đề. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, không sai, ta hiện tại vẫn còn tạm thời cách chức kiểm tra trạng thái, ta cũng rất đáng ghét hắn nhưng là lấy ghét một người cùng hận một người khác biệt, ta đối với hắn chết vẫn là biểu thị ai điếu. Lục Kỳ nói, theo người biết, người chết khi còn sống có hay không cừu gia. Hứa Thuần Lương cái thứ nhất liền nghĩ đến Bùi Lâm, nhưng là hắn không có tính toán đem mình cùng Bùi Lâm ở giữa bí mật đối thoại nói ra đến, lạnh nhạt cười nói. Dương Mộ Phong vừa tới không có mấy ngày, ta đều không hiểu rõ người này, ta cùng hắn chưa nói tới có thù, nhiều nhất là trong công tác tranh chấp nhỏ thôi, hắn sở dĩ ngừng chức của ta, chẳng qua là nghĩ trước mặt người khác lập uy đúng, hắn hôm qua còn chủ động tăng thêm ta WeChat. Hứa Thuần Lương đem ghi chép cho Lục Kỳ nhìn, trong lòng bằng phẳng tự nhiên không sợ điều tra, Dương Mộ Phong trước khi chết đã hướng hắn lấy lòng, đây là sự thật không thể chối cãi. Phối hợp. Lục Kỳ xem hết. Trong lòng đã có thể xác định cùng Hứa Thuần Lương không có quan hệ, hắn gật đầu nói, cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta có hay không có thể đi rồi. Lục Kỳ nói, có thể. Hứa Thuần Lương đứng người lên, Lục Kỳ đứng dậy cùng hắn nắm tay, chủ động biểu thị muốn đưa tiễn hắn. Hai người tới bên ngoài, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Hứa Thuần Lương nói, làm cái gì? Lục Kỳ nói, phá án thông thường chương trình, ngươi không cần làm quá nhiều giải đọc. Sau khi nói xong bổ sung một câu, cơ bản bên trên đã loại bỏ ngươi hiểm nghi. Nhưng thật ra là đã loại bỏ Hứa Thuần Lương hiểm nghi, nhưng là lời không thể nói quá tuyệt đối. Hứa Thuần Lương nói, Dương Mộ Phong chết như thế nào? Lục Kỳ do dự một chút,
Hứa Thuần Lương nói, ta lại không có hiểm nghi, có cái gì không thể nói. Nói ra, có lẽ ta có thể cho các ngươi một chút trợ giúp đâu. Lục Kỳ nói, nguyên nhân cái chết là trúng độc, người chết hồng cầu tính toán cùng huyết sắc tố nghiêm trọng thấp hơn bình thường gặp, huyết dịch sinh hóa biểu hiện cấp tính lá gan công năng dị thường, thận công năng bị hao tổn, nước chất điện phân chua tẩy rửa cân bằng hỗn loạn, sát nhập thay thế tính chua trúng độc cùng ngưng huyết công năng chướng ngại, bởi vì độc tố liều lượng lớn, độc tính mãnh, Dương Mộ Phong cơ hồ không có dãy dụa liền tiến vào tử vong trạng thái, cho nên người chung quanh đều không có phát giác. Hứa Thuần Lương nói, ta dựa vào người nào hạ độc, hắn thế mà cảm thấy có chút hưng phấn, đến tột cùng là ai? Thế mà cướp ta sinh ý, xem ra ngũ độc giáo tân hỏa bất diệt, truyền thừa đến nay. 6. Lục Kỳ nói, trước mắt còn không cách nào xác định là tự sát hay là hắn giết, độc vật kết quả kiểm tra cho thấy là cây thầu dầu độc tố, cái này là một loại cường hiệu tế bào độc protein, thông qua khẩu phục đường tắt dẫn đến chúng độc người tử vong, vi lượng liền có thể chí tử. Cái này còn không đơn giản. Chỉ cần tra ra đêm đó ai đi cùng với hắn chẳng phải rõ ràng. Lục Kỳ nói, chúng ta điều tra sảng khoái muộn giám sát, hắn ngồi nơi hẻo lánh vừa lúc là giám sát điểm mù, tối hôm qua khách quá nhiều người phục vụ viên đối với hắn cũng không có gì ấn tượng. Hứa Thuần Lương nói, lại là án chưa giải quyết một cọc A. Lục Kỳ cười khổ lắc đầu, dù sao vụ án này không dễ phá. Hứa Thuần Lương để hắn dừng bước, chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy Tạ Xuân Lôi đến đây. Đoán chừng cũng giống như mình tiếp nhận điều tra. Hai người đánh cái đối mặt, lẫn nhau nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào. Cảnh sát điều tra Dương Mộ Phong trên điện thoại di động có thể tìm tới tất cả người liên hệ, sơ bộ phán đoán Dương Mộ Phong tử vong thời gian ứng nên tại muộn 8 điểm 10 phần đến 9 điểm ở giữa. Tại trong lúc này hắn đã từng thông qua mấy điện thoại, trong đó hơn phân nửa đều là Hoa Niên tập đoàn đồng sự. Bùi Lâm điện thoại cũng ở trong đó, Hứa Thuần Lương rời đi không lâu. Nàng cũng tới tiếp nhận điều tra, cảnh sát tra hỏi trên cơ bản đều không khác mấy. Bùi Lâm nói cho cảnh sát, Dương Mộ Phong tìm nàng là đại biểu Hoa Niên tập đoàn mời nàng đảm nhiệm Hoa Niên lớn khỏe mạnh giám đốc chức. Nàng cũng cung cấp không ở tại chỗ chứng cứ, hôm qua 7 giờ tối đến 10 điểm, nàng cùng đường tỷ Bùi Ngọc vẫn luôn tại Gia Niên quảng trường mua sắm ăn cơm, điểm này cũng được chứng minh. Dương Mộ Phong gọi cho nàng cú điện thoại này thời điểm, nàng cùng Bùi Ngọc tại lớn cá nhật liêu, Dương Mộ Phong không nói chuyện. Nàng nghe được điện thoại bối cảnh âm có chút ồn ào, còn tưởng rằng Dương Mộ Phong trong lúc vô tình phát sai. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng Dương Mộ Phong là trong lúc vô tình phát sai điện thoại, nhưng là Lục Kỳ cũng không nhìn như vậy, tất cả số điện thoại đều không có ghi chú tên, Dương Mộ Phong không có khả năng liên tiếp lầm phát nhiều như vậy điện thoại, nếu như là hắn chủ động gọi, như vậy trí nhớ của hắn thật đúng là đột xuất. Đài này điện thoại hẳn là vừa mới thay đổi, còn không có tới kịp chuyển di điện thoại tư liệu. Nhưng là tại Dương Mộ Phong trên thân cũng chưa phát hiện hắn điện thoại di động. Còn sót lại hai con chén rượu xét nghiệm kết quả cũng ra, cũng không có kiểm tra đến bất kỳ độc tố thành phần, thịnh có whisky con kia chén rượu bên trên vân tay thuộc về Dương Mộ Phong, một cái khác trên chén rượu đào được vân tay ngay tại vân tay kho thẩm tra đối chiếu bên trong. Người chết trên cổ áo còn phát hiện son môi ấn ký. Tự sát hay là hắn giết? Nếu như là tự sát, Dương Mộ Phong tại sao lại lựa chọn Seven Star cái này ồn ào quán bar, nếu như là bị giết, tối hôm qua là không phải còn có những người khác đi cùng với hắn. Dương Mộ Phong chết tại Hoa Niên tập đoàn cũng không gây nên quá lớn chấn động, dù sao người này vừa mới nhập chức không lâu, là Đường Kinh Luân trọng kim thuê cái gọi là cao cấp nhân tài. Đường Kinh Luân dùng người sách lược cũng bị nội bộ tập đoàn chất vấn, hắn trợ thủ đắc lực Đồng Trường Hạo vừa mới từ chức, nặng kim thuê Dương Mộ Phong lại tại quán bar ly kỳ tử vong. Cái này khiến Hoa Niên lớn khỏe mạnh tạm thời lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Triệu Phi Dương mặc dù không có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là đáy lòng của hắn là vui với nhìn thấy Đường Kinh Luân gặp khó, Đào Trường Hưng góc tường. Làm cái gì Hoa Niên lớn khỏe mạnh, vừa mới bắt đầu liền tao ngộ hai lần trọng kích, buồn cười là, hiện tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh liền cái người phụ trách đều không có. Bùi Lâm nói cho hắn biết, Đường Kinh Luân tìm nàng hỗ trợ. Hy vọng nàng có thể tạm thời ra đảm đương Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách, giúp đỡ lớn khỏe mạnh sống qua trước mắt gian nan nhất thời kỳ. Đường Kinh Luân còn hứa hẹn, chỉ cần tìm được thí sinh thích hợp, Bùi Lâm tùy thời có thể lấy rời đi. Triệu Phi Dương cho rằng Bùi Lâm không nên tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng Bùi Lâm cảm thấy bây giờ không phải là bỏ đá xuống giếng thời điểm, dù sao Đường Kinh Luân là công ty CEO, mà lại hắn còn vận dụng lão thái thái. Chỉ cần mình lập trường kiên định, tự nhiên không cần lo lắng Đường Kinh Luân đối với chuyện này làm văn chương,
mà lại nàng vừa dễ dàng thừa cơ hội này hiểu thêm một bậc hoa niên lớn khỏe mạnh, đối Triệu Phi Dương có hại vô ích. 3. Bùi Lâm thậm chí còn có một cái to gan ý nghĩ, thừa dịp lần này phong ba chứng minh Đường Kinh Luân lớn khỏe mạnh chiến lược là không thể được, đột xuất Triệu Phi Dương tầm quan trọng, để hoa niên lớn khỏe mạnh một lần nữa trở lại khống chế của hắn bên trong. 1. Triệu Phi Dương bởi vì Bùi Lâm ý nghĩ này mà dao động, rốt cục ngầm cho phép Bùi Lâm tiếp nhận Đường Kinh Luân xính nhiệm, lấy tên đẹp đội viên cứu hỏa. Triệu Phi Dương đặc địa cho Hứa Thuần Lương gọi một cú điện thoại, để hắn mau trở về đi làm. Hứa Thuần Lương biết hoa niên lớn khỏe mạnh hiện tại thiếu người, nhưng là hắn không gấp đi dự định, cười nói, Triệu Viện, ta còn tại tạm thời cách chức kiểm tra đâu. Triệu Phi Dương nói, Dương Mộ Phong đều đã chết, còn viết cái gì kiểm tra. Ngài cũng ngừng ta chức. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử ngươi đừng có đùa nhỏ tính tình, Đường Tổng đã một lần nữa làm ra an bài, lâm thời thuê một vị cứu hỏa. Ai vậy? Tẩu tử ngươi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng là Bùi Lâm, Triệu Phi Dương thật đúng là nâng hiền không tránh thân, đây là muốn đem Trường Hưng Triệt để chơi thành cửa hàng nhỏ tiết tấu. Triệu Phi Dương nói, nàng chính là lâm thời hỗ trợ, chờ tập đoàn tìm tới thí sinh thích hợp lập tức rời đi, tiểu Hứa, ngươi đến cho nàng hỗ trợ a. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải không giúp đỡ, vẫn là cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, ta mới từ cục công an ra. Dương Mộ Phong trong chuyện này ta cũng là người hiềm nghi một trong, tại cảnh sát điều tra rõ ràng trước đó, ta không thích hợp về đi làm. Triệu Phi Dương nghe xong lập tức do dự, người có cái gì hiềm nghi? Ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, Dương Mộ Phong để cho ta tạm thời cách chức kiểm tra, tất cả mọi người cho là ta cùng hắn có mâu thuẫn. Triệu Phi Dương nói, làm bừa bãi, cũng không thể vì trong công tác một điểm nhỏ mâu thuẫn liền muốn mạng người a. Trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Hứa Thuần Lương sẽ không phải thật như vậy làm a? Không phải người ta cảnh sát vì sao hoài nghi hắn? Hứa Thuần Lương nói, ta đương nhiên là trong sạch, nhưng là ta mình nói không tính, đến cảnh sát nói mới tính. Triệu Phi Dương nói, đã dạng này, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, ngươi không cần phải gấp, trước tiên đem chính mình sự tình xử lý xong lại đi làm lại. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, cái này Triệu Phi Dương tuyệt đối không thể có thể cùng chung hoạn nạn, mình cố ý nói như vậy. Hắn lập tức vội vã bỏ qua một bên quan hệ, con hàng này nên sẽ không cho là Dương Mộ Phong sự tình thật sự là ta làm a. Nhớ tới Bùi Lâm hôm qua bái việc nhờ chính mình, Hứa Thuần Lương thầm than, lão Triệu a lão Triệu, ngươi nhà đầu đỉnh đều bốc lên khói xanh hiện tại vui vẻ nhất người kia hẳn là Bùi Lâm, Dương Mộ Phong cái chết, từ đây không có chứng cứ, nàng có thể tiếp tục giả vờ nàng phụ nữ đàng hoàng. Hứa Thuần Lương xuống xe taxi, nhìn thấy hồi xuân đường trước cửa ngừng một cỗ màu đen Toyota Enfab. Chiếc xe kia cũng là vừa tới không lâu, cửa xe mở ra, Hoa Trục Nguyệt hướng về phía hắn hô, Thuần Lương, lên xe. 1. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Mộ Phong xảy ra chuyện Seven Star quán ba chính là bọn hắn Lam Tinh tập đoàn, nàng đi vào Đông Châu nhất định là vì chuyện này. Hứa Thuần Lương thanh toán tiền xe, đi vào Alpha trong xe. Hoa Trục Nguyệt nói, bản muốn đi vào tìm ngươi đây. Hứa Thuần Lương nói. Đến đều tới, đi vào uống chén trà chứ sao? Hoa Trục Nguyệt lắc đầu nói, miễn đi, ta tới tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện, chờ có thời gian ta lại đến nhà tiếp Hứa lão gia tử. Hứa Thuần Lương có thể thông cảm nàng hiện tại tình trạng, Dương Mộ Phong không giải thích được chết tại Seven Star, quán ba đã tạm dừng doanh nghiệp. Hứa Thuần Lương đem chính mình hiểu rõ đến một chút tình trạng nói cho Hoa Trục Nguyệt, từ một người đứng xem góc độ đến xem, lần này quán ba là vô tội. Dương Mộ Phong chết trở thành Lam Tinh tập đoàn Thiên Nga đen sự kiện. Các ngươi quán ba không có giám sát sao? Đương kim thời đại, liền liền rượu thuốc lá cửa hàng đều lắp đặt giám sát, lại càng không cần phải nói Seven Star cái này loại Đông Châu đỉnh cấp quán ba. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, có giám sát, nhưng là không cách nào làm được toàn phương vị không góc chết, trước mắt tất cả màn hình giám sát đều bị cảnh sát cầm đi, tình huống cụ thể còn không biết. Hứa Thuần Lương nói, nhiều như vậy phục vụ viên chẳng lẽ liền không có một chút ấn tượng. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là chờ cảnh sát điều tra kết quả đi. Lái xe dừng xe ở Seven Star quán ba trước cửa, hôm nay gió thật to, trống trải trong bãi đỗ xe khắp nơi đều là lá rụng, bởi vì là quán ba cho nhân viên tất cả đều thả giả, cũng không có người quét dọn, trước mắt lộ ra có chút điều hưu. Hai người xuống xe, Hoa Trục Nguyệt từ trong sắc tay lấy ra thuốc lá, Hứa Thuần Lương giúp nàng đốt. Nhớ kỹ nàng giống như cai thuốc, xem ra không thành công, lại hút.
Hoa Trục Nguyệt hít một hơi thuốc lá nói, tạ ơn. Hứa Thuần Lương nói, có nói gì hay không thời điểm mới có thể khôi phục kinh doanh. Hoa Trục Nguyệt nói, coi như khôi phục kinh doanh, trong ngắn hạn cũng sẽ không có nhiều ít người tới, cho nên ta thẳng thắn để bọn hắn nghỉ, cảnh sát giải trừ cảnh giới về sau, một lần nữa cả sửa một cái. Trong một năm này, Seven Star quán bar đã tao ngộ nhiều lần biến cố, đương nhiên trong đó hai lần cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, không đánh không tướng biết, hiện tại Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đã biến thành bạn cùng chung hoạn nạn. Lam Tinh năm ngoái cả năm công trạng đều tại đi xuống dốc, năm nay bắt đầu còn không bằng năm ngoái cùng thời kỳ, Hoa Trục Nguyệt vốn nghĩ lợi dụng Tết Xuân cái này tiêu phí mùa thịnh vượng mở rộng một chút doanh thu, hiện tại tất cả đều ngâm nước nóng, chỉ ít Đông Châu bên này đã không có khả năng, đối Lam Tinh tập đoàn đến tiếp sau ảnh hưởng còn khó nói. Hoa Trục Nguyệt nói, không nói gạt ngươi, ta có chút hoài nghi chuyện này là có người nghĩ phá hư việc buôn bán của chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có biết hay không OMMIA tại Đông Châu số 1 mở chi nhánh sự tình. Hoa Trục Nguyệt nói, ta lần này tới chính là được mời tham gia bọn hắn khai trương tiệc rượu, ban đêm có rảnh không? Theo giúp ta đi một chuyến. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cũng mở miệng, ta đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Coi như không có Hoa Trục Nguyệt mời, hắn cũng dự định tiến về tìm tòi hư thực, đi qua chướng là nên hảo hảo tính toán. Hoa Trục Nguyệt lại hít một hơi thuốc lá nói, Dương Mộ Phong là như thế nào người? Hứa Thuần Lương nói, ta đối với hắn cũng không tính là giải, người này quá khứ là Hải Châu hai viện trong lòng khoa chủ nhiệm, Đường Kinh Luân coi hắn là thành cao bưng nhân tài đưa vào đến Hoa Niên lớn khỏe mạnh đảm nhiệm phó tổng. Tiền nhiệm lúc này mới không có mấy ngày đâu, nghĩ không ra liền chết. Hoa Trục Nguyệt đối Dương Mộ Phong chết sống cũng không quan tâm, từ góc độ của nàng đến nhìn vấn đề, Dương Mộ Phong chết phía sau nhất định có âm mưu, nàng rất đến hoài nghi cái này khởi âm mưu không đơn thuần là nhằm vào Dương Mộ Phong, cũng nhằm vào bọn họ Lam Tinh tập đoàn. Hà Đông tập đoàn cùng Lam Tinh tập đoàn mặc dù cùng thuộc Lan Hoa Môn, nhưng là Hà Đông tập đoàn mấy năm này phát triển tấn mãnh. Tổng giám đốc Phan Thiên Hóa đối môn chủ cơ bộ diêu lá mặt lá trái, theo Hà Đông tập đoàn không ngừng lớn mạnh, Phan Thiên Hóa trên thực tế đã có được cùng cơ bộ diêu chống lại thực lực. Hoa Trục Nguyệt đã sớm nhắc nhở qua cơ bộ diêu phải đề phòng dã tâm bừng bừng Phan Thiên Hóa, nếu như tùy ý phát triển tiếp, Hà Đông lại không ngừng từng bước xâm chiếm thuộc về bọn hắn Lam Tinh truyền thống thị trường, dao động bọn hắn cơ bản bàn. Nhưng là cơ bộ diêu những năm này hứng thú đã bắt đầu chuyển di. Đối Lam Tinh dưới cờ giải trí thực thể giảm bớt đầu tư, liền lấy Đông Châu nhà này S. Even Star tới nói, mặc dù đã trải qua cải tạo trọng trang, nhưng là cấp bậc cùng quy cách đều không thể cùng OMMIA đánh đồng. Hoa Trục Nguyệt thậm chí hoài nghi cơ bộ diêu muốn từ bỏ Lam Tinh truyền thống nghiệp thái, chuyển mà tiến quân truyền hình điện ảnh nghiệp. Hứa Thuần Lương nhìn thấy ngoài cửa lớn tạm dừng kinh doanh thông chi, hướng Hoa Trục Nguyệt nói, Hoa tỷ, có thể đi hôm qua chuyện xảy ra địa phương nhìn xem sao. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, bọn hắn từ cửa nhỏ tiến vào, nơi khởi nguồn điểm phụ cận còn vây quanh cảnh giới tuyến. Hoa Trục Nguyệt chỉ ghế dài nói, lúc ấy người chết liền cuộn lại tại cái kia nơi hẻo lánh, trên bàn bày biện hai một ly rượu. Hứa Thuần Lương nói, chứng minh hắn không phải một người tới, đêm đó cùng hắn uống rượu người hiểm nghi lớn nhất. Hoa Trục Nguyệt nói, trong quán rượu, vốn không quen biết nam nữ tụ cùng một chỗ uống rượu rất nhiều, phụ cận đây không có giám sát. Cái này Dương Mộ Phong hẳn là thường xuyên đến nơi này, đối quầy rượu nội bộ tình trạng rất rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là cũng không muốn bị người khác nhìn thấy a. Nói đến đây hắn chợt nhớ tới Bùi Lâm, Dương Mộ Phong cùng Bùi Lâm có cố tình, bọn hắn nhất định không dám công khai gặp mặt, lựa chọn quán bar rất có thể, bất quá Bùi Lâm đã đi tìm mình cũng đáp ứng giúp nàng giải quyết vấn đề, nàng hẳn là sẽ không vẽ vời thêm chuyện thậm chí bí quá hóa liều đi giết người đi. Dương Mộ Phong cái chết lớn nhất được lợi người nên là Bùi Lâm, mà Hà Đông tập đoàn cũng là thu hoạch phương một trong. Hoa Trục Nguyệt nói, bất quá chỉ cần xuất nhập quán bar, đều sẽ lưu lại giám sát hình ảnh, tin tưởng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tìm tới người hiểm nghi. 1. Cảnh sát mang đi Seven Star quầy rượu màn hình giám sát, bọn hắn ý đồ trở lại như cũ đêm đó toàn bộ hình ảnh ghi chép, tìm ra mỗi một cái xuất nhập quầy rượu khách hàng, sau đó tiến hành dần dần loại bỏ, lượng công việc mặc dù nặng nề một chút. Nhưng dù sao có xác định phạm vi. Quầy rượu hệ thống theo dõi không hề giống trong tưởng tượng hoàn chỉnh, không cha không biết lại có tiếp cận 1/3 camera trục trặc, bởi vì cái này cái sơ hở, để loại bỏ tràn đầy sự không chắc chắn, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Seven Star quầy rượu quản lý phi thường hỗn loạn. 10 trước mắt loại bỏ trọng điểm là cùng Dương Mộ Phong đối ẩm vị khách nhân kia,
hiện trường lưu lại cái chén trống không bên trên có Lưu Vân tay, tại ghế dài trên ghế salon phát hiện mấy cây mái tóc dài vàng óng, căn cứ trở lên manh mối phán đoán, đêm đó cùng Dương Mộ Phong cùng nhau hẳn là một vị nữ tính. Theo điều tra xâm nhập, Dương Mộ Phong tình huống cũng càng ngày càng nhiều nổi lên. Hắn tại năm ngoái ly hôn, thê tử nhi nữ đều tại Hải Châu, Dương Mộ Phong sở dĩ từ Hải Châu hai viện từ chức, là bởi vì lợi dụng chức vụ chi tiện thu lấy cách xù tiền hoa hồng, vì miễn cho khởi tố, hắn tuần tự hướng nơi đó viện kiểm sát nộp lên trên 360 vạn phi pháp đoạt được. Dương Mộ Phong chẳng những y đức bại hoại, mà lại đạo đức cá nhân không tốt, hắn tại Hải Châu cùng nhiều tên nữ tính cấu kết, sinh hoạt xa xỉ, tại Hải Châu mua sắm nhiều phòng sinh, thiếu không ít nợ nần. Ly hôn về sau, hắn làm sai lầm phương, cơ hồ tỉnh thân gia hộ, Hải Châu bất động sản đều để lại cho vợ con. Đến Đông Châu về sau, hắn ở tại Kim Mậu Duyệt cư xá, cùng một cái gọi Trần Vi Vi nữ nhân ở chung, chỗ ở phòng ở đăng ký tại Trần Vi Vi danh nghĩa. Lục Kỳ ngay đầu tiên thẩm vấn Trần Vi Vi. Trần Vi Vi năm nay 22 tuổi, tại Gia Niên Quảng Trường mở một gian sơn móng tay cửa hàng, nghiệp sư thời gian làm điểm thiển cận nhiều lần, là một vị đẹp trang chủ blog, từ trên mặt của nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ yêu thương, trước mắt nàng còn không biết Dương Mộ Phong tin chết. Lục Kỳ quan sát một chút Trần Vi Vi, chủ yếu lưu ý một chút tóc nàng nhan sắc, Trần Vi Vi là màu nâu tóc, bọn hắn tại ghế sofa. Bên trên phát hiện chính là kim sắc. Trần Vi Vi tại Lục Kỳ nhìn chăm chú có vẻ hơi bất an, cảnh sát đồng chí, ngài tìm ta làm gì? Lục Kỳ nói, người biết Dương Mộ Phong à? Trần Vi Vi nhẹ gật đầu, do dự một chút nói, chúng ta đã chia tay. Lục Kỳ nói, một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? 7 ngày tiền, hắn thế nào? Trần Vi Vi tựa hồ cũng không biết Dương Mộ Phong tin chết. Lục Kỳ nói, một lần cuối cùng liên hệ đâu? Trần Vi Vi nói, tối hôm qua, hơn 8 giờ dáng vẻ, hắn cho ta phát cái tin, để cho ta đi trường Hải Lộ vui trà cầm chìa khóa. Ngươi có hay không đi? Trần Vi Vi gật đầu nói, lúc ấy ta tại Gia Niên Quảng Trường sơn móng tay cửa hàng, khoảng cách bên kia không xa, thế là ta đi một chuyến, nhưng đã đến địa phương cũng không nhìn thấy hắn. Ta dừng lại chừng 10 phút đồng hồ liền rời đi, gọi điện thoại cho hắn hắn cũng không có nhận. Lục Kỳ nói, về sau ngươi đi địa phương nào? Chỗ nào cũng không có đi à, ta cho là hắn cố ý đùa nghịch ta về sau về sơn móng tay cửa hàng. Có nhớ hay không mấy điểm trở về? Ngươi chờ một chút, Trần Vi Vi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút trò chuyện ghi chép, 8 điểm 40 lúc ấy vừa vặn có cái khách quen muốn tìm ta làm sơn móng tay, gọi điện thoại hỏi ta có hay không tại trong tiệm. Lục Kỳ hướng một bên nữ cảnh sát đưa cái ánh mắt, nữ cảnh sát nói, người tóc nhan sắc rất xinh đẹp, ở nơi nào nhuộm. Trần Vi Vi tràn ngập cảnh giác nói, ngài có ý tứ gì? Nữ cảnh sát nói, không có ý gì, ta cũng nghĩ nhiễm đồng dạng nhan sắc. Trần Vi Vi nói, ngay tại Gia Niên Quảng Trường Tony tạo hình, ta buổi sáng mới nhuộm. Buổi sáng, Lục Kỳ cùng nữ cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Lục Kỳ nói, người đi qua tóc nhiễm phải là kim sắc A. 5. Làm sao ngươi biết, các ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Dương Mộ Phong thế nào? 2. Lục Kỳ nói, Dương Mộ Phong tối hôm qua chết rồi. Cái gì? Trần Vi Vi biểu lộ phi thường giật mình, rất nhanh vành mắt nàng liền đỏ lên, hai tay che miệng lại. Lục Kỳ nói, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra, tướng ngươi biết hết thảy toàn nói hết ra. Ta cùng Dương Mộ Phong đã chia tay, ta cùng chuyện này không có quan hệ. Trần Vi Vi lâm vào sợ hãi bên trong. Lục Kỳ an ủi nàng nói, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi cái gì, hiện tại chỉ là đang tiến hành thông thường loại bỏ công việc, ta. Nhóm cần ngươi cung cấp tóc cùng vân tay. Trần Vi Vi nói, các ngươi hoài nghi ta đã một tuần chưa thấy qua hắn, ta cùng hắn đã chia tay. Lục Kỳ nói, thanh giả tự thanh, chúng ta là sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Kinh Luân thận trọng cân nhắc về sau, cũng không tiến về Đông Châu, Dương Mộ Phong đột nhiên tử vong làm rối loạn hắn bố cục. Hoa niên lớn khỏe mạnh quần long không đầu, ngay tại hắn chuẩn bị lựa chọn lâm thời quá độ nhân tuyển thời điểm, Bùi Lâm chủ động gọi điện thoại tới, biểu thị nguyện ý xung làm cái này đội cứu hỏa viên. Đường Kinh Luân cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng Dương Mộ Phong sau khi chết, liền không cách nào lợi dụng hắn tiếp tục uy hiếp Bùi Lâm. Lại nghĩ không ra Bùi Lâm thế mà chủ động cải biến chủ ý, hắn cho rằng Bùi Lâm hẳn là sinh ra hiểu lầm, nhận là nắm trong tay của mình nàng cùng Dương Mộ Phong tình cũ chứng cứ.
Đôi này Đường Kinh Luân tới nói ngược lại là một chuyện tốt, liền để loại này lầm sẽ tiếp tục. Dương Mộ Phong mặc dù chết rồi, lá bài này còn có thể tiếp tục đánh xuống, còn có thể tiếp tục uy hiếp Bùi Lâm. Bùi Lâm ngồi tại thuộc về Dương Mộ Phong trong văn phòng, sở dĩ lựa chọn căn phòng làm việc này, nàng là muốn tại cảnh sát đến đây điều tra trước đó, tận khả năng xóa đi hết thảy liên quan tới nàng vết tích. Mặc dù nàng đi qua chưa có tới nơi này, mặc dù Dương Mộ Phong rất có thể không có để lại bất kỳ vật gì, nhưng là nàng vẫn là phải bảo đảm vạn không một mất. Thông qua chuyện này, Bùi Lâm càng phát ra kiên định một cái ý nghĩ, trên thế giới này duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Từ Dương Mộ Phong xuất hiện ở trước mặt nàng, dùng tấm hình kia uy hiếp nàng thời điểm, Bùi Lâm liền sinh ra giết người diệt khẩu suy nghĩ, hôm nay sinh hoạt kiếm không dễ, càng là như thế, càng là sợ hãi mất đi, vì bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ trong bụng cái này tiểu sinh mệnh tương lai, nàng có thể làm một chuyện gì. Sinh ra sát niệm cùng thay đổi áp dụng hoàn toàn là hai việc khác nhau, Dương Mộ Phong bắt lấy nàng nhược điểm, Bùi Lâm ngay từ đầu cũng muốn tóm lấy Dương Mộ Phong nhược điểm, cho nên nàng điều tra Dương Mộ Phong. Hiểu rõ Dương Mộ Phong tại Đông Châu hết thảy, Dương Mộ Phong bản tính cũng khó rời đi, một năm trước ngay tại Đông Châu bao nuôi một nữ nhân. Trần Vi Vi hiện tại chỗ ở phòng ở Dương Mộ Phong cũng ra một bộ phận tiền, Dương Mộ Phong đến Đông Châu cũng là vì tìm nơi nương tựa nàng. Bùi Lâm còn hiểu hơn đến tình cảm giữa bọn họ xảy ra vấn đề, Trần Vi Vi là cái hám làm giàu nữ, Dương Mộ Phong từ chức về sau, thu nhập một lần không cách nào thỏa mãn yêu cầu của nàng, giữa lẫn nhau mâu thuẫn tự nhiên sinh ra. Bùi Lâm bắt đầu có ý thức tiếp cận Trần Vi Vi làm sao đều sẽ không nghĩ tới, vị này vào xem sơn móng tay cửa hàng khách nhân nhưng thật ra là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Lợi dụng sơn móng tay cơ hội, thu thập được Trần Vi Vi tóc cùng vân tay cũng không khó khăn, quan sát Trần Vi Vi kiểu tóc cùng trang dung, thậm chí miệng đỏ nhãn hiệu sắc hào, quần áo nhãn hiệu, nữ nhân ở phương diện này có trò chuyện không hết chủ đề, Trần Vi Vi trong lúc vô tình toát ra từng ly từng tí, đã hoàn thiện Bùi Lâm kế hoạch chi tiết. Bùi Lâm hiểu rõ Dương Mộ Phong, người này lòng tham không đáy, không đặt mục đích thề không bỏ qua, nếu như hắn không chịu thu tay lại, cuối cùng có một ngày, mình sẽ bị hắn hủy đi, nếu như hắn hủy đi nhân sinh của mình, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Thuần Lương cùng Dương Mộ Phong xung đột để nàng nhìn thấy một tia hy vọng, cũng có thể thông qua Hứa Thuần Lương đến giải quyết chuyện này, nhưng là không có qua bao lâu, Dương Mộ Phong liền phá vỡ nàng huyễn tưởng. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Khả năng Hứa Thuần Lương còn không có xuất thủ, Dương Mộ Phong liền đã hủy đi hạnh phúc của nàng. Dương Mộ Phong uy hiếp trở thành đè sập Bùi Lâm nội tâm hy vọng cuối cùng một cọng cỏ, từ để điện thoại xuống một khắc này nàng liền quyết định lập tức diệt trừ hắn. Bùi Lâm cân nhắc qua xấu nhất một bước, nếu như chuyện xảy ra, nàng sẽ bởi vì phạm phải tội giết người mà bị khởi tố, căn cứ tại chỗ hình pháp, đang đứng ở nghi ngờ mang thai nàng cũng không thích hợp tại tử hình hình phạt. Nếu như thành công, như vậy nàng liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi Dương Mộ Phong dây dưa, từ quyết định động thủ đến áp dụng, chỉ bất quá ngắn ngủi bốn cái nhỏ lúc, nhưng là Bùi Lâm trước đó trong đầu đã trải qua vô số lần diễn luyện. Nàng có cái không muốn người biết năng lực, am hiểu giả trang, trước khi động thủ trong khoảng thời gian này, nàng đặc địa đi một chuyến Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng, làm cùng Trần Vi Vi cùng khoản sơn móng tay. Chiều cao của nàng muốn so Trần Vi Vi thấp hơn khoảng 5 cm. Nữ nhân thân cao có thể dùng giày cao gót để đền bù, thay đổi cùng Trần Vi Vi cùng khoản quần áo, đeo lên kim sắc tóc giả, chải vuốt ra đồng dạng kiểu tóc, vẽ lên cùng khoản trang dung. Giống nhau nhãn hiệu cùng sắc hào son môi, thừa dịp bóng đêm đi vào Seven Star quán bar, tận lực tránh né quầy rượu giám sát. Chủ động hôn Dương Mộ Phong mục đích là vì chuyển di sự chú ý của hắn, tại hắn trong chén đầu độc, tại Dương Mộ Phong trên cổ áo cố ý lưu hạ vết son môi nhớ. Đầu độc sau khi thành công, mang đi Dương Mộ Phong cùng chén rượu của mình, thay đổi hai con chén rượu, một lần nữa đổ vào whisky, vốn nên thuộc về mình chén rượu bên trên lợi dụng băng dán sớm in lên Trần Vi Vi vân tay, hiện trường lưu lại Trần Vi Vi tóc. Tướng Dương Mộ Phong chén rượu mang đi là nàng cố ý lưu lại sơ hở, nàng muốn để cảnh sát dọc theo sai lầm phương hướng càng chạy càng xa. Lợi dụng Dương Mộ Phong điện thoại cho Trần Vi Vi phát WeChat, để nàng tiến về phụ cận vui trà. Trần Vi Vi từ sơn móng tay trước hiệu hướng vui tiệm trà tất nhiên phải đi qua Seven Star quán bar, trở về cũng thế, nàng có thể an bài mình không ở tại chỗ chứng cứ, đồng dạng có thể đem Trần Vi Vi hấp dẫn đến hiện trường phụ cận. Bùi Lâm làm hết thảy cũng không phải là vì hãm hại Trần Vi Vi, mà là muốn bảo vệ mình, nàng chỉ có thể là tướng cảnh sát điều tra dẫn vào kỳ đồ, thời gian kéo càng lâu, cuốn vào trong đó người hiểm nghi càng nhiều, mình liền càng an toàn.
Nương tỷ Bùi Ngọc là có thể cho nàng cung cấp không ở tại chỗ chứng cớ chứng nhân, Bùi Lâm tranh thủ thời gian, trước cùng Bùi Ngọc cùng đi lớn cá Nhật Liêu, sau khi ngồi xuống lấy cớ đi toilet. Bởi vì thương nghiệp tổng hợp thể đặc thù cấu tạo, toilet thống nhất ở vào an toàn trong thông đạo. Bùi Lâm lợi dụng trong khoảng thời gian này, đi gặp Dương Mộ Phong cũng áp dụng đầu độc. Tại nàng đối Dương Mộ Phong ra tay trước đó trong lòng là cực kỳ khẩn trương, nhưng khi nàng thành công đầu độc về sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường, nàng nghiêm ngặt thi hành mình kế hoạch mỗi một bước, gắng đạt tới không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Lưu lại một đài mới hàng lởm điện thoại, đổi đi vốn thuộc về Dương Mộ Phong điện thoại, không quên gọi mấy điện thoại, phân tán cảnh sát điều tra phương hướng. Quán ba ngọn đèn hôn ám, ồn ào hoàn cảnh là kế hoạch của nàng áp dụng cung cấp tiện lợi. Làm tốt hết thảy về sau, nàng lại đi toilet lấy xuống tóc giả, cởi y phục xuống, thay đổi sớm đã chuẩn bị áo khoác, thay đổi trang dung, đeo lên mũ rời đi. Hoàn thành đây hết thảy Bùi Lâm dùng đi 39 phút đồng hồ, nhưng là nàng cố ý tại Bùi Ngọc trước mặt mơ hồ khái niệm thời gian, tối hôm qua Bùi Ngọc không thắng tử lực, cuối cùng vẫn là nàng tướng uống nhiều Bùi Ngọc đưa về nhà. 3. Toàn bộ ban đêm Bùi Lâm đều đang yên lặng phục cuộn lại nàng động thủ mỗi một bước, coi như bị quầy rượu giám sát đập tới, bọn hắn cũng sẽ không nhận ra bản thân, kết hợp Trần Vi Vi tóc cùng vân tay, còn có Dương Mộ Phong cổ áo lưu lại son môi, cảnh sát đại khái suất sẽ bị nàng dẫn vào lạc lối, tất cả chỗ sơ suất cũng là vì tướng điểm đáng ngờ chỉ hướng Trần Vi Vi. Cửa phòng làm việc là rộng mở, Vu Hướng Đông tiến trước khi đến vẫn là gõ cửa một cái, hắn mang theo hai tên cảnh sát đi đến. Là phụ trách bản án Lục Kỳ cùng cộng tác Lý Trung. Bùi Tổng, hai vị này cảnh sát đồng chí nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống. Bùi Lâm đứng người lên, nhận ra trong đó Lục Kỳ, nàng cười nói, Lục cảnh sát, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt. Nàng chủ động hướng Lục Kỳ vươn tay ra. Lục Kỳ cùng với nàng nắm tay, nguyên lai ngài ở chỗ này công việc a. Bùi Lâm thở dài nói, Lâm thời bị bắt tới đường đội viên cứu hỏa. Hoan Niên lớn khỏe mạnh giám đốc Đồng Trường Hạo vừa mới từ chức, Phó Tổng Dương Mộ Phong lại bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới tới. Lục Kỳ nói, nơi này là Dương Mộ Phong văn phòng sao? Vu Hướng Đông giải thích nói, là giám đốc văn phòng, vốn là Đồng Trường Hạo văn phòng, hắn từ chức sau giao cho Dương Mộ Phong cơ hồ không chút dạo qua. Lục Kỳ chỉ bàn làm việc, ta có thể nhìn xem sao? Bùi Lâm làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Nàng đi trên ghế salon ngồi xuống, để trợ lý cho Lục Kỳ bọn hắn đưa tới hai chén trà, cảnh sát tới so với nàng trong tưởng tượng phải sớm, nàng còn chưa kịp thanh lý Dương Mộ Phong bàn làm việc, nàng cũng không dám, hiện tại động thủ, khẳng định sẽ đưa tới hoài nghi, cảnh xem xét đã tới chỉ có thể đánh cược một keo vận khí, khi trông mong Thượng Thiên đứng tại nàng một bên. Hai tên cảnh sát trong phòng làm việc kiểm tra một chút, cùng bọn hắn nói một tiếng, cậy mở Dương Mộ Phong bàn làm việc, từ đó mang đi một chút tư liệu. Lục Kỳ đi vào Bùi Lâm ngồi xuống bên người, Bùi Tổng không nghĩ tới đổi một gian phòng làm việc. Bùi Lâm nói, có cân nhắc qua, thế nhưng là ta hôm nay vừa mới tiếp nhận công việc, cần muốn hiểu công ty tư liệu, kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì. Dương Mộ Phong cũng không phải ở chỗ này xảy ra chuyện. Lục Kỳ nói, các ngươi xử lý y tế công tác hẳn là không nhiều như vậy kiêng kỵ. Bùi Lâm thở dài nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng phát sinh tại chuyện bên người. Trong lòng luôn luôn cảm giác có chút không thoải mái, Lục cảnh sát, Dương Mộ Phong nguyên nhân cái chết cha ra hay chưa? Bùi Lâm có chút kinh ngạc nói, bị giết, không nghe nói hắn có thù người à? Lục Kỳ nói, không nghe nói không có nghĩa là không có, chúng ta đang điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hai tên cảnh sát trong phòng làm việc cũng không tìm được bất luận cái gì có ý nghĩa đồ vật, trưng cầu Bùi Lâm đồng ý về sau, mang đi Dương Mộ Phong cuốn sổ cùng quần áo lao động. Vu Hướng Đông đưa bọn hắn xuống lầu. Đi vào dưới lầu, Lục Kỳ hướng Vu Hướng Đông nói, tại khoa trưởng, các người cái này Hoa Niên lớn khỏe mạnh cùng Trường Hưng bệnh viện là quan hệ như thế nào? Vu Hướng Đông cười khổ nói thật ta cũng không làm rõ ràng được, dù sao đều thuộc về Hoa Niên tập đoàn. Lục Kỳ nói, Dương Mộ Phong năng lực làm việc thế nào? Lục Kỳ nói, người đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Vu Hướng Đông nói, ta còn có việc liền đưa các ngươi đến nơi đây. Lục Kỳ hướng hắn khoát tay áo, đi vào xe cảnh sát trước, cùng hắn cùng đi Lý Trung nói, ngươi nên không phải hoài nghi Hứa Thuần Lương a. Lục Kỳ nói, Hứa Thuần Lương sự tình đều điều tra rõ ràng, hắn hẳn không có hiểm nghi. Lý Trung nói, tiếp xuống đi chỗ nào. Lục Kỳ nói,
đi Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng nhìn xem. Hắn vừa mới nói dứt lời, điện thoại liền vang lên. Tiếp thông điện thoại, không có nói vài lời, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, cúp điện thoại hướng Lý Trung nói, vân tay cùng tóc so với kết quả ra, tại hiện trường phát hiện án tìm tới vân tay cùng tóc đều là Trần Vi Vi. Lý Trung nói, ta sớm liền nghĩ đến, cái này Trần Vi Vi điểm đáng ngờ lớn nhất, 89 phần 10 chính là nàng làm. Lục Kỳ nói, không thể nói như thế, Trần Vi Vi khuyết thiếu động cơ phạm tội, đi. Đi trước sơn móng tay cửa hàng nhìn xem. Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng còn tại kinh doanh, bất quá bây giờ chỉ có một nhân viên cửa hàng tại làm công tác chuẩn bị. Trần Vi Vi đang tiếp thụ cảnh sát điều tra, bởi vì hiện trường phát hiện vân tay cùng tóc tương xứng, cho nên điểm đáng ngờ tập bên trong trên thân nàng. Buổi sáng thời gian này sơn móng tay cửa hàng vừa mới mở cửa không lâu, còn không có khách nhân đến nhà. Lục Kỳ cùng Lý Trung cho thấy thân phận, tên điếm viên kia có chút sợ hãi đem bọn hắn mời đến bên trong. Hai người phân công minh xác, Lý Trung phụ trách kiểm tra, Lục Kỳ cùng nhân viên cửa hàng nhàn phiếm vài câu. Lục Kỳ tướng Dương Mộ Phong ảnh chụp đưa ra cho nhân viên cửa hàng, có hay không thấy qua người này. Nhân viên cửa hàng cẩn thận phân biệt trong chốc lát, gật đầu nói, hắn. Hắn tới qua nơi này. Mấy lần, lần gần đây nhất đến lúc nào? Nhớ không rõ, dù sao không thường đến, ta lần gần đây nhất gặp hắn giống như tại một tuần trước. Lục Kỳ nói, hắn cùng Trần Vi Vi quan hệ người rõ ràng sao? Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút, lần trước bọn hắn gặp mặt tình cảnh. Nhân viên cửa hàng cố gắng nghĩ nghĩ, ta cảm giác Vi Vi tỷ nhìn thấy hắn giống như không quá cao hứng, hai người còn phát sinh qua cãi lộn. Ồn ào cái gì? Ta không biết, ta chỉ là ở phía xa thấy được, ngài biết đến, ta chỉ là một cái làm công, lão bản sự tình ta không dễ chịu hỏi. Bình thường Trần Vi Vi vật phẩm tư nhân đều thả ở nơi nào? Nhân viên cửa hàng chỉ bên trong. Trong tiệm có cái nho nhỏ thay quần áo khu, bên trong có cái tủ quần áo. Tủ quần áo mặc dù đã khóa lại, bất quá loại này khóa không có nhiều độ khó, Lục Kỳ dùng một thanh bình miệng cái vặn vít liền giải quyết vấn đề. Lục Kỳ từ tủ quần áo bên trong tìm ra hai ống son môi, mở ra vật chứng túi, bỏ vào. Trong ngoài ngoài cẩn thận sau khi kiểm tra, Lục Kỳ nói, bình thường đều là ngươi đang làm việc. Điếm viên nói, phổ thông hộ khách là ta. Trọng yếu hộ khách đều là Vi Vi tỷ tự mình tiếp đãi. Lục Kỳ, người qua đây. Lục Kỳ đi vào Lý Trung bên người, nhìn thấy hắn từ khu làm việc tìm được một viên tử sẹo mụn, liên tưởng tới dẫn đến Dương Mộ Phong tử vong cây thầu dầu độc tố. Lục Kỳ lập tức khẩn trương lên, hắn lập tức quyết định tạm thời phong bế sơn móng tay cửa hàng, để giám chứng khoa đồng sự mau chóng chạy đến, đối sơn móng tay cửa hàng tiến hành toàn diện điều tra. Trần Vi Vi đã ý thức được không ổn. Nàng ở cục cảnh sát đã ngây người ròng rã một buổi sáng, ngay tại nàng đứng ngồi không yên thời điểm, Lục Kỳ cùng mắt to nữ cảnh sát đi đến. Trần Vi Vi nói, Lục cảnh sát, tình huống như thế nào a? Các ngươi lúc nào mới bằng lòng thả ta đi, ta trong tiệm còn có rất nhiều chuyện. Lục Kỳ ra hiệu nàng ngồi xuống trước, ngữ khí nghiêm túc nói, Trần Vi Vi, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Vi Vi nói, các ngươi có phải hay không hoài nghi ta cùng Dương Mộ Phong chết có quan hệ? Mắt to nữ cảnh sát nói, chúng ta còn chưa có bắt đầu đặt câu hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta muốn hỏi điều gì? Trần Vi Vi nói, ta thề, ta cùng hắn đều hơn một tuần lễ không gặp, chuyện của hắn không quan hệ với ta. Lục Kỳ nói, ngươi không cần kích động cũng không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là thông lệ hỏi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng là được. Hắn lấy ra son môi đẩy hướng Trần Vi Vi trước mặt, cái này son môi là của ngươi sao? Trần Vi Vi cầm lên nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Mắt to nữ cảnh sát nói, trả lời. Trần Vi Vi nói, giống ta. Đúng hay không? Trần Vi Vi cũng nhanh khóc lên, ta không biết a, ta có cái này nhãn hiệu cùng sắc hào son môi, nhưng là ta không rõ ràng có phải hay không ta kia một chi. Lục Kỳ nói, từ ngươi trong tủ treo quần áo tìm tới. Trần Vi Vi sửng sốt một chút, người điều tra ta. Lục Kỳ nói, chúng ta có điều tra thủ tục. Trần Vi Vi nói, ngươi đến cùng muốn chứng minh cái gì? Lục Kỳ nói, ta tại ngươi sơn móng tay trong tiệm phát hiện cây thầu dầu dầu. Trần Vi Vi nói, từ dầu vừng. Đúng vậy a, thường xuyên làm sơn móng tay người, móng tay sẽ trở nên yếu ớt, có phần tầng, sẽ còn mất đi quang trạch. Ta phát hiện sử dụng cây thầu dầu dầu bôi lên móng tay có thể rất tốt cải thiện điểm này, cái này có cái gì tốt hoài nghi? Lục Kỳ nói,
người cây thầu dầu dầu là mình tinh luyện hay là mua thành phẩm? Đương nhiên là mua sắm thành phẩm rán mỡ, không phải tự tìm phiền toái sao? Lục Kỳ nói, tại ngươi trong tiệm phát hiện dầu trị sẹo. Có, ta là vì cho khách nhân giới thiệu, chúng ta cây thầu dầu dầu đều là thuần thiên nhiên để luyện ra, những cái kia là dùng tới nói giải hàng mẫu. Ngươi vừa nói là mua sắm thành phẩm. Trần Vi Vi cảm xúc kích động lên, tuyên truyền cho các ngươi biết hay không? Hiện tại khách nhân đều rất kén chọn loại bỏ. Lục Kỳ nói, ngươi là y dược trung chuyên tốt nghiệp. Trần Vi Vi nói, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Lục Kỳ nói, lúc ấy ngươi sở học chuyên nghiệp là sinh vật chế dược, thế nào, các ngươi đến cùng là tra án vẫn là tra hộ khẩu? Lục Kỳ khép lại hồ sơ. Trần Vi Vi nói, hỏi xong, ta có hay không có thể đi rồi? Không có ý tứ, ngươi tạm thời còn không thể rời đi. Vì cái gì? Lục Kỳ nói, hiện trường phát hiện một chút tóc cùng vân tay, đã chứng minh thuộc về ngươi. Trần Vi Vi hoảng sợ nói, không có khả năng, ta căn bản không có đi qua nơi đó, các ngươi đừng muốn hãm hại ta. Nữ cảnh sát nghiêm nghị nói, chú ý ngươi dùng từ. Lục Kỳ nói, tỉnh táo, ngươi bây giờ tốt nhất cẩn thận hồi ức một chút tối hôm qua mỗi một chi tiết nhỏ. Trần Vi Vi gục xuống bàn, hai tay cắm vào trong đầu tóc, ta hiện tại đầu óc rất loạn, các ngươi để cho ta tỉnh táo một chút. Lục Kỳ nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi bây giờ ở phòng ở là cá nhân ngươi bỏ vốn mua sắm sao? Trần Vi Vi cắn môi một cái, Dương Mộ Phong cho ta một khoản tiền. Cho vẫn là mượn. Trần Vi Vi sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn cho ta. Lục Kỳ nói, chúng ta từ người chết văn phòng trong ngăn kéo phát hiện một chương giấy nợ. Hắn tướng sao chép sau giấy nợ đưa cho Trần Vi Vi. Trần Vi Vi nhìn thấy phía trên mình ký tên, môi của nàng run rẩy lên. Lục Kỳ nói, căn cứ chương này giấy vay nợ biểu hiện, hắn cho ngươi mượn 100 vạn, đã làm qua bút tích giám định, tên là chính ngươi tự mình ký lên đi. Trần Vi Vi nói, là hắn gạt ta ký tên, cái này 100 vạn là hắn đáp ứng cho ta. Lục Kỳ nói, ngươi vẫn là tốt tốt lãnh tĩnh một chút, muốn thoát khỏi hiềm nghi biện pháp tốt nhất chính là đem mọi chuyện cần thiết đều tình hình thực tế nói ra, bất kỳ cái gì giấu giếm cùng nói láo đều không có ý nghĩa, cuối cùng chỉ làm cho chính ngươi tạo thành phiền toái không cần thiết. Lục Kỳ rời đi phòng thẩm vấn, nữ cảnh sát đi theo hắn đi ra, sư huynh, vì cái gì không tiếp theo hỏi. Nàng đã loạn trận cước chúng ta hẳn là rèn sắt khi còn nóng. Lục Kỳ cười nói, ngươi thấy thế nào? Trần Vi Vi 89 phần 10 liền là hung thủ. Lục Kỳ hỏi ngược lại, một cái có thể tại công chúng trường hợp đầu độc giết người hung thủ, tâm tính nhất định cực kỳ cường đại, mà lại cân nhắc sự tình sẽ rất chu toàn, nếu như nói tóc có thể là trong lúc vô tình chóc ra, vân tay đâu? Tại sao muốn lưu lại vân tay, giả thiết là Trần Vi Vi, nàng hoàn toàn có thể mang đi con kia làm chứng cớ cái chén. Có lẽ nàng sơ sót. Nàng tại sao muốn giết Dương Mộ Phong, gây án luôn luôn phải có động cơ. Nàng thiếu Dương Mộ Phong 100 vạn, ta đoán chừng bọn hắn chia tay về sau, Dương Mộ Phong tìm nàng muốn về kia một khoản tiền, Trần Vi Vi bị bức ép đến mức nóng nảy, cho nên mới động sát niệm. Lục Kỳ nói, Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng vị trí rất tốt. Mỗi tháng thuần lợi nhuận tại chừng 3 vạn, năm thu nhập 30 vạn hẳn là có, mà lại nàng còn là một vị đẹp nữ MC, ta tìm người điều tra nàng sau đài, mặc dù phát sóng thời gian không dài, nhưng là mỗi tháng cũng có 1 vạn tả hữu thu nhập, cái này còn không có coi như nàng loại đồ trang điểm lợi nhuận. Như thế kiếm tiền, cảnh sát chúng ta thu nhập thật sự là quá thấp, nữ nhân chú ý điểm luôn luôn không giống. Lục Kỳ nói, cho ngươi hàng năm tiếp cận 50 vạn thu nhập. Người có thể hay không vì có người tác thủ 100 vạn nợ nần mà giết người. Ta là cảnh sát ta mới sẽ không làm chuyện phạm pháp. Trần Vi Vi có thù lao còn có thể lực, mà lại nàng tuổi trẻ mỹ mạo, vì 100 vạn mà đánh cược tương lai mình vận mệnh luôn cảm thấy không quá hợp lý. Có lẽ Dương Mộ Phong đem nàng làm cho quá gấp. Lục Kỳ nói, Dương Mộ Phong cũng coi là một cái nhân sĩ thành công, hắn tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh lương một năm là 200 vạn, mà lại người này đối với nữ nhân rất hào phóng. Hẳn là sẽ không vì 100 vạn cùng một nữ nhân vạch mặt ra. Sư huynh, người có phải hay không cảm thấy Trần Vi Vi xinh đẹp cho nên cảm thấy nàng vô tội? Lục Kỳ cười nói, không phải nguyên nhân này, ta hôm nay đi Trần Vi Vi sơn móng tay cửa hàng, Lý Trung trong góc phát hiện cây thầu dầu tử. Dương Mộ Phong không phải liền là chết bởi cây thầu dầu độc tố. Trần Vi Vi đi qua học qua sinh vật chế dược, nàng khả năng nắm giữ rút ra cây thầu dầu độc tố kỹ thuật. Lục Kỳ không nói gì.
hắn luôn cảm thấy hết thảy chứng cứ đều tại chỉ hướng Trần Vi Vi, dựa theo bình thường suy luận, Trần Vi Vi là khả nghi nhất một cái, có thể đem tất cả manh mối nối liền nhau, liền sẽ phát hiện, những đường tuyến này tác tựa như có người cố ý lưu lại ký hiệu, đem bọn hắn một chút xíu dẫn hướng Trần Vi Vi địa phương. Cổ áo son môi, chén rượu bên trên vân tay, trên ghế salon tóc, còn có Dương Mộ Phong phát cho Trần Vi Vi WeChat, sơn móng tay cửa hàng cây thầu dầu tử. Hiện trường phát hiện Dương Mộ Phong điện thoại cũng không đăng lục WeChat, tất cả xã giao truyền thông tài khoản cơ hồ đều không có đổ bộ, chứng minh Dương Mộ Phong thay đổi đài này điện thoại không lâu, nhưng hắn điện thoại cũ đâu? Điện thoại cũ đâu? Khả năng Trần Vi Vi mang đi vứt bỏ. Lục Kỳ nói, người căn cứ Trần Vi Vi miêu tả, điều tra một chút nàng tối hôm qua trải qua đi lộ tuyến giám sát, nắm giữ Trần Vi Vi trải qua mỗi cái giao lộ chính xác thời gian. Được rồi. Lục Kỳ đi một chuyến giám chứng khoa, kiểm tra thi thể kết quả đã ra tới, Dương Mộ Phong tử vong thời gian tại 8 giờ tối đến 9 điểm ở giữa, trực tiếp nguyên nhân tử vong là cây thầu dầu độc tố, nhưng là ở hiện trường chén rượu bên trong cũng không có phát hiện cây thầu dầu độc tố thành phần, không biết là thông qua loại phương thức nào đầu độc. Lục Kỳ đi một chuyến giám chứng khoa, kiểm tra thi thể kết quả đã ra tới, Dương Mộ Phong tử vong thời gian tại 8 giờ tối đến 9 điểm ở giữa, dẫn đến hắn trực tiếp nguyên nhân tử vong là phục dụng đại lượng cây thầu dầu độc tố, nhưng là ở hiện trường chén rượu bên trong cũng không có phát hiện cây thầu dầu độc tố thành phần, trước mắt còn không cách nào xác định hung thủ thông qua loại phương thức nào đầu độc. Lục Kỳ quyết định an bài đêm đó một ít công việc nhân viên tới nhận thức, Trần Vi Vi ăn mặc vẫn là ngày hôm qua quần áo. Có hai tên nhân viên công tác nhận ra Trần Vi Vi hẳn là tối hôm qua xuất hiện tại số 17 ghế dài nữ tử, mặc cùng thân cao đều không khác mấy, nhưng là tóc nhan sắc không giống, mà Trần Vi Vi lại tại sáng hôm nay vừa nhiễm phát. Tình tiết vụ án tựa hồ tại đi hướng sáng tỏ, lấy Lý Trung cầm đầu người cho rằng, vật chứng, nhân chứng đều có, cũng tồn tại động cơ phạm tội, trên cơ bản có thể khóa chặt Trần Vi Vi liền là hung thủ. Nhưng là Lục Kỳ cũng không nhìn như vậy, sưu tập đến chứng cứ mặc dù không ít, nhưng là mỗi kiện chứng cứ đều đáng giá cân nhắc. Tỷ như Trần Vi Vi xuất hiện tại quán bar đã làm cho Thương Thảo, bởi vì giám sát thiếu thốn nguyên nhân, cũng chưa phát hiện nàng tiến vào quầy rượu hình ảnh, hiện tại duy nhất có thể chứng minh nàng xuất hiện tại trong quán rượu người chính là nhân viên phục vụ. Ngay lúc đó dưới tình huống đó, không bài trừ nhận lầm khả năng. Trần Vi Vi tiến về vui trà trên đường, cơ hồ không có dừng lại, bọn hắn từ vài đoạn màn hình giám sát bên trong. Phát hiện Trần Vi Vi trải qua Seven Star quầy rượu thân ảnh, nàng từ cửa quán ba trải qua thời điểm, cũng chưa hướng quầy rượu phương hướng nhìn thoáng qua. Đương nhiên những này giám sát cũng làm không được toàn phương vị không góc chết, giám sát đều có điểm mù, không có khả năng ghi chép Trần Vi Vi mỗi phút mỗi giây hành động. Lý Trung làm một cái có tội đề cử, hắn cho rằng Trần Vi Vi tại đi tới đi lui trên đường, hoàn toàn có thời gian tiến vào quán ba cũng áp dụng phạm tội. Lục Kỳ kiên nhẫn nghe Lý Trung ý kiến. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy Trần Vi Vi vô tội, một cái có thể tỉ mỉ bày ra toàn bộ người phạm tội, sẽ không lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Đã quyết tâm giết người, tại sao muốn lưu lại vết son môi nhớ? Tại sao muốn lưu lại vân tay? Tại sao muốn tại trong tiệm lưu lại cây thầu dầu tử? Đây hết thảy chứng cứ rõ ràng là cố ý tướng cảnh sát điều tra phương hướng dẫn tới Trần Vi Vi trên thân. Lục Kỳ trong lòng tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ. Dương Mộ Phong nguyên nhân cái chết là thu hút đại lượng cây thầu dầu độc tố, hắn ly rượu trước mặt bên trong cũng không có kiểm tra đến bất kỳ độc tố thành phần, là có người hay không tại hạ độc sau lại đem Dương Mộ Phong chén rượu mang đi, đồng thời cầm đi Dương Mộ Phong điện thoại. Nếu như Trần Vi Vi là vô tội, như vậy hiện trường khẳng định còn có một người, người này chẳng những quen thuộc Dương Mộ Phong, mà lại quen thuộc Trần Vi Vi, đã có thể để cho Dương Mộ Phong buông lỏng cảnh giác uống xong tăng thêm cây thầu dầu độc tố rượu. Cũng có thể vào tay Trần Vi Vi vân tay cùng tóc. Bùi Lâm chuyên đi một chuyến xương năm quảng trường, đi tới sơn móng tay phòng đối diện mẫu anh cửa hàng, một bên không yên lòng chọn hài nhi vật dụng, vừa quan sát đối diện sơn móng tay cửa hàng. Sơn móng tay cửa hàng đã đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, nàng biết Trần Vi Vi đã gặp phải phiền toái. Dương Mộ Phong chết rồi, Trần Vi Vi bị điều tra, Bùi Lâm biết hết thảy khả năng chỉ là tạm thời, có lẽ có một ngày cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Trên thế giới này không có thiên y vô phùng phạm tội, nếu như cảnh sát tiếp tục điều tra đi, sớm muộn cũng sẽ tra ra bản thân cùng Dương Mộ Phong từng có qua một đoạn tình cũ. Mình lưu lại những cái kia manh mối vẫn là tồn tại rất nhiều sơ hở, còn có Hứa Thuần Lương, hắn biết mình cùng Dương Mộ Phong sự tình, nếu như hắn hướng cảnh sát nói ra bản thân tìm hắn hỗ trợ sự tình, như vậy cảnh sát liền sẽ hoài nghi đến mình, nghĩ tới đây,
Bùi Lâm lập tức lại bất an, thật muốn lập tức liền chạy khỏi nơi này, nhưng nàng hiện tại nếu là đi, chẳng phải là không đánh đã khai. Bùi Lâm ý thức được, Dương Mộ Phong chết cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là một vòng mới dày vò bắt đầu. Hứa Thuần Lương cùng đi Hoa Trục Nguyệt có mặt OMMIA quầy rượu khai trương khánh điển, nhà này là Hà Đông Tập đoàn tại Bình Hải Trọng Kim chế tạo kỳ hạm cửa hàng. Hà Đông Tập đoàn giám đốc Phan Vệ Đông đi vào Đông Châu tự mình chủ trì khai trương khánh điển, hắn đặc địa mời tới Đang Hồng Lưu Lượng Minh Tinh Tạ Vĩ Đình. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đến hiện trường thời điểm, nhìn thấy quán ba trước cửa đã bị mê đệ mê muội nhóm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn thấy OMMIA bạo dạp nhân khí, lại liên tưởng đến Seven Star trước cửa vắng vẻ thảm đạm hiện trạng, Hoa Trục Nguyệt không khỏi thở dài, tổng giám đốc cơ bộ Diêu trở nên càng ngày càng phật hệ, tiếp tục như vậy bọn hắn thực thể sinh ý sẽ trở nên càng ngày càng kém, thị trường số định mức cũng sẽ bị Hà Đông không ngừng nắm giữ. Phan Vệ Đông 27 tuổi, đương nhiệm Hà Đông tập đoàn giám đốc, cùng phổ biến sống mơ mơ màng màng hoa thiên tử địa hoàn khố khác biệt, hắn là ít có thừa kế nghiệp cha một cái, toàn bộ bên trong học đến đại học giai đoạn đều là tại Bắc Mỹ lưu học. 2 năm trước học thành trở về, cũng tại năm đó một tay chế tạo kinh thành OMMIA nhãn hiệu. 2 năm này ở giữa OMMIA nhãn hiệu trong nước khắp nơi nở hoa, đã chế tạo 21 gia môn cửa hàng, trong đó hơn phân nửa đều ở vào tỉnh lỵ thành phố trực thuộc Trung ương. Đông Châu cái này một nhà OMMIA là địa cấp thành phố bên trong nhà thứ 3, sở dĩ tuyển tại Đông Châu là nhìn chúng Đông Châu vị trí địa lý, lực ảnh hưởng nhưng phóng xạ chung quanh 5 tỉnh. Cùng Hà Đông bồng bột phát triển khác biệt, Lam Tinh 2 năm này lâm vào kinh doanh khốn cảnh, Lam Tinh cùng Seven Star 2 đại nhãn hiệu đều lâm vào dừng bước không tiến. Hoa Trục Nguyệt hướng cơ bộ Diêu đưa ra đóng lại bộ phận kinh doanh bất thiện cửa hàng, chỉnh hợp trọng trang, chính xác định vị, tái tạo nhãn hiệu đề nghị. Bản kế hoạch đã đưa lên, nhưng là cơ bộ Diêu đến nay không có cho nàng minh xác trả lời chắc chắn. Đông Châu OMMIA quán ba người phụ trách Lữ Ngọc nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt tranh thủ thời gian tiến lên đón, nàng đi qua đã từng là Seven Star quản lý, giờ trước sau mới đổi thành Tạ Xuân Lôi. Lữ Ngọc dây leo đối Hoa Trục Nguyệt phi thường kiêng kỵ, cung kính nói, Hoa tỷ. Hoa Trục Nguyệt cười tủm tỉm nhìn qua Lữ Ngọc mông nói, người từ Hỗ Hải trở về rồi. Lữ Ngọc từ Lam Tinh rời trước về sau đi Hỗ Hải, hiện tại lại được phái tới Đông Châu phụ trách OMMIA nghiệp vụ. Lữ Ngọc trồng trọt nói, tính tạm thời, chờ bên này làm theo ta sẽ còn trở về. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn một chuyến này không có minh xác cạnh nghiệp hiệp nghị, nhưng là Lữ Ngọc viện binh từ Lam Tinh đi ăn máng khác đi đối thủ cạnh tranh nơi đó còn là chột dạ. Nàng là Hoa Trục Nguyệt một tay để bạt lên, nhưng lấy nói không có Hoa Trục Nguyệt liền không có nàng hôm nay. Hoa Trục Nguyệt tướng bên người Hứa Thuần Lương giới thiệu cho Lữ Ngọc nhận biết, Lữ Ngọc đàn tranh thủ thời gian đưa lên danh thiếp của mình. Hứa Thuần Lương cùng với nàng trao đổi một chút danh thiếp, lưu ý đến danh hiệu của nàng là Hà Đông Giải trí Hoa Đông khu giám đốc. Hoa Trục Nguyệt nói, Phan từ đâu? Lữ Ngọc được nói, ngay tại tiếp đãi Tạ Vĩ Đình. Hoa Trục Nguyệt lạnh nhạt nói, Đang Hồng Lưu Lượng A. Lữ Ngọc trồng trọt cười cười, nghe ra Hoa Trục Nguyệt trong tiếng nói có bất mãn ý tứ, tranh thủ thời gian mời nàng cùng Hứa Thuần Lương đi bao xương an vị. Hoa Trục Nguyệt biểu thị không cần, nàng nghĩ tham quan học tập một chút. Lữ Ngọc ấm vốn là muốn tự mình tương bồi, Hoa Trục Nguyệt khoát tay áo, để nàng đi làm việc, hôm nay chính thức khai trương, cần bận bịu sự tình còn có rất nhiều, Hoa Trục Nguyệt cũng không thích bị người đi theo, dự định lấy người tiêu dùng sừng độ đến thưởng thức một chút nhà này mới mở nghiệp quán bar. OMMIA quán bar trùng tu xa hoa, quán bar nhân viên công tác thanh xuân tịnh lệ. Hứa Thuần Lương từ một bên mỹ nữ nhân viên công tác khay bên trong cầm 2 ly rượu đỏ, trong đó một chén đưa cho Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt nhấp một hớp rượu đỏ nói, cảm giác thế nào? Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không phải chuyên gia phương diện này không có gì quyền lên tiếng. Cùng Seven Star so sánh một chút. Hứa Thuần Lương thực sự cầu thị nói, trùng tu so với các người bên kia xa hoa, phục vụ viên so với các người bên kia tuổi trẻ xinh đẹp. Hoa Trục Nguyệt nói, một chuyến này nghĩ từ đầu đến cuối gắn bó nhiệt độ nhất định phải không ngừng sửa cũ thành mới, chúng ta kinh doanh hình thức đã rơi ở phía sau. Hứa Thuần Lương chỉ cổng nhắc nhở Hoa Trục Nguyệt, Tạ Xuân Lôi tới. Hoa Trục Nguyệt lạnh lùng quét Tạ Xuân Lôi một chút, không che giấu chút nào mình không vui. Hứa Thuần Lương có thể lý giải, Đông Châu bên này Seven Star phong ba không ngừng, cái này cùng Tạ Xuân Lôi kinh doanh bất thiện có quan hệ, liền lấy lúc trước hắn lớn các Seven Star tới nói, hoàn toàn là bởi vì quán ba phương diện.
không cách nào cam đoan khách nhân an toàn, phát sinh Đường Thiên Nhất công nhiên quấy rối chân thuần sự tình. Sau đó quán ba phương diện còn không thể lo liệu công đạo, trợ giúp Đường Thiên Nhất giấu giếm sự thật. Tạ Xuân Lôi cùng Lữ Ngọc được hàn huyên vài câu, nhìn chung quanh, rốt cục trong đám người tìm được Hoa Trục Nguyệt, hắn đi nhanh lên tới. Tạ Xuân Lôi chủ yếu là hướng Hoa Trục Nguyệt báo cáo quán ba người chết sự kiện tiến triển, hắn vừa rồi lại đi cục cảnh sát truyền triệu bao quát hắn ở bên trong nhiều tên nhân viên công tác, lần này là đi nhận thức, có phục vụ viên nhận ra Trần Vi Vi tối hôm qua xuất hiện tại quán ba cũng cùng Dương Mộ Phong uống rượu với nhau. Hoa Trục Nguyệt cũng không nhận ra Trần Vi Vi, chỉ cần hung phạm không phải quầy rượu nhân viên công tác liền tốt. Tạ Xuân Lôi nói, ta vừa mới hướng cảnh sát xin giải phong thế nhưng là bọn hắn cự tuyệt. Hoa tỷ, chuyện này xem ra ngài đạt được bột, dạng này mang xuống, chúng ta quầy rượu tổn thất sẽ rất lớn. Hoa Trục Nguyệt nói, ta ra mặt làm gì, coi như hiện tại giải phong, người cho rằng buôn bán được sao. Người chết sự kiện truyền đi xôn xao, mắt thấy là phải qua Tết, mọi người tránh không kịp, ai còn sẽ vào xem SEVN Star. Nàng dừng lại một chút nói, lại nói, Đông Châu quán ba lại không chỉ một nhà. Tạ Xuân Lôi ảo não thở dài nói. Gần nhất không biết thế nào. Phiền phức tầng tầng lớp lớp, lúc nói lời này, hắn vô ý thức nhìn Hứa Thuần Lương một chút, xa không nói, cái này cho bọn hắn tìm không ít phiền phức. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi thật giống như hẳn là từ tự thân tìm nguyên nhân đi, quầy rượu camera hư hại nhiều như vậy, ngươi vì cái gì không có kịp thời sửa chữa. Ngay trước Hứa Thuần Lương trước mặt, Hoa Trục Nguyệt mảy may không cho hắn mặt mũi, Tạ Xuân Lôi ra mặt phát tha nói, Hoa tỷ. Ta đã sớm an bài xong xuôi là bảo an bên kia không có kịp thời chấp hành, ta lập tức đem hắn mở. Hoa Trục Nguyệt trong lòng tự nhủ hẳn là mở rơi người kia là ngươi. Lúc này Phan Vệ Đông tại Lữ Ngọc cùng đi hướng bọn họ đi tới. Phan Vệ Đông mỉm cười hướng Hoa Trục Nguyệt vươn tay ra, Hoa Tổng Đại Giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón. Hoa Trục Nguyệt cùng hắn nắm tay, cùng chúc Phan Tổng khai trương đại hỷ, tài nguyên rộng tiến. Phan Vệ Đông cười ha ha. Mượn Hoa Tổng cắt ngôn, mọi người cùng nhau phát tài, cộng đồng làm giàu, thị trường như thế lớn, tiền là kiếm không hết. Nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, lần này OMMIA tại Đông Châu khai trương không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, Hoa Trục Nguyệt trong lòng tất nhiên là khó chịu. Nhưng Lam Tinh tập đoàn gần nhất thanh thế không lớn bằng lúc trước, coi như khó chịu các ngươi cũng phải nhẫn.